Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 23. Mạc Phàm vừa nói như vậy, Kiếm Chu Diệt như cảm nhận được ý niệm của Mạc Phàm. Chiêm chiếp, tiếng kêu thanh thúy như phượng kêu vang lên, ngọn lửa lay động. Tiểu kiếm màu đỏ dài ra, biến thành phượng hoàng lửa khoảng 10 thước. Phượng hoàng lửa lượn một vòng quanh Mạc Phàm, lao vào trong nước một cái, một nhánh khói trắng bốc lên, mặt biển vô cùng yên bình, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hả? Trên du thuyền, lông mày Hoàng Thiếu Nguyệt nhướn lên, một kiếm của Mạc Phàm chém long toàn thủy trụ, cô ta còn có chút lo lắng. Nhưng nhìn thấy ngọn lửa của Mạc Phàm tắt trong biển, cô ta cười thoải mái. Thiên Đại Sư lựa chọn nơi đấu không tệ. Cô nghĩ rằng Thiên Đại Sư sẽ vô duyên vô cớ lựa chọn ra tay ở biển Đông Hải à, chắc chắn nơi này là nơi táng thân của Mạc Phàm. Liễu Như Tùng vô cùng tin tưởng nói. Trên một du thuyền khác, Nam Cung Thiên hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, không phải cậu rất kiêu ngạo sao, xem cậu còn kiêu ngạo được đến khi nào. Trên chiếc thuyền đánh cá, Thiên Thành Diệt cũng cười, hai mắt nheo lại, trong mắt đều là khinh thường. Mạc Đại Sư, trừ hải của cậu đâu? Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, hắn hơi dịch chân. Nếu hắn nói là trừ hải, sao có đạo lý không nấu được biển? Gợn sóng màu đỏ như máu ở mặt biển dưới chân hắn lan tràn ra xung quanh, rất nhanh liền đi ra ngoài cây số. Gợn sóng màu đỏ này khiến sắc mặt cô gái buộc tóc sừng dê và lão giả huyền y ngồi trên xe lăn thay đổi. Không chỉ bọn họ, mấy lão giả khác cũng cảm nhận được không ổn, sắc mặt thay đổi theo. Không hay rồi, nhanh lùi về sau đi. Bọn họ vừa dứt lời, du thuyền và phi cơ trực thăng mới lùi về phía sau 10 thước. Vù vù, một người lửa rất cao chui từ trong biển ra. Chỉ trong chớp mắt, mặt biển yên bình như rót một tầng dầu, như bị người ta dẫn đốt, thành một vùng thế giới lửa, nhiệt độ xung quanh cũng đột nhiên dâng cao. Âm thanh ủng ục phát ra từ trong biển, một đám bọt khí to bằng nắm tay nổi lên trên mặt biển, nước biển như bị nấu sôi. Lúc này sắc mặt mọi người thay đổi. Mặt Nam Cung Thiên nóng rát, giống như bị tát mạnh một cái. Ngự hỏa trừ hải, đây là bản lĩnh thời cổ đại mới có. Cho dù ông ta là tiên thiên trung kỳ đỉnh phong, cũng không làm được dễ dàng như vậy, nhất là trên biển, gần như là không thể, dù sao nước cũng khắc lửa. Tuy Mạc Phàm dùng pháp khí, nhưng pháp khí chỉ là kính viễn vọng. Thực lực trúc cơ hậu kỳ, tối đa phóng đại đến tiên thiên sơ kỳ, không có khả năng phóng đại đến tiên thiên trung kỳ. Muốn trừ hải, ít nhất tiên thiên hậu kỳ mới có thể làm được. Sắc mặt Hoàng Thiếu Nguyệt và Liễu Như Tùng đều âm u, nếu không phải tận mắt thấy một vùng biển lửa, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, vậy mà Mạc Phàm thật sự có thể trừ hải. Chuyện này, không sao, có thể trừ hải thì thế nào, không phá được thủy đạn của Thiên Đại Sư đều phải chết. Liễu Như Tùng bình tĩnh nói, theo ngọn lửa thiêu đốt, mặt biển như được giải phóng. Sóng biển đột nhiên xuất hiện, gió biển nhấc lên, sóng biển mãnh liệt, không còn không sóng không gió khi được Thiên Thành Diệt không chế. Thiên Thành Diệt nhíu mày, trong mắt hiện lên giận dữ. Ông ta ở đây 5 ngày, lúc này mới lấy chân khí và tinh khí khống chế mặt biển xung quanh. Tiểu tử, cậu nấu biển của tôi giết cậu. Mắt Thiên Thành Diệt dữ dằn, hai tay trầm xuống. Tốc độ của mưa đạn đầy trời tăng lên, rơi về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, khẽ nói ra hai chữ. Phần thiên, đốt trời. Chiêm chiếp, Phượng Hoàng kêu hai tiếng, trên biển lửa, hai đạo sóng lửa dâng lên lại hạ xuống. Hai đạo sóng lửa này cùng rơi xuống, như đại điểu vỗ cánh. Tất cả lửa trên mặt biển đều hóa thành một hỏa điểu vô cùng to lớn, bay về phía bầu trời. Hỏa điểu tràn đầy trời đất bay trong không trung, quả thật như muốn đốt cháy một phần trời đất. Phốc phốc, đạn mưa đầy trời rơi xuống, từng đạo khói trắng bốc lên. Tuy hỏa điểu cũng thu nhỏ lại, nhưng biến mất chậm hơn đạn mưa rất nhiều. Chỉ trong phút chốc, đạn mưa đầy trời biến mất hết sạch, hỏa điểu còn cỡ một người, Mạc Phàm lạnh lùng đứng dưới hỏa điểu. Xung quanh lại hiện lên vẻ khiếp sợ, ánh mắt nhìn Mạc Phàm đều thay đổi. Nhất niệm trừ hải, phá ván cờ mà Thiên Thành Diệt bố trí, nhất niệm phần thiên, hủy đi bí pháp mưa đạn của Thiên Thành Diệt. Ở đây có không ít người thực lực không kém Thiên Thành Diệt nhiều lắm, nếu đổi lại là bọn họ thành đối thủ của Thiên Thành Diệt, tuyệt đối không thoải mái như Mạc Phàm. Chẳng lẽ tiểu tử này che giấu thực lực? Có người nói, lần này không ổn rồi.
Hoàng Thiếu Nguyệt lộ ra vẻ kinh hoàng. Hoàng tiểu thư, đừng có gấp, nếu Thiên Đại Sư chỉ có chút bản lĩnh đó, năm đó không có khả năng thoát khỏi tay 20 cao thủ tiên thiên. Liễu Như Tùng ra vẻ trấn định nói. Ông ta mở miệng nói vậy, nhưng hai tay ông ta đã để lộ bất an lúc này của ông ta. Đạn mưa biến mất toàn bộ, ánh mắt Mạc Phàm như điện, ép thẳng về phía Thiên Thành Diệt. Có qua có lại mới toại lòng nhau, ông cũng thử một kích của tôi xem, Phượng Vũ Cửu Thiên. Ngón tay hắn xẹt qua không trung, một cánh của Phượng Hoàng Lửa xẹt qua một đường cong hoàn mỹ ở trong không trung, không do dự đánh về phía thuyền đánh cá của Thiên Thành Diệt. Trong mắt Thiên Thành Diệt hiện lên ánh sáng lạnh, không chút hoang mang. Ngón tay ông ta khẽ lướt qua, một chiếc thuyền đánh cá còn ở bên cạnh đứng thẳng lên, chắn trước người ông ta. Dầm một tiếng thật lớn, giống như có một quả ngư lôi nổ tung trong không trung, thuyền đánh cá dài chừng hơn 20 mét bị tứ phân ngũ liệt trong chớp mắt, bị đánh thành mảnh nhỏ. Vụn gỗ bay đầy trời, theo gió rơi vào trong biển, không thương tổn đến Thiên Thành Diệt. Ngọn lửa trên tiểu kiếm màu đỏ biến mất, quay về bên cạnh Mạc Phàm, được Mạc Phàm cất đi. Một hiệp, long toàn thủy trụ của Thiên Thành Diệt không thương tổn được Mạc Phàm, ngọn lửa của Mạc Phàm cũng không thương tổn đến Thiên Thành Diệt, hai người chia đều, bất phân thắng bại. Nhưng xung quanh là một vùng thổn thức. Thiên Thành Diệt vừa ra tay, đó là rời thuyền rời biển. Mạc Phàm thì có phần thiên trừ hải, không yếu thế chút nào. Trường hợp như vậy, một số đệ tử trẻ tuổi hoàn toàn nhìn ngây người. Hai người này là người sao? Sao tôi có cảm giác như tiên nhân đánh nhau trên tivi nhỉ? Cho dù là lão giả Tiên Thiên Tông sư tóc trắng xóa, lúc này trong mắt cũng lóe sáng. Đây mới là chiến đấu giữa cao thủ tiên thiên, một chuyến này đúng là không tới vô ích. Trên thuyền đánh cá, khóe miệng Thiên Thành Diệt hơi nhếch lên, nheo mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, giống như một con thú hoang nhìn chằm chằm con mồi mà mình thích. Mạc đại sư, quả nhiên pháp thuật của cậu danh bất hư truyền, nhưng nếu chỉ có như vậy, người chết hôm nay vẫn là cậu. Khi ông ta nói chuyện, chỗ mi tâm sáng lên, hai quả đấm nắm chặt theo, hiện lên tươi cười vô cùng tự tin. Vài tiếng rầm rầm vang lên, không khí chấn động. Một đám phù văn nhà giam toàn thân trắng như bạch ngọc xuất hiện xung quanh Mạc Phàm, bao vây Mạc Phàm ở bên trong. Nhà giam này vừa xuất hiện, trong vòng ba thước xung quanh Mạc Phàm, mặt biển không chỉ yên bình còn giống như bị ngưng kết. Phong cách cổ xưa, mênh mông chí khí xuất hiện, quanh thân Mạc Phàm căng thẳng, giống như bị cố định ở đó. Đây là Vạn Diệt Lao Lung, lần này Mạc đại sư xong rồi. Lão giả Huyền Y ngồi trên xe lăn giống như biết nhà giam này, mắt mở to, vô cùng khiếp sợ nói. Trong chớp mắt thế cục thay đổi, Mạc Phàm gặp nguy hiểm. Vạn Diệt Lao Lung là một loại bí pháp từng danh chấn một thời giới võ đạo và pháp đạo ở Hoa Hạ. Loại bí pháp này là sáu thế gia tìm thấy trong một long mộ. Khi tìm được loại bí pháp này, sáu thế gia kia còn tìm được một thứ khác, thi thể chân long. Rồng là đồ đằng ở Hoa Hạ, thần thú trong truyền thuyết, đến nay vẫn chưa có chứng cứ chứng minh sự tồn tại của rồng. Sáu thế gia tìm được thi thể chân long, chuyện này đủ để oanh động toàn bộ thế giới. Nhưng càng thêm oanh động chính là, chân long cường đại như vậy lại bị Vạn Diệt Lao Lung trấn áp mà chết. Từ xưa rồng tượng trưng cho cường đại, thiên tử mặc long bào. Tứ Hải lấy rồng làm vương. Cường đại như rồng, lại bị Vạn Diệt Lao Lung giết chết. Ý niệm đầu tiên của sáu thế gia này là muốn tìm được bí pháp thần thông của nhà giam này ngay cả rồng cũng có thể giết chết, nếu tìm được, chẳng phải vô địch khắp thiên hạ. Trải qua một phen tìm kiếm bọn họ thật sự tìm được, bí pháp này có tên là Vạn Diệt Lao Lung. Đáng tiếc chính là cao thủ, thiên tài sáu thế gia phái ra cùng lĩnh hội bí pháp này. Chừng 5 năm vẫn không thể lĩnh hội được. Cuối cùng 6 đại thế gia chia Vạn Diệt Lao Lung ra thành 6 phần, 6 thế gia mỗi nhà cầm một phần. Tuy những bí pháp này kém Vạn Diệt Lao Lung có thể giết chết chân long, nhưng so với một số bí pháp trên địa cầu thì cường đại hơn không ít, 6 nhà coi như có chút thu hoạch. Nhưng chuyện này còn chưa xong. Mười mấy năm trước, Vạn Diệt Lao Lung bị Thiên Thành Diệt để mắt tới, ông ta ẩn nấp trong 6 thế gia này mấy tháng. Đánh cắp Vạn Diệt Lao Lung được chia làm 6 bản. Chỉ là không ngờ vậy mà Thiên Thành Diệt luyện thành Vạn Diệt Lao Lung. Chuyện này, khóe miệng lão giả ngồi trên xe lăn giật giật, mãi mà không nói nên lời. Ông ta là người tôn gia trong 6 nhà, ông ta chính mắt nhìn thấy Vạn Diệt Lao Lung giết chết chân long. Tuy nhà giam của Thiên Thành Diệt kém khí thế nhà giam trấn rồng, nhưng đủ để giết Mạc Phàm.
Rồng là sinh vật chí cao vô thượng, từ nhỏ đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, sao con người có thể so sánh được? Vậy mà thiên thành diệt luyện thành vạn diệt lao lung. Sắc mặt lão giả huyền y trên xe lăn trắng bệch, như cả nhiễm xương, trong chớp mắt già nua đi hơn nhiều. Sáu đại thế gia đều không khám phá được sự huyền diệu trong đó, vậy mà để thiên thành diệt luyện thành rồi. Nhà giam vừa thành, tươi cười đắc ý trên mặt thiên thành diệt lại dày đặc hơn nhiều. Mạc đại sư, cậu thấy vạn diệt lao lung tôi bố trí cho cậu thế nào, nghe nói nhà giam này ngay cả rồng cũng giết chết được. Mấy năm nay ông ta luôn nghiên cứu môn bí pháp này, nếu có thể luyện thành bí pháp này, rồng đều bị ông ta chấn chết, còn ai có thể đối địch với ông ta. Vì nghiên cứu bí pháp này, vô số dân bản xứ châu Mỹ bị giết, đoạt một số thánh vật và những thứ phá giải liên quan đến bí pháp này. Cuối cùng trời không phụ người có lòng, ông ta thật sự luyện thành vạn diệt lao lung. Thiên thành diệt vừa nói những lời này, những người chưa từng thấy vạn diệt lao lung, sắc mặt bùm một tiếng khẩn trương hơn. Bọn họ chưa từng thấy vạn diệt lao lung, nhưng có nghe nói đến. Bí pháp ngay cả rồng cũng giết được, sao bọn họ có thể không biết? Lúc này, biểu cảm của mọi người giống hệt lão giả huyền y ngồi trên xe lăn. Một đám người, ánh mắt nhìn thiên thành diệt thay đổi không ít. Thiên thành diệt luyện thành vạn diệt lao lung, không chỉ Mạc Phàm sẽ phải chết không thể nghi ngờ, chỉ sợ Lâm Thiên Nam cũng không phải đối thủ của thiên thành diệt, e rằng Hoa Hạ phải đổi chủ rồi. Trong nhà giam, Mạc Phàm nhíu mày. Khí tức nhà giam này rất quen thuộc, khiến sắc mặt hắn hơi trầm xuống. Vạn diệt phong ấn của Vạn Diệt Tông sao? Vạn Diệt Tông là một tông phái ở tu chân giới, nổi tiếng nhất trong tông phái này là Vạn Diệt phong ấn, nghe nói có thể phong tiên chấn thần, chấn phong long phượng thì càng không nói chơi. Chỉ cần bị phong ấn bên trong, toàn bộ sinh mệnh đều hóa thành hư vô, đến khi chôn vùi. Vậy mà phong ấn chi thuật của Vạn Diệt Tông lưu lạc trên địa cầu. Chẳng lẽ giống như Ngạo Nhật Sơn Tông, đều từng lưu lại huyết thống trên địa cầu. Thiên thành diệt thấy Mạc Phàm nhíu mày, cười đắc ý. Chân ông ta khẽ động, hai đạo kình khí xuất hiện sau vai ông ta, như hai chiếc cánh khổng lồ dương ra. Cánh mở, cơ thể ông ta bay từ trên thuyền đánh cá đến nhà giam Mạc Phàm. Một lát sau, ông ta đứng cách Mạc Phàm 10 thước. Hai tay ông ta giơ lên, thủy châu dâng lên từ trong nước biển, trôi nổi chi chít quanh nhà giam. Chỉ đợi mệnh lệnh của ông ta, liền bắn vào lồng giam Mạc Phàm. Tiểu tử, cậu còn vùng vẫy dẫy chết sao? Thiên thành diệt cười nói. Kết thúc quyết đấu, Mạc đại sư không còn cơ hội lật bàn rồi. Một lão giả vây xem nói rất chắc chắn. Vùng vẫy thì sao, không vùng vẫy thì sao? Mạc Phàm vẫn không hoảng loạn như trước. Vùng vẫy mà nói, tôi lập tức giết chết cậu, nếu cậu đồng ý giao bí pháp trên người mình ra đây, tôi vẫn sẽ giết cậu, nhưng có thể suy xét để người nhà cậu sống, thế nào? Thiên thành diệt cười âm hiểm nói. Thân ngoại hóa thần và trận pháp ở biệt thự của Mạc Phàm đã hấp dẫn ông ta. Trừ chuyện đó ra, Mạc Phàm còn trẻ mà có tu vi như vậy, chắc chắn có không ít bí pháp trên người. Nếu có được những bí pháp này, thực lực ông ta tăng lên thì không nói, nói không chừng còn đột phá tiên thiên trung kỳ tiến vào tiên thiên hậu kỳ. Còn người nhà Mạc Phàm, ông ta không đi giết, không có nghĩa người khác không đi giết. Mạc Phàm hơi nheo mắt lại, sắc bén lập tức lóe lên. Ông cảm thấy phong ấn chi thuật của ông có thể phong ấn được tôi sao? Thiên thành diệt nhíu mày, xác nhận vạn diệt lao lung còn đang vận chuyển, trên người Mạc Phàm lại không có một chút linh khí dao động, lúc này lông mày ông ta mới giãn ra. Ha ha, chân long đều bị chấn chết, chẳng lẽ cậu còn có thể ra khỏi đó được, cậu đã không chịu giao bí thuật ra, vậy cậu đi chết đi, từ người mấy đồ đệ của cậu, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Trên người Mạc Phàm có quá nhiều kỳ lạ không hợp với tuổi. Vẫn nên giết Mạc Phàm tốt hơn, tránh đêm dài lắm mộng. Vạn diệt lao lung của ông ta đã thành, thiên hạ còn ai địch được. Ông ta giơ một tay lên, đạn mưa như nuôi lực kéo mạnh về phía sau, muốn bắn về phía Mạc Phàm. Thiên thành diệt còn chưa ra tay, ở phía xa, khóe miệng Hoàng Thiếu Nguyệt hơi nhếch lên, lộ ra tươi cười sảng khoái. Mạc Phàm từng khiến cô ta tuyệt vọng một lần, nhưng mà bây giờ, cuối cùng cũng phải chết. Liễu Như Tùng ở bên cạnh thấy Mạc Phàm như cá nằm trên thớt, mặc cho thiên thành diệt sâu xét, cũng cười nham hiểm. Ê tiểu tử, cậu cũng có ngày hôm nay. Ở một nơi khác, khóe miệng Bạch Vô Hận cũng nhếch lên, cười mỉa nói, ánh mắt như chất lỏng của rắn độc. Tiểu tử,
cậu còn di ngôn gì không? Thiên Thành Diệt cười đắc ý nói. Di ngôn. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười khẽ. Nếu ông quyết đấu với tôi vào 10 ngày trước, quả thật tôi khó thoát khỏi nhà giam này, nhưng hiện giờ ông không giết được tôi đâu, nhà giam này của ông không thể trói buộc được tôi, tất cả đều muộn rồi. Ông ta cho rằng luyện thành một bí thuật là có thể thiên hạ vô địch sao? Nếu là như vậy, chẳng phải Vạn Diệt Tông sẽ độc bộ thiên hạ ở tu chân giới sao? Thực ra Vạn Diệt Tông kém Thần Nông Tông bọn họ không biết bao nhiêu lần. Cái gì? Mắt Thiên Thành Diệt mở to, trong mắt lộ ra chút bối rối hiếm có. Ý niệm của Mạc Phàm khẽ động, trên hai tay hai đạo quang mang hắc bạch lóe lên. Hai tay hắn hợp lại thành một, khi tách ra, một pháp kiếm màu xám được rút từ trong một tay hắn ra. Nếu Vạn Diệt Lao Lung này gặp người khác, hơn phân nửa sẽ vô kế khả thi, dù sao cũng là bí pháp nổi tiếng của Vạn Diệt Tông. Nhưng gặp phải hắn, phá dễ như giết chó. Phá cho ta. Kiếm rơi như sao băng, chém về phía Vạn Diệt Lao Lung. Rầm, pháp kiếm chém lên Vạn Diệt Lao Lung, nhà giam vững như thành đồng chấn động, hào quang màu xám lưu chuyển, nơi kiếm phong tiếp xúc nhà giam chảy ra. Đến chỗ nào nhà giam trắng như ngọc không còn ánh sáng, phù văn phía trên bị xóa đi. Ken két, vết rạn khắp nơi, như nứt vụn bất cứ lúc nào. Sắc mặt Thiên Thành Diệt thay đổi, Vạn Diệt Lao Lung này là quân bài chưa lật của ông ta. Vốn chuẩn bị dùng trên người Lâm Thiên Nam, đánh Lâm Thiên Nam không kịp trở tay. Bị bất đắc dĩ mới dùng trên người Mạc Phàm, ai biết ngay cả Mạc Phàm cũng không trói buộc được. Ông ta mặc kệ mưa đạn trên bầu trời, bàn tay giơ lên, một nhà giam khác lại bao quanh Mạc Phàm, giống hệt cái trước. Những đạn mưa này đủ để đối phó những võ đạo tông sư khác, nhưng đối phó Mạc Phàm thì kém xa, nếu không giam được Mạc Phàm, những thứ này đều phí công. Một Vạn Diệt Lao Lung không giam được tôi, hai cái có thể sao? Tôi nói đã muộn rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong nhà giam, Mạc Phàm lạnh lùng nói. Bí pháp giải Vạn Diệt Lao Lung này tên là Âm Dương Pháp Kiếm, là bí pháp trấn phái của Âm Dương Tông tử địch của Vạn Diệt Tông nghiên cứu khắc chế Vạn Diệt Lao Lung, cảnh giới tiên thiên có thể sử dụng. 10 ngày trước, hắn có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Cho dù tu luyện cửu chuyển hỗn nguyên công cũng không thể thi triển Âm Dương Pháp Kiếm này. Hiện giờ hắn đã đến trúc cơ hậu kỳ, muốn dùng nhà giam này bao vây hắn, quả thực là nằm mơ. Vỡ! Tay hắn nắm chặt, Âm Dương Pháp Kiếm trong tay rầm rầm vỡ nát. Pháp kiếm vỡ nát không biến mất, trái lại ngưng tụ thành một đám pháp kiếm huyền ảo khác. Mỗi đạo pháp kiếm lớn bằng bàn tay, vẫn là màu xám, nhưng có thể nhìn xuyên qua, giống như thủy tinh màu xám. Như được tạo ra từ bảo thạch, ở nơi góc cạnh lóe lên sắc bén. Đi! Mạc Phàm quát khẽ một tiếng. Âm Dương Pháp Kiếm huyền ảo nghe thấy tiếng Mạc Phàm, như người cá đi về phía Vạn Diệt Lao Lung. Tiếng bom nổ mạnh vang lên, không khí vì chuyện này mà run rẩy. Vạn Diệt Lao Lung đầu tiên bị phá vỡ. Vạn Diệt Lao Lung thứ hai còn chưa thành hình, cũng như tờ giấy, bị Âm Dương Pháp Kiếm chém thành mảnh nhỏ. Nhà giam có thể chấn chết chân long. Cứ tan thành mây khói như vậy, hoàn toàn không đáng sợ như trong truyền thuyết. Chuyện này, ở đây, trong nhà giam nhìn như vỡ nát, Mạc Phàm bước từng bước ra ngoài, vẻ mặt mọi người thay đổi. Mắt Hoàng Thiếu Nguyệt, Liễu Như Tùng, Bạch Vô Hận mở to, mắt đảo liên tục, trên mặt không còn đắc ý như khi Mạc Phàm sắp bị giết, tràn đầy vẻ khó tin. Thứ chấn chết chân long, lại không thể giam được tiểu tử này. Rốt cuộc tiểu tử này là ai? Nam Cung Thiên ngoại trừ khiếp sợ ra, khuôn mặt già nua cũng đỏ bừng. Vừa rồi ông ta giận dữ mắng Mạc Phàm quá liều lĩnh, còn bảo Mạc Phàm cúi đầu nhận sai, thực lực của Mạc Phàm như vậy cần sao? Những người còn lại cũng trợn mắt há miệng, cả đám không nói nên lời. Thực lực của Mạc Phàm không người có thể xem nhẹ, hiện giờ có thể khiến tất cả bọn họ cúi đầu. Tiểu tử này thực sự rất mạnh, Lâm Thiên Nam chưa chắc đã là đối thủ của cậu ta. Rất lâu sau, lão giả huyền y vô cùng bội phục nói. Vẻ mặt thanh niên xung quanh đều mờ mịt. Không phải chỉ là một nhà giam sao, giỏi lắm à. Hồ đồ, nhà giam này có thể chấn chết rồng đó. Những lời này như một tảng đá to rơi vào trong hồ nước, gợn sóng hủy thiên diệt địa xuất hiện trong lòng bọn họ. Có thể chấn chết long, nhưng không chấn được Mạc Đại Sư. Rồng không bằng người, cậu ta là thần tiên sao? Vạn Diệt Lao Lung bị phá. Năm ngón tay Mạc Phàm mở ra,
âm dương pháp kiếm huyền bí đầy trời như chim chóc quay về tay hắn, biến thành trường kiếm màu xám lần nữa. Thiên Thành Diệt, nhà giam của ông đã bị tôi phá hủy, ông cũng thử pháp kiếm của tôi xem. Mạc Phàm vung tay lên, trường kiếm xẹt qua một đường cong hoàn mỹ trong không trung, thân kiếm dài ra hơn 10 mét, như khuynh thiên nhất kiếm nhanh chóng chém về phía đầu Thiên Thành Diệt. Kiếm còn chưa hạ xuống, trên mặt biển chia ra làm một rãnh nước, sóng biển dập dờn sang hai bên, tạo ra sóng nước cao 2-3 mét. Thiên Thành Diệt nhíu mày, vẻ mặt không còn bình tĩnh như trước, có bối rối có sợ hãi có khó thể tin cũng có không cam lòng. Đây là bí pháp cấp cao gì thế, vạn diệt lao lung của tôi, rồng đều có thể chấn chết, vì sao không giam được một nhân loại nhỏ bé như cậu? Thiên Thành Diệt giận dữ hét. Có thể chấn chết rồng thì nhất định chấn chết được người sao? Mạc Phàm lắc đầu cười khẽ. Chư thiên vạn giới, 3.000 thế cân bằng, chỉ có con người có nhân thân từ nhỏ, các tộc khác địa vị càng cao thì càng gần với hình người. Một yêu muốn biến thành hình người, đều phải trải qua kiếp nạn tam tai lục nan cửu trọng, mấy trăm năm mới có thể tu luyện được, đa số đều chết trên đường thành nhân thân. Chuyện này còn chưa rõ ràng sao, rồng không bằng người. Bí pháp này của tôi tên là âm dương pháp kiếm, chỉ là bí pháp bình thường, nhưng đủ để phá hủy vạn diệt lao lung. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Làm sao có thể? Thiên Thành Diệt tức đến mức hai mắt bốc hỏa, khuôn mặt đỏ bừng. Bí pháp của ông ta có thể chấn chết rồng, là tiên pháp, lại bị một bí pháp bình thường của Mạc Phàm phá hủy. Có tin hay không tùy ông? Mạc Phàm cười khinh thường nói. Quả thật âm dương pháp kiếm là bí pháp bình thường ở tu chân giới, tối đa là trung cấp, còn chưa được tính là cao cấp. Hắn nói xong không để ý đến Thiên Thành Diệt, pháp kiếm tiếp tục hạ xuống. Thiên Thành Diệt vung ống tay áo, từng đạo tường nước xuất hiện trước người ông ta. Những tường nước này đều do ông ta dùng chân khí ngưng tụ thành, mỗi tường nước tạo ra đều như sắt thép, ngay cả đạn cũng không thể xuyên qua. Vạn diệt lao lung không có tác dụng, chỉ là nước ngưng tụ thành tường sẽ có tác dụng sao? Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên cổ tay trầm xuống. Rắc rắc, tường nước vô cùng rắn chắc, dưới pháp kiếm màu xám không khác gì đậu hủ, trực tiếp bị chém thành đôi. Thế đi của pháp kiếm không giảm, chém về phía Thiên Thành Diệt. Mắt Thiên Thành Diệt khẽ đảo, hai tay không do dự chắn trên đỉnh đầu. Keng, một tiếng trầm đục, như chuông lớn bị gõ vang lên. Nơi 20 mét xung quanh Thiên Thành Diệt, mặt biển trầm xuống. Thiên Thành Diệt chỉ khẽ ngăn, cơ thể bị đập vào trong nước. Rầm, pháp kiếm to lớn chém vào trong nước biển, nước bắn lên cao 10 thước, mặt biển giống như bị cắt thành hai, một rãnh biển sâu xuất hiện. Nước biển dâng lên cao. Nước biển chảy ngược rơi vào trong nước lần nữa, gợn sóng kích động bắn lên. Rất lâu sau mặt biển mới yên bình trở lại, không thấy bóng dáng Thiên Thành Diệt. Không ít người nhíu mày, nhìn mặt biển. Thiên Thành Diệt bị chém sao? Đúng lúc này, không biết người nào kêu lên. Thiên Thành Diệt ở bên kia, ông ta muốn bỏ chạy. Mọi người nhìn theo ngón tay người này, chỉ thấy ở nơi cách trăm mét. Rầm một tiếng, một lão già ướt sũng và chật vật. Khóe miệng còn có chút máu chui từ trong nước biển ra, vững vàng đứng trên mặt biển. Mạc Đại Sư, lần này tính cậu thắng, sau này chúng ta còn gặp lại. Thiên Thành Diệt nghiến răng nhìn Mạc Phàm nói. Ông ta nói xong không quay đầu lại, đạp nước bay nhanh, sóng nước bắn tung tóe hai bên người ông ta, trong chớp mắt đã đi xa mấy chục mét. Mọi người xung quanh lại hiện lên vẻ khiếp sợ. Vậy mà Thiên Thành Diệt chạy trốn. Không chỉ Thiên Thành Diệt chạy ra ngoài. Trong đám người vây xem, tiếng động cơ cũng vang lên theo. Một chiếc du thuyền và một chiếc phi cơ trực thăng chở Liễu Như Tùng, Hoàng Thiếu Nguyệt và Bạch Vô Hận, bỏ chạy theo hướng ngược lại với Thiên Thành Diệt. Thiên Thành Diệt đều bị Mạc Phàm đánh chạy, bọn họ còn ngây ngốc ở đây, đợi chết sao? Mạc Phàm nhìn lướt qua Thiên Thành Diệt và đám Hoàng Thiếu Nguyệt, trong mắt chớp lóe hàn quang, thản nhiên nói. Lúc này còn muốn chạy. Lần trước Thiên Thành Diệt đến biệt thự số 9. Làm người nhà hắn bị thương, còn bắt nhiều ngư dân ở Đông Hải như vậy. Đám Hoàng Thiếu Nguyệt cũng đi theo gây khó dễ từ trong, muốn diệt Mạc gia bọn họ, hắn có thể để bọn họ chạy thoát sao? Ai cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy. Âm thanh như sấm vang lên liên tục, tản ra xung quanh, truyền vào trong tai mọi người. Nghe thấy âm thanh này, khuôn mặt tinh xảo của Hoàng Thiếu Nguyệt trắng xanh. Trong lòng Liễu Như Tùng và Bạch Vô Hận hồi hộp, mặt xám như cho tàn.
mồ hôi trên trán chảy ròng ròng xuống. Nhanh lên, nhanh rời khỏi nơi này. Hai người vội vàng giục người lái. Hai người bọn họ một người Liễu gia một người Bạch gia, chỉ cần có thể chạy về gia tộc, còn sợ Mạc Phàm đánh đến gia tộc bọn họ sao? Nhưng nếu bị Mạc Phàm bắt được, bọn họ chỉ có đường chết. Sắc mặt Thiên Thành Diệt cũng không đúng lắm, nhưng vẫn quay đầu cười khinh thường với Mạc Phàm. Ông ta thừa nhận mình không phải là đối thủ của Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm muốn giữ ông ta lại, đừng nằm mơ nữa. Năm đó, 20 tiên thiên tông sư đều không thể giữ ông ta lại, ông ta rời đi, Mạc Phàm có năng lực làm gì ông ta? Muốn giữ tôi ở lại, cậu đừng nên cố gắng làm gì, đi bắt mấy người kia đi, nếu không cậu không bắt được ai đâu. Mạc Phàm cười lạnh lùng, lần trước để Thiên Thành Diệt chạy trốn ở biệt thự, hôm nay lại để ông ta trốn thoát. Hắn còn là y tiên bất tử sao? Chu Tà. Nhẫn trên tay hắn sáng lên, tiểu kiếm trạng thái lỏng nhấp nháy lôi quang xuất hiện trong tay hắn. Ý niệm của hắn khẽ động, ấn ký lôi điện chỗ mi tâm chớp lóe, tiểu kiếm lôi điện dài ra thành cự kiếm cao cỡ một người. Lôi quang nuốt nhả, tia điện rung động, nghe làm ra đầu người ta run lên. Tốc độ của ông rất nhanh, nhưng ở trên biển này, ông nhanh hơn lôi điện sao? Nước khắc lửa. Nhưng nước cũng có thể dẫn điện. Hắn nói xong cắm Chu Tà xuống mặt biển. Tiếng sấm vang lên răng rắc, lôi kiếm lập tức chia làm ba đạo điện long, mượn nước biển đuổi theo ba phía. Chỉ trong giây lát đã tới dưới du thuyền, phi cơ trực thăng. Rầm, hai đạo lôi trụ phóng thẳng lên trời. Phi cơ trực thăng và du thuyền chấn động, như bị vật nặng đánh trúng, tiếng máy móc nổ mạnh truyền ra, khói đen bốc lên. Du thuyền chậm rãi dừng lại. Phi cơ trực thăng xoay mấy vòng trong không trung, đâm vào trong biển. Trên du thuyền và phi cơ trực thăng, đám Hoàng Thiếu Nguyệt run rẩy, trong cơ thể giống như có vô số trùng tử đang bò, có cảm giác chết lặng, vùng vẫy mãi mà không vùng vẫy được, liền ngã xuống lôi điện. Cách đó không xa, tươi cười trên mặt Thiên Thành Diệt còn chưa mất đi, sắc mặt cứng ngắc xuống, cuối cùng không cười nổi. Ông ta vội vàng vận khởi công pháp, chân khí hộ thể tràn đầy mà ra, bọc ông ta lại. Mũi chân hơi chìm vào trong mặt nước, cơ thể ông ta mượn lực bay về phía bầu trời. Cũng đúng lúc này, lôi điện rất nhỏ như xúc tua chui từ trong nước biển ra, rậm rạp chẳng chịt khó mà đếm nổi. Chỉ chưa tới 1/100 giây, lôi tia bao quanh Thiên Thành Diệt tính cả chân khí hộ thể của ông ta, cường đại như Thiên Thành Diệt gặp lôi điện này, vậy mà không thể tránh thoát. Cùng bị lôi tia bao quanh, còn có chiếc du thuyền kia và phi cơ trực thăng. Quay về cho tôi. Mạc Phàm tức giận quát một câu, tay dùng lực nắm lại. Ba điện quang như xiềng xích, kéo Thiên Thành Diệt, du thuyền và phi cơ trực thăng bay về. Bùm, một người, một du thuyền, một phi cơ trực thăng rơi xuống nơi cách Mạc Phàm không xa, nước tung lên mấy trượng cao. Mạc Phàm rút lôi kiếm ra, cầm tia chớp trong tay giống như lôi thần, chỉ về phía Thiên Thành Diệt. Mỗi bước đi, nước biển đều chấn động theo. Lần trước để ông chạy. Lần này còn muốn chạy, ông chạy được sao? Thiên Thành Diệt chậm rãi đứng dậy từ trong nước biển, cơ thể chấn động, chân khí hộ thể bị lôi điện bên ngoài chấn nát. Ông ta giơ tay lên lau máu tươi ở khóe miệng, hai mắt lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chăm chú, lửa giận hừng hực bắn ra bốn phía. Từ khi Thiên Thành Diệt ông ta tự học thành tài tới nay, liền vang danh thiên hạ, chưa bao giờ chật vật giống như ngày hôm nay. Không chỉ bị người ta phá bí pháp, ngay cả chạy trốn cũng không chạy thoát. Hơn nữa người này còn là đứa bé 17, 18 tuổi. Tông sư Như Long, có thể chết, nhưng không thể nhục. Mạc Phàm, đây là cậu ép tôi, hôm nay tôi phải liều chết với cậu. Thiên Thành Diệt nắm chặt tay, giận dữ hét. Theo tiếng giống này của ông ta, đường vân huyết sắc nguệch ngoạc xuất hiện trên toàn thân ông ta. Cơ thể hơi gầy yếu của ông ta lập tức như khí cầu bơm đầy. Trong cơ thể liên tục phát ra âm thanh xương cốt nổ tung, thân thể từ gần 1m7, trong chớp mắt kéo cao đến hơn 1m9. Xoẹt, tiếng vải bị xé rách vang lên, trang phục luyện võ trên người ông ta đều bị rách ra, lộ ra bắp thịt và cánh tay thô gấp đôi như khối sắt đốt hồng. Chỉ trong chớp mắt, Thiên Thành Diệt từ một lão nhân gần đất xa trời, biến thành một đại hán hùng tráng, uy mãnh hơn 30 tuổi. Khí tức của ông ta vốn là tiên thiên trung kỳ đỉnh phong, theo biến hóa này trong chớp mắt cường đại không chỉ một lần. Giống như đống lửa đốt cháy mạnh hơn, như rót thêm xăng vào, ngọn lửa xông thẳng lên trên trời. Khí tức như ngọn lửa lan tràn ra tứ phương. Xung quanh,
không ít người đã cảm thấy không có bất luận hồi hộp gì nữa. Dù sao Thiên Thành Diệt vẫn rơi vào hoàn cảnh xấu, căn bản không có lực đánh trả. Nhưng lúc này, khí tức tràn đầy trời đất của Thiên Thành Diệt và dung mạo thay đổi, sắc mặt rất nhiều người thay đổi, hô hấp bị kiềm hãm theo. Đây là Nhiên Huyết Công, Thiên Thành Diệt muốn liều mạng. Có người nhận ra bí thuật Thiên Thành Diệt sử dụng kêu lên. Nhiên Huyết Công là bí thuật của cổ gia ở Mạc Bắc, sau khi thi triển pháp thuật này, sẽ có một thời gian dài rất yếu, nhưng có thể khiến tu vi tăng gấp đôi trong thời gian ngắn. Thiên Thành Diệt vốn là tiên thiên trung kỳ đỉnh phong, lại thi triển bí thuật này, cho dù không đến cảnh giới kim đan trong truyền thuyết, ít nhất cũng có thực lực tiên thiên hậu kỳ. Tiên thiên hậu kỳ, không hẳn không giết được Mạc Phàm. Nhanh lùi về sau đi. Một lão giả kêu lên, du thuyền và phi cơ trực thăng xung quanh vội vàng lùi về phía sau. Tiên thiên hậu kỳ quyết đấu càng đáng sợ hơn tiên thiên trung kỳ, không muốn bị cuốn vào bên trong, vẫn nên tránh xa một chút tốt hơn. Khóe miệng Thiên Thành Diệt nhếch lên, lộ ra nụ cười gần tà dị. Mạc Phàm có thể nắm lôi điện trong tay, nơi ông ta lựa chọn vừa vặn là biển rộng, trừ phi tốc độ của ông ta nhanh hơn lôi điện, nếu không đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi điện kiếm của Mạc Phàm. Nếu không trốn thoát, vậy thì liều mạng một trận, ông ta không tin tiểu tử này lợi hại như vậy. Mạc Phàm, cậu vốn còn cơ hội sống sót, nhưng cậu tự mình hủy đi, cậu không nên đuổi tận giết tuyệt Thiên Thành Diệt tôi như vậy. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lạnh lùng liếc mắt nhìn Thiên Thành Diệt một cái. Không nên sao, tôi thấy người không nên là ông. Ông không nên về Hoa Hạ, lại càng không nên chọc Mạc ra tôi, nhất là không nên dùng Nhiên Huyết Công này, ông đều đã làm. Vậy thì đi chết đi. Hắn đâm lôi kiếm vào trong nước biển một lần nữa, dẫm mạnh xuống dưới chân, bay về phía Thiên Thành Diệt. Quả đấm nắm chặt, bạch quang lóe lên, hắn không do dự đánh về phía Thiên Thành Diệt. Thiên Thành Diệt thấy Mạc Phàm không tránh mà xông tới, cười lạnh lùng. Mạc Phàm, cậu rất can đảm đó, nhưng hiện giờ đối đầu đúng là không sáng suốt. Ông ta mới thi triển Nhiên Huyết Công, thực lực đang thịnh, Mạc Phàm lại đối đầu với ông ta. Không phải muốn chết thì là gì? Dù sao thiếu niên tông sư còn trẻ. Nhưng chuyện này hợp ý ông ta. Ông ta bước lên trước một bước, chân khí màu đỏ vô cùng cường đại giống như lưu hỏa tràn ra từ người ông ta. Trong vòng 40 mét xung quanh, biển cả tràn đầy vùng màu đỏ. Một quyền đánh ra, thiên, địa, hải này như được sử dụng toàn bộ. Sóng biển, gió biển và chân khí màu đỏ ngưng tụ thành một quả đấm màu đỏ to lớn. Như thực chất nghênh đón Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, sao hắn có thể không biết bí pháp Nhiên Huyết Công này? Một khi thi triển loại bí pháp này, đa số mọi người sẽ tránh mũi nhọn, chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Dù sao ép buộc tăng gấp đôi tu vi, vẫn tương đối đáng sợ. Nhất là tiên thiên tông sư, vốn kém một chút. Một bên thực lực tăng gấp đôi, hoàn toàn có thể nghiền áp đối phương. Nhưng chuyện này đúng với người bình thường. Còn không có tác dụng với y tiên bất tử hắn. Nếu muốn giết Thiên Thành Diệt, nên nghiền áp ông ta khi cường đại nhất. Ánh mắt hắn như đao, bạch quang trên tay sáng lên, linh khí ngưng mà không rời, giống như sao băng xuyên qua không khí. Quả đấm tiến về phía nước biển, khí tức đáng sợ hủy diệt toàn bộ dâng nước theo gió lên. Rầm, hai quyền đánh vào nhau, giống như tiếng hai kim khí va chạm vang lên. Không ít người vội vàng bịt tai. Mấy người trẻ tuổi không bịt tai kịp lập tức mất đi thính giác, máu chảy từ trong tai bọn họ ra. Nước biển tách hai người ra, mặt biển dưới chân hai người hạ xuống hơn 5-6 thước, gợn sóng mãnh liệt theo kình phong vô cùng sắc bén đánh ra bốn phía, mặt biển cuồng loạn. Rắc rắc, quyền ảnh màu đỏ xoay chuyển, nghiền nát rầm rầm, Thiên Thành Diệt cũng biến sắc theo. Mạc Phàm không nhiều tuổi, nhưng lực lượng thân thể và trình độ ngưng thực chân khí mạnh như vậy sao? Mắt ông ta hơi nheo lại, hàn quang nở rộ, vội vàng lùi về phía sau. Mạc Phàm đánh nát quả đấm màu đỏ, thân thể xoay trong không trung, một cước đạp mạnh về phía Thiên Thành Diệt. Thiên Thành Diệt nhíu mày, hai tay nắm lấy trong không trung, áp lực không khí lại căng thẳng hơn, hai tay tràn đầy long văn, trường đao như thực chất xuất hiện trong tay ông ta, trong không khí lập tức xuất hiện vết rạn, ánh đao chớp lóe chém về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, nếm thử nhất khí trảm của tôi xem. Vẻ mặt Mạc Phàm khẽ đổi, khí đao này tương tự với khí binh của Ngũ Hành Tông. Nhìn như là ngưng khí thành binh bình thường, thực ra không có đơn giản như vậy. Nếu khí binh này nổ tung, không
không khác gì ngư lôi hủy diệt một chiếc thuyền đánh cá. Nhưng hắn cũng không sợ, linh khí cuồn cuộn rót vào phần chân, kim quang lóe lên. Đạp thiên! Chân của hắn lập tức như cột trời, đạp về phía thiên thành diệt. Rầm, một tiếng thật lớn, trên mặt biển như có sóng thần, không khí không ngừng chấn động, sóng biển cao mấy chục mét, kình phong như đao thổi ra bốn phía. Một lát sau, mặt biển yên bình hơn, Mạc Phàm dẫm lên gợn sóng cuồn cuộn trên biển, vẻ mặt như thường. Sắc mặt thiên thành diệt nghiêm trọng, lùi ra xa cách Mạc Phàm 10 thước. Khí binh trên tay chỉ còn lại chuôi đao, bộ phận khác đã biến mất không thấy, cánh tay ông ta không tự chủ được run rẩy. Ông ta mượn nhiên huyết công để tăng tu vi lên gấp đôi, vậy mà không thể nghiền áp Mạc Phàm. Ông ta vặn chân khí thành khí đao cứng hơn kim cương, cũng không đánh lại được Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu còn trẻ tuổi đã có tu vi như vậy, quả thật rất lợi hại. Là ông quá yếu. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Hắn tu luyện cửu chuyển hỗn nguyên công, diễn thiên thần quyết, thân thể tiên thiên ngọc cốt, những thứ này không có thứ nào không phải phương pháp tu luyện đứng đầu tu chân giới. Tuy chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng thiên thành diệt tiên thiên sơ kỳ không thể sánh bằng. Còn nhiên huyết công, chỉ là chuyện cười đối với hắn. Thiên thành diệt nhíu mày, trong mắt đầy lửa giận. Ông ta đường đường là thiên thành diệt, một trong 10 đại trưởng lão của Thanh Bang, mười mấy năm trước đã danh chấn Hoa Hạ, lại bị đứa bé nói là quá yếu. Tiểu tử, cậu quá kiêu ngạo rồi. Thiên thành diệt giận dữ hét lên. Nếu ông không còn quân bài khác chưa lật, ông có thể đi chết đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn chẳng muốn nói nhiều lời vô nghĩa với thiên thành diệt, hắn nắm chặt tay lại, linh khí xoay tròn xuất hiện trên quả đấm của hắn, bóng dáng hắn nhoáng lên một cái, đến chỗ thiên thành diệt. Mắt thiên thành diệt lóe lên bất định, ông ta nhìn thoáng qua xung quanh, do dự một lát, ánh mắt âm u, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chăm chú, khí tức kỳ lạ nở rộ trên người ông ta. Mạc Phàm, cậu biết vì sao lão phu có thể trốn khỏi tay 20 cao thủ tiên thiên không? Có liên quan gì sao? Mạc Phàm cười khinh thường nói. Nguyên nhân là vì đây. Dưới chân thiên thành diệt chấn động, chân khí màu đỏ trên mặt biển xung quanh nổi lên cuồn cuộn, sóng biển nhấc lên cao hơn 10 thước, bao vây hai người ở bên trong. Trên da ông ta hiện lên một tầng lân giáp, ngón tay kéo dài, móng tay sắc bén lóe sáng hàn quang, một cái đuôi xuất hiện ở giữa mông ông ta. Chỉ trong phút chốc ông ta liền biến thành trạng thái nửa người nửa ma, hai mắt đỏ bừng như máu, lóe sáng nanh sắc nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Ma hóa, ông tu ma công, còn dung hợp ma huyết. Mạc Phàm nheo mắt lại, lạnh giọng hỏi. Thiên thành diệt cười hung dữ, ma hóa này là một bí thuật ông ta tìm thấy trong cổ mộ. Vào tối ông ta bị 20 cao thủ tiên thiên bao vây, chỉ dựa vào thân thể và tốc độ ma hóa này, thừa dịp nguyệt hắc phong cao, dùng tu vi tiên thiên sơ kỳ giết mấy cao thủ tiên thiên trung kỳ lợi hại, mới thoát đi được. Cơ thể sau khi ma hóa cái gì cũng tốt, không bị người ta phát hiện, từng tháng phải lấy máu người áp chế ma tính. Thân thể ông ta chớp lóe, như lưu quang đến trước người Mạc Phàm, tốc độ rất nhanh, móng vuốt sắc bén không do dự vồ về phía ngực Mạc Phàm. Ha ha, cậu biết quá nhiều, nhưng vẫn nên đi chết đi, có thể là người ép tôi lộ ra ma hóa chi thân, là vinh hạnh của cậu. Thiên thành diệt cười vô cùng tự tin nói. Ma hóa chi thân này của ông ta, ngay cả hợp kim đều có thể xé rách, sao không giết được Mạc Phàm. Nhưng lúc tay ông ta sắp đâm phá ngực Mạc Phàm, nắm trái tim Mạc Phàm bóp nát, sắc mặt ông ta kỳ lạ hơn. Bạch quang tỏa ra từ trên người Mạc Phàm, vậy mà tay ông ta không thể tiến thêm chút nào. Chuyện này, làm sao có thể? Cuối cùng sắc mặt thiên thành diệt cũng trắng bệch, không có một chút huyết sắc. Nhiên huyết công của ông ta gần như có thực lực tiên thiên hậu kỳ, thân thể ma hóa, cho dù là hoành luyện tông sư đỉnh phong cũng sẽ chết, vậy mà không xé rách được thân thể Mạc Phàm. Cậu, thân thể cậu làm bằng gì, vì sao? Tôi nói rồi, ông quá yếu, lại làm quá nhiều việc không nên làm. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Toái tinh. Bạch quang trên quả đấm tỏa ra, như vì sao đánh về phía bả vai thiên thành diệt. Răng rắc, tiếng xương cốt gãy vang lên. Thân thể ma hóa của thiên thành diệt như giấy, vặn thành bánh quai trèo dưới quyền của Mạc Phàm, bay về phía sau. Phốc, một ngụm máu tươi phun từ trong miệng thiên thành diệt ra. Không đợi thiên thành diệt bay xa, Mạc Phàm đuổi theo, một quyền vừa rồi là đánh thay người Mạc gia tôi bị ông làm bị thương, một quyền này vì ngư dân ông giết chết.
Răng rắc, nửa người còn lại của Thiên Thành Diệt cũng biến thành bánh quai trèo. Một quyền cuối cùng, khiêu khích tôi, chết đi. Một quyền của Mạc Phàm đánh về phía đầu Thiên Thành Diệt. Mắt Thiên Thành Diệt mở to, trong mắt như sắp rơi ra, tràn đầy tuyệt vọng. Ông ta dùng hết toàn lực cũng không thể làm thương tổn Mạc Phàm chút nào, một quyền của Mạc Phàm dễ dàng phá hủy thân thể sau khi ma hóa của ông ta. Đừng giết tôi là trưởng lão của Thanh Bang, tôi còn là thiên gia. Không đợi ông ta nói xong, một quyền của Mạc Phàm đánh trúng đầu ông ta. Đầu Thiên Thành Diệt vỡ nát như dưa hấu bị đập vỡ, máu tươi và óc văng tung tóe. Bùm một tiếng, thi thể Thiên Thành Diệt như đạn bắn vào trong nước, bọt nước văng tung tóe. Thiên Thành Diệt chết. Thiên Thành Diệt vừa chết, sóng biển xung quanh được chân khí của Thiên Thành Diệt kích khởi, chảy ngược như thác nước cửu thiên. Bùm, nước biển cao mấy chục mét đánh xuống, tạo ra gợn sóng mãnh liệt trên mặt biển. Không đợi mặt biển yên tĩnh trở lại, người trên du thuyền và phi cơ trực thăng vội vàng nhìn về phía Thiên Thành Diệt và Mạc Phàm. Chỉ thấy vẻ mặt Mạc Phàm lạnh lùng, đạp sóng mà đứng. Thiên Thành Diệt thì không thấy tung tích, nhưng lần này trên mặt biển có một vùng màu đỏ, trắng, còn có thứ gì đó tương tự như xương đầu. Trong chớp mắt, trên biển lại vô cùng khiếp sợ. Thiên Thành Diệt chết rồi sao? Có người dụi mắt, nghi ngờ hỏi. Chuyện đó không có khả năng đâu. Sóng biển cuối cùng mà Thiên Thành Diệt tạo ra, khiến bọn họ không thể thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng rõ ràng Thiên Thành Diệt dùng nhiên huyết công, thực lực cao hơn người bình thường gấp bội lần, vẫn chết trên tay Mạc Phàm sao? Làm sao có thể? Chỉ trong phút chốc, ngoại trừ tiếng sóng biển, tiếng động cơ, tiếng gió ra, thì không còn âm thanh gì khác, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm và mặt biển xung quanh hắn. Có người nhìn Mạc Phàm như nhìn thần linh. Có người không thể tin đây là sự thật. Lúc này Mạc Phàm mới 17, 18 tuổi, lúc trước diệt hoàng gia, lại hủy Vu Thần giáo ngàn năm. Hai thế lực này mấy năm gần đây hơi yếu thế, bị Mạc Phàm hủy cũng không có gì lạ. Nhưng hiện giờ Mạc Phàm giết chết Thiên Thành Diệt Tiên Thiên Tông Sư, chuyện này rất khó. Tông Sư Như Long, một khi trở thành Tông Sư, liền có được Thiên Quân Vạn Mã, bất luận là một vị Tông Sư nào muốn giết một Tông Sư khác đều khó như lên trời. Thiên Thành Diệt là loại khó càng thêm khó. Mười mấy năm trước, 20 tiên thiên tông sư cũng không thể ngăn lại Thiên Thành Diệt. Cho dù là Lâm Thiên Nam được xưng thiên hạ vô địch, muốn diệt Thiên Thành Diệt cũng không dễ dàng gì. Hôm nay Thiên Thành Diệt lại bị Mạc Phàm giết chết. Tôi không tin, nhất định là Thiên Thành Diệt chạy thoát rồi. Nam Cung Thiên lắc đầu nói. Rõ ràng Mạc Phàm chỉ có thực lực trúc cơ hậu kỳ, sao có thể khủng bố như vậy? Lúc này rầm một tiếng, một thi thể không đầu chui từ trong nước ra, bay cao 3 thước so với mặt biển, liền ngã xuống biển, nước chảy bèo trôi. Thi thể này ngoại trừ Thiên Thành Diệt, còn có thể là ai? Nhìn thấy thi thể này, khuôn mặt Nam Cung Thiên đỏ bừng, giống như bị người ta tát vài cái, lập tức câm miệng. Lúc trước ông ta có thể không tin, nhưng thi thể của Thiên Thành Diệt còn đây, ông ta không tin nữa thì đúng là ngốc. Thi thể Thiên Thành Diệt vừa xuất hiện, gần như ánh mắt tất cả mọi người ở đây nhìn về phía Mạc Phàm tràn đầy kính sợ, sùng bái. Lúc này Mạc Phàm mới 17, 18 tuổi, đợi một thời gian nữa, thiên hạ này, trên mặt đất, trong ngũ hành còn ai là đối thủ của Mạc Phàm? Chúc mừng Mạc Đại Sư! Một lão giả đứng dậy chúc mừng Mạc Phàm. Những người khác cũng đều đứng dậy, cúi người chúc mừng, Nam Cung Thiên là một trong số đó. Chúc mừng Mạc Đại Sư! Mạc Phàm làm như không nghe thấy. Một tay vươn ra, lôi kiếm bay vào trong tay hắn, hắn đi về phía du thuyền của Hoàng Thiếu Nguyệt và Liễu Như Tùng. Trên du thuyền, Hoàng Thiếu Nguyệt và Liễu Như Tùng mới bị lôi điện đánh trúng, tứ chi như nhũn ra bây giờ còn chưa khôi phục lại. Mạc Phàm cầm lôi kiếm trong tay đi đến trước hai người, điện quang nuốt nhả bất định, hứng khởi rung động, làm toàn thân người ta nổi da gà. Hai người còn muốn nói gì? Mạc Phàm trầm giọng hỏi. Mạc Đại Sư, cậu tha cho tôi đi. Tôi bị kẻ tiện nhân này bị ma quỷ ám ảnh, lúc này mới đối nghịch với cậu, nói cách khác, cậu lại cho tôi 10 lá gan, tôi cũng không dám. Liễu Như Tùng chớp mắt, vội vàng nói. Mạc Phàm ngay cả Thiên Thành Diệt đều giết được, Liễu Như Phong gia chủ nhà họ chưa hẳn là đối thủ của Mạc Phàm, không đẩy trách nhiệm đi thì chỉ có đường chết. Ông nội Liễu, ông nói gì thế? Vẻ mặt Hoàng Thiếu Nguyệt ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Liễu Như Tùng vô cùng xa lạ.
Nếu không phải Liễu gia nhìn chúng gia sản hoàng gia cô ta và công pháp, y thuật trên người Mạc Phàm, sao Liễu gia có thể phái Liễu Như Tùng tới? Liễu Như Tùng lại đổ hết tất cả trách nhiệm lên trên người cô ta. Chẳng lẽ không đúng à, nếu không phải cô hạ dược trong ly rượu sắc sụ lão phu, còn dùng ảnh chụp uy hiếp lão phu nữa, sao lão phu có thể mắc mưu của cô? Liễu Như Tùng cười dâm nói. Ông! Hoàng Thiếu Nguyệt tức đến mức nghiến chặt răng, nhưng không nói gì thêm. Nói xong rồi sao, Liễu Như Tùng? Mạc đại sư tha mạng, chỉ cần cậu tha cho tôi, Liễu gia thủ đô chúng tôi sẽ có cảm tạ. Liễu Như Tùng ăn nói khép nép. Cảm tạ thì chắc chắn, Liễu gia các ông vẫn sợ tôi. Ý niệm của Mạc Phàm khẽ động. Người muốn cảm tạ hắn, nói không chừng sẽ phản hắn một ngày nào đó, giống như những ngư dân này, vẫn nên sợ hắn tốt hơn. Trời sợ hắn không dám mưa, đất sợ hắn không dám rung chuyển, người sợ hắn không dám phản kháng. Mạc Phàm vừa mới nói xong, trên mặt Liễu Như Tùng là kỳ lạ. Không, tôi... Ông ta còn chưa nói xong, bùm một tiếng, giống như có trái bom nổ tung trong cơ thể ông ta. Cơ thể ông ta bị nổ tung, ngọn lửa màu trắng chui từ trong cơ thể ông ta ra, trong chớp mắt bao phủ cả người ông ta. Cô không cần phải nói gì nữa, tôi đã cho cô cơ hội, cho nên cô đi gặp những người hoàng gia khác đi. Mạc Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn Hoàng Thiếu Nguyệt một cái nói. Hoàng Thiếu Nguyệt không giống người hoàng gia khác làm chuyện thương thiên hại lý. Nhưng nếu cô ta đã muốn chết, vậy thì chết đi. Ấn ký ngọn lửa chớp lóe chỗ mi tâm cô ta, ngọn lửa màu đỏ chui từ trong tai mắt mũi miệng Hoàng Thiếu Nguyệt ra, ngọn lửa hừng hực giấy lên trên người hai người. Ngọn lửa giấy lên, Mạc Phàm khẽ nhảy lên, đến trên phi cơ trực thăng chìm vào trong nước biển hơn nữa. Bạch Vô Hận nằm sấp trên cabin như chó chết, không khá hơn Hoàng Thiếu Nguyệt và Liễu Như Tùng dưới điện kiếm của Mạc Phàm bao nhiêu. Bạch Vô Hận thấy Mạc Phàm cầm kiếm đi tới, sắc mặt trắng bệch. Mạc đại sư tha mạng, chỉ cần cậu thả tôi có thể tặng hết mẹ con Bạch Vô Song, Bạch Tiểu Hàn, Bạch Tiểu Manh cho cậu muốn phụ nữ khác ở Bạch gia cũng được. Ông không báo thù thay con trai mình sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Không, không báo thù nữa. Bạch Vô Hận vội vàng nói. Một con trai thì tính là gì, ở ngoài ông ta chỉ có một đứa con trai là Bạch Tiểu Long. Thực ra ông ta có 5-6 đứa con riêng ở ngoài, chết một người lại tìm đứa khác bồi dưỡng là được. Nhưng ông ta tuyệt đối không thể vì con trai mà đền mạng mình vào. Ông không báo thù, tôi muốn báo thù, Mạc Phàm lạnh lùng nói. Y tiên bất tử hắn, có thể tùy tiện mạo phạm sao? Mắt Bạch Vô Hận mở to, trong mắt lóe lên hung ác nham hiểm, trong chớp mắt con ngươi màu đen biến thành màu trắng. Cậu đã không cho tôi sống, tôi sẽ không để cậu được sống. Những người mắt nhìn thấy được, đều bị giết chết. Nếu không trốn thoát, liều mạng đánh cược, khoảng cách gần như vậy, nói không chừng. Hai đạo bạch sắc dao động, nhanh chóng bay về phía Mạc Phàm, rất nhanh. Không đợi dao động đánh trúng Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, lôi kiếm vung lên. Tiếng chiêm chiếp, như trăm chim kêu vang lên. Đầu Bạch Vô Hận như quả bóng lăn sang một bên, rơi vào trong nước, máu tươi bắn ra. Bùm! Đầu Bạch Vô Hận rơi vào trong nước, trong con ngươi màu trắng ánh sáng nhanh chóng mất đi. Mạc Phàm giết ba người này, lúc này ánh mắt sắc bén mới nhìn đám người xung quanh, trường kiếm kêu ông ông, từ hơn một thước biến thành gần 3 mét, bế nghễ thiên hạ, đảo qua trong không trung. Các người, còn ai muốn mơ ước đồ của Mạc Phàm tôi không? Âm thanh như sấm rền, vang lên trong lòng mọi người, truyền đi rất xa. Ở đây, sắc mặt không ít người thay đổi. Trong con ngươi lóe lên ánh sáng bất định. Tuy bọn họ không ra tay như ba nhà Liễu gia, Bạch gia, Hoàng gia, nhưng không có nghĩa không có tâm tư này. Phải biết rằng công pháp của Mạc Phàm có thể luyện đến thiếu niên tông sư, y thuật của Mạc Phàm có thể chữa trị ung thư. Hai thứ này bất luận người nào đạt được, cái trước vô địch thiên hạ, cái sau nổi tiếng trên thế giới, có ai không muốn. Nhưng lúc này, cả đám đều lắc đầu. Không dám. Mạc Phàm có thể giết thiên thành diệt, thì giết được bọn họ rất dễ dàng. Muốn thứ gì của Mạc Phàm phải địch được Mạc Phàm trước rồi nói sau, nếu không thì phải chết. Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc, ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục hỏi. Còn ai muốn đấu với tôi không? Mọi người lại lắc đầu, cho dù Mạc Phàm có một mình, nhưng đã vô địch, là địch với người vô địch, không khác gì tự tìm đường chết. Không dám. Có người muốn thử thực lực của tôi một chút không?
Mạc Phàm tiếp tục hỏi. Có một số người nhìn Mạc Phàm, lại nhìn thi thể Thiên Thành Diệt, không ai dám đứng ra. Thiên Thành Diệt là đá thử vàng tốt nhất, Thiên Thành Diệt đều chết trên tay Mạc Phàm, bọn họ còn cần phải thử lại sao? Không dám. Một người lại nói. Ba cái không dám, hoàn toàn đè ép kiêu ngạo của mọi người xuống chỗ thấp nhất trong đáy cốc. Mọi người ở đây, có nhiều người là cường hào một phương, khẽ dịch chân đều khiến tứ phương run rẩy, nhưng bị một tên tiểu tử ép không ngẩng đầu lên được. Nhìn những người cúi đầu, Mạc Phàm hơi nheo mắt lại, bỗng nhiên thần thức chướng xa, giống như nước biển dậy sóng lao nhanh ra xung quanh. Chỉ trong giây lát liền bao trùm mọi người ở trong, giọng nói vô cùng lạnh lẽo cũng truyền đến. Dám cũng không sao, những người mơ ước đồ của tôi, đối địch với tôi, muốn thăm dò thực lực của tôi, sẽ như chiếc thuyền này. Nhẫn trên tay Mạc Phàm sáng lên, khí thế mạnh hơn, Bạch Ngọc kiếm Chu Sát và Hỏa kiếm Chu Diệt bay ra, cùng lôi kiếm trôi nổi xung quanh hắn. Nếu giết Thiên Thành Diệt, nhân cơ hội giết huy phong của những người này, để bọn họ biết sau này muốn ra tay với Mạc gia, đều nghĩ tới kết cục và hậu quả. Nghĩ đến chuyện này, giống, tiếng long ngâm vang lên, Bạch Ngọc kiếm Chu Sát hóa thành một đạo kiếm khi dài 15 trượng. Rầm, kiếm khí chém mạnh xuống lôi đài mà Thiên Thành Diệt dùng thuyền đánh cá dựng, hơn 10 thuyền đánh cá vểnh lên, bị kiếm khí chém thành hai đoạn, sóng biển lại quay cuồng. Một kiếm này mới kết thúc, lôi kiếm chấp lóe, khi xuất hiện lần nữa đã đến trên không chỗ những thuyền đánh cá này. Bùm, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, kinh lôi xuyên mây phá xương, từ trên trời giáng xuống, nổ tung trong thuyền đánh cá, bùng nổ trên bầu trời. Mỗi một đạo sấm vang lên, liền có thuyền đánh cá hóa thành mảnh nhỏ. Một lát sau, toàn bộ thuyền đánh cá nối xích sắt biến thành đống vụn gỗ, tấm ván gỗ trôi nổi trên mặt biển, xích sắt trói buộc những thuyền đánh cá phát ra âm thanh răng rắc, chậm rãi chìm vào trong nước. Không đợi xích sắt biến mất, Hỏa kiếm Chu Diệt chớp lóe hồng quang, tiếng phượng kêu vang lên. Rầm rầm, ngọn lửa phần Thiên Trừ Hải lại dấy lên trên mặt biển lại là một vùng biển lửa. Tất cả mọi người ở đây lại trợn mắt há miệng. Không ít người nuốt nước bọt theo bản năng, có người chảy mồ hôi ròng ròng, trong chớp mắt mồ hôi ẩm ướt cả lưng. Ba câu trước của Mạc Phàm đã áp chế kiêu ngạo của bọn họ xuống thấp nhất, ba kiếm sau đó như một cái tát diệt sạch kiêu ngạo của bọn họ, dù sao thực lực chân thực hơn lời nói. Ba kiếm hủy đi tất cả thuyền đánh cá, nếu ba kiếm này hạ xuống du thuyền hay phi cơ trực thăng của bọn họ có thể sống sót dưới kiếm này sao? Rất nhiều người không tự chủ được lắc đầu. Tiểu ca này thật đáng sợ. Cô gái buộc tóc sừng dê lúc trước nhìn Mạc Phàm chăm chú, lau mồ hôi trên trán nói. Những pháp khí này không đáng sợ, đáng sợ là thần thức vô cùng cường đại của cậu ta. Lão giả Huyền Y ngồi trên xe lăn thán phục nói. Bọn họ ở trên du thuyền cách Mạc Phàm còn hơn cây số, vậy mà thần thức của Mạc Phàm vẫn phả vào mặt, khiến ông ta có cảm giác khó thở. Thần thức rất cường đại, ông ta sống lâu như thế, thấy nhiều cao thủ như vậy, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vạn Thiên Tuyệt và Lâm Thiên Nam không xuất hiện, sau này chỉ sợ là Mạc Đại Sư đứng đầu. Một lão giả nghiêm túc nói. Cho dù Vạn Thiên Tuyệt và Lâm Thiên Nam cũng không hẳn là đối thủ của cậu ta. Một lão giả khác sửa đúng nói. Có không ít người ở xung quanh gật đầu, ánh mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy sùng bái, tôn kính và hâm mộ. Thiếu niên tông sư vô địch, có ai không mơ chuyện này? Được mọi người chú ý như vậy, vẻ mặt Mạc Phàm như thường. Hắn nhìn thoáng qua một phía, nhíu mày, thu hồi ba thanh kiếm, xoay người lao về phía bên kia, đạp sóng mà đi, giống như là bay. Hơn 10 phút sau, Mạc Phàm đứng trên một chiếc thuyền đánh cá. Vạn Giang Minh đứng đối diện nhíu mày lại, phóng ra chân khí hộ thể, cảnh giác nhìn Mạc Phàm chằm chằm. Thiên Thành Diệt bảo anh ta ở đây, trông coi những ngư dân bị bọn họ bắt đi, không đi xem hai người quyết đấu. Lúc này Mạc Phàm nên quyết đấu với nhị sư thúc anh ta mới đúng, vì sao lại xuất hiện ở đây? Sao người tới lại là cậu, nhị sư thúc tôi đâu, ông ấy bị đánh bại sao? Ông ta bị tôi giết chết rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, giọng điệu giống như nói tôi vừa ăn cơm xong. Mắt Vạn Giang Minh mở to, trong con ngươi tràn đầy vẻ sợ hãi. Anh ta hiểu biết rất rõ về thực lực của nhị sư thúc này, ngay cả Vạn Thiên Tuyệt sư phụ anh ta cũng từng nói, chỉ nắm chắc thắng nhị sư thúc anh ta 80%, 20% còn lại 10% dựa vào trời, 10% dựa vào đất.
Sư phụ anh ta có thể nói như vậy đủ để chứng minh cường đại của nhị sư thúc anh ta, nhưng nhị sư thúc anh ta lại bị Mạc Phàm giết chết rồi. Chuyện này không có khả năng. Vạn Giang Minh lắc đầu nói. Anh xuống đó gặp ông ta thì biết. Mạc Phàm lạnh lùng nói, đi về phía Vạn Giang Minh. Mạc Phàm vừa cử động, sắc mặt Vạn Giang Minh thay đổi, bóng dáng anh ta chớp lóe lùi về phía sau. Ánh mắt anh ta hung ác nham hiểm, đồng thời anh ta hiểu rõ mục đích của nhị sư thúc khi bảo anh ta ở lại đây, đám ngư dân trên thuyền dùng để áp chế Mạc Phàm. Mạc Phàm, tôi đã bố trí bom trên chiếc thuyền này, chỉ cần cậu dám cử động nữa, hơn 1.000 ngư dân trên thuyền lập tức bị nổ thành mảnh nhỏ. Vạn Giang Minh lấy một cái điều khiển từ xa ra, nắm chặt trong tay. A, Mạc Phàm khẽ cúi đầu, bộ dạng như không quan tâm lắm. Vạn Giang Minh sửng sốt, lông mày nhíu lại. Mạc Phàm, cậu có ý gì, cậu nghĩ rằng tôi không dám giết những ngư dân này đúng không? Anh có thể thử xem, nhưng tôi nói cho anh biết, kiếp trước có 1.926 người uy hiếp tôi, nhân, yêu, ma, quỷ đều có, kiếp này người uy hiếp tôi không hơn 50 người, không một ai thành công, trong con ngươi Mạc Phàm nở rộ tinh quang, bình tĩnh nói. Những lời này vừa vang lên, mắt Vạn Giang Minh mở to, thiếu chút nữa tròng mắt rớt ra ngoài. Kiếp trước kiếp này, cậu là Trích Tiên sao? Trong tài liệu của Thanh Bang bọn họ, có nói về chuyện Trích Tiên. Thời Minh Thanh, có đứa bé mới sinh có thể nói tiếng người, 3 tuổi tu đạo, 8 tuổi thành tiên, 16 tuổi vô địch thiên hạ, phá toái hư không mà đi, người này là Trích Tiên. Ai biết Mạc Phàm cũng là Trích Tiên? Lạch cạch, tay anh ta nắm không chắc. Điều khiển từ xa rơi xuống đất, sắc mặt anh ta trắng bệch đến mức tận cùng. Anh ta vừa định giơ tay nhặt điều khiển từ xa, một cơn gió lạnh thổi vào mặt. Mạc Phàm giơ tay đánh về phía ngực Vạn Giang Minh. Vạn Giang Minh này lấy tu vi tông sư, ra tay với Chu Hiệt, cũng nên chết đi. Hắn muốn giết chết Vạn Giang Minh, miếng ngọc bội trên cổ Vạn Giang Minh lập tức nứt vụn. Vạn Giang Minh lập tức ngây người, như tượng gỗ. Ngay sau đó anh ta như thay đổi thành một người khác, khí tức đáng sợ chen chúc mà ra, ép người ta không thở nổi. Một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên. Dừng tay. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lạnh lùng liếc Vạn Giang Minh một cái. Ký thác thần niệm sao? Pháp thuật này tương tự với thân ngoại hóa thần hắn đặt trong huyết hồn thạch, đều là ký gửi thần hồn trong pháp khí. Khác biệt chính là thân ngoại hóa thần của hắn để bản tôn hàng lâm. Vạn Giang Minh này thì chỉ có một đạo thần niệm, bản tôn có thể cảm nhận được, nhưng không làm gì được. Phương pháp này kém thân ngoại hóa thần của hắn rất nhiều, nhưng có thể nhìn thấy đúng là không dễ. Hơn nữa thần niệm của người này mạnh như vậy, chỉ sợ là tiên thiên đỉnh phong, gần kim đan. Tay hắn để gần ngực Vạn Giang Minh dừng lại. Ông là ai? Vạn Thiên Tuyệt vô địch thiên hạ. Vạn Giang Minh nhíu mày, bất mãn nói. Giọng nói rất to. Mang theo khí thế 10 phần, gió xung quanh lập tức căng thẳng, như chân đích tuyệt vạn thiên, diệt vô lượng chia địa. Cậu là ai, dám động vào con tôi? Vạn Giang Minh hỏi, trong giọng nói mang theo nồng đậm lửa giận. Vạn Thiên Tuyệt. Mạc Phàm nhướng mày, lập tức thoải mái hơn, cười khẽ. Mạc Phàm Đông Hải. Mạc Phàm Đông Hải. Hai mắt sáng ngời của Vạn Giang Minh nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nhướng mày lên. Còn nhỏ tuổi đã có năng lực giết chết Vạn Giang Minh, thiên phú không tệ, niệm tình cậu còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, khấu đầu lại tôi 3 cái, tự đánh gãy tay chân, tôi có thể tha chết cho cậu. Vạn Giang Minh nói, giống như đế vương ra lệnh cho muôn dân. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Bây giờ ông quỳ xuống dập đầu xin tôi có thể cho con trai ông chết toàn thây. Tiểu tử, cậu biết tôi là ai không? Vạn Giang Minh nhíu mày thành chữ hỏa, hua tức giận nói, rõ ràng là bị Mạc Phàm chọc tức rồi. Tuy Vạn Giang Minh chỉ có phân thần của Vạn Thiên Tuyệt, nhưng có uy nghiêm và trí nhớ của ông ta. Chỉ cần nói tên Vạn Thiên Tuyệt ra, ở nước ngoài có thể dẫn tới tứ phương run rẩy. Vậy mà một tên tiểu tử dám nói chuyện với ông ta như thế. Ông là sư huynh của Thiên Thành Diệt Người vừa mới chết dưới tay tôi, trưởng lão Thanh Bang, cũng là người kế tiếp tôi muốn giết. Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Nếu như Thanh Bang tìm tới cửa, vậy tiếp tục giết đi, hắn sẽ giết đến khi Thanh Bang không dám là địch với hắn. Cậu giết Thiên Sư Đệ. Vạn Giang Minh khiếp sợ hỏi. Thực lực của Thiên Thành Diệt chỉ dưới ông ta, nếu bị Thiên Thành Diệt giam vào trong Vạn Diệt Lao Lung, chính ông ta cũng khó đi ra.
Thiên Thành Diệt lại bị Mạc Phàm giết chết. Không chỉ có ông ta đã chết, phân thần này của ông cũng ở lại đi, nhớ kỹ, tôi là Mạc Phàm. Mạc Phàm tạo pháp ấn, một ấn ký lôi điện bay về phía Vạn Giang Minh. Vẻ mặt Vạn Giang Minh nhanh chóng khôi phục như thường, ông ta làm như không nhìn thấy ấn ký lôi điện này, nhìn chằm chằm Mạc Phàm đầy hứng thú, cười lạnh lùng. Được lắm, tôi nhớ kỹ tên cậu rồi, hy vọng cậu có thể sống đến khi chúng ta gặp mặt. Vạn Giang Minh mới nói xong, ấn ký lôi điện bay vào trong mi tâm anh ta. Răng rác, điện quang chớp lóe chỗ mi tâm Vạn Giang Minh. Khí tức cường đại của Vạn Thiên Tuyệt khiến người ta khó thở tan thành mây khói, không còn lại chút nào. Vạn Giang Minh mới khôi phục thần trí, tay Mạc Phàm lại vỗ vào ngực anh ta. Bụp, Vạn Giang Minh kêu lên đau đớn, còn chưa bay ra ngoài, cơ thể như con rối bị xé rách, rách thành 4-5 mảnh, bay về phía xa. Vạn Giang Minh vừa chết, lúc này ở nước ngoài, trên tế đàn thủy tinh trong cung cổ xưa. Một người đàn ông khoảng gần 50 tuổi, bỗng nhiên mở to mắt. Người đàn ông này có nuôi tóc dài râu dài, làn da trắng như sứ, phiếm sáng bóng nhàn nhạt. Ông ta vừa mở to mắt, cả địa cung giống như bật đèn, trở nên sáng lên. Vậy mà Hoa Hạ có thiên tài như vậy, xem ra đợi ngày tôi ngưng đan xuất quan, không tịch mịch lắm, hy vọng Lâm Thiên Nam và tiểu tử này không làm tôi thất vọng, nhưng dám giết người thanh bang tôi, không thể khiến tiểu tử kia sống quá yên ổn. Ông ta lấy một con hạc giấy khắc đường vân trong ngực ra, tay niết thành lan hoa chỉ, một pháp ấn đánh vào trong hạc giấy, trên con hạc giấy lóe sáng bạch quang, vậy mà vỗ cánh như sống. Đi đi! Ông ta thổi ngụm khí với con hạc giấy. Con hạc giấy bay ra ngoài địa cung, người đàn ông lại nhắm mắt lại lần nữa, khí tức càng ngày càng ngưng thực, không bị ảnh hưởng bởi Vạn Giang Minh và Thiên Thành Diệt bị giết. Con hạc giấy này vừa bay ra ngoài không lâu, tin tức tông sư Thiên Thành Diệt ở nước ngoài bị giết lan truyền khắp tứ phương, như địa chấn oanh động đẩy ra bốn bể trong ngoài. Đông Hải, một số người chạy khỏi Đông Hải và người phân rõ giới hạn với Mạc Gia trợn tròn mắt. Khi Mạc Gia gặp nguy hiểm bọn họ trở mặt với Mạc Gia, sau này muốn tiếp cận thì càng khó khăn. Trung học Đông Hải, Bàn Tử mở âm thanh di động đến mức to nhất, bên trong đang truyền tin Mạc Đại Sư đánh bại tông sư nước ngoài, cứu ngư dân quay về. Lúc trước ai nói Mạc Đại Sư xong đời rồi, có nghe thấy không, nếu những lời lúc trước để người Mạc Gia biết, người kia. Bàn Tử cười nói, sắc mặt Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt vô cùng khó coi. Nếu Mạc Đại Sư thua, chắc chắn người có quan hệ với Mạc Gia sẽ gặp tao ương. Nhưng hiện giờ Mạc Đại Sư thắng, lúc trước bọn họ nói mát, chỉ cần lời này truyền đến Mạc Gia, hai nhà bọn họ đừng nghĩ đến chuyện sống ở Đông Hải. Bàn ca, chúng em chỉ đùa chút thôi. Đinh Tuấn Kiệt cười nịnh nọt, bộ dạng như tiểu nhân nói. Bàn Tử hơi nhếch miệng, cười đắc ý. Vậy sao, tháng này tôi phải dọn dẹp toilet, hai người các cậu xem. Sắc mặt Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt hơi âm u, nhưng vẫn tươi cười đồng ý, trong mắt lóe lên hung ác nham hiểm. Nhà bọn họ còn không bằng Bàn Tử, Mạc Đại Sư đè chết bọn họ lại càng dễ như giết chết một con kiến, vẫn nên cúi đầu tốt hơn, sau này tìm cơ hội trả thù là được. Bạch Gia Giang Nam, Bạch Phô Thành đang đọc sách trong thư phòng, hai thị nữ xinh đẹp đấm lưng đấm chân cho ông ta, nhị trưởng lão vội vàng xông vào. Gia chủ, có việc không hay xảy ra rồi. Nhị trưởng lão, có việc gì mà ông kích động như vậy? Bạch Phô Thành lộ ra bất mãn, nhưng vẫn vẫy lùi thị nữ phía sau. Hai thị nữ vừa rời đi, nhị trưởng lão vô cùng khẩn trương nói. Mạc Phàm giết chết Thiên Thành Diệt rồi. Những lời này vừa vang lên, vẻ mặt Bạch Phô Thành sửng sốt, sắc mặt lập tức âm u, quyển sách trên tay rơi xuống đất. Cái gì? Tôi mới nhận được tin tức, Mạc Phàm giết Thiên Thành Diệt, Vô Hận cũng chết trên tay cậu ta. Nhị trưởng lão lặp lại lần nữa. Chuyện này. Rất lâu sau, Bạch Phô Thành hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt không chuyển biến tốt hơn. Vậy mà Mạc Phàm giết được Thiên Thành Diệt, thực lực này không kém Vạn Thiên Tuyệt và Lâm Thiên Nam, bọn họ lại đắc tội người như vậy, chỉ vì mặt mũi của Bạch gia. Nhị trưởng lão, ông có biện pháp gì không? Bạch Phô Thành hỏi. Nhị trưởng lão chau mày, do dự rất lâu, lại nhìn về phía Bạch Phô Thành. Gia chủ. Có khả năng cậu cần ra mặt giải quyết chuyện này, nếu không thì chỉ có thể mời mấy vị thái thượng trưởng lão ra mặt thôi. Dựa theo tin tức bọn họ đạt được, nhị tiểu thư Bạch Phô Song ở Mạc Gia, Bạch Tiểu Ngọc còn bái Mạc Phàm làm sư phụ.
Nếu Bạch Vô Thành đi một chuyến, chỉ cần có thể đả động Bạch Vô xong, Bạch gia có khả năng tránh được đối địch với tai họa Mạc Phàm. Nếu không nghị hòa được, vậy chỉ có thể động võ. Ái ra, Bạch Vô Thành thở dài, đặt sách lên trên giá sách. Gọi Tiểu Hàn và Tiểu Manh đến, theo tôi đến Đông Hải một chuyến. Khi nói chuyện, trên mặt Bạch Vô Thành hiện lên đau khổ. Sớm biết như vậy, không nên cùng là địch. Tổ Trạch Liễu ra thủ đô. So với biệt viện Bạch gia Giang Nam, Tổ Trạch Liễu ra tráng lệ hơn nhiều. Cột đỏ ngói vàng, xà nhà chạm khắc, chân sơn chân thủy nhất chỉ tam sơn, không chỉ biểu lộ phong thái, cũng biểu lộ đại khí và trang nghiêm của Bắc Quốc. Trong hoa viên sau Tổ Trạch Liễu ra, một lão giả tóc bạc mặt hồng cầm kéo đang chuyên chú tu bổ một cây tùng nghênh khách. Lão giả này là Liễu Như Phong, cao thủ tiên thiên Liễu gia. Lúc này một người đàn ông trung niên có vài phần tương tự lão giả này đi tới, đứng ở một bên. Có kết quả tiểu tử Đông Hải đấu với Thiên Thành Diệt chưa? Liễu Như Phong hỏi. Vừa mới có tin tức truyền đến. Người đàn ông cung kính nói. Thế nào? Liễu Như Phong lạnh nhạt hỏi. Mạc Phàm thắng, Thiên Thành Diệt chết. Người đàn ông nói. Cái gì? Vẻ mặt Liễu Như Phong ngẩn ra, kéo sắc bén phập một tiếng cắt vào ngón tay ông ta, trên mấy ngón tay có máu tươi chảy ra, vậy mà ông ta còn chưa phản ứng. Cha làm tay mình bị thương rồi. Người đàn ông thấy thế vội lấy một chiếc khăn tay ra, vội vàng đi qua, băng bó cho Liễu Như Phong. Lúc này Liễu Như Phong mới nhìn thoáng qua ngón tay chảy máu, thở dài. Thương tổn tay trái không sao. Ông ta vận chuyển chân khí màu xanh, máu ngừng chảy. Miệng vết thương khôi phục như lúc ban đầu, còn không cần kết vảy, vô cùng thần kỳ. Mạc Phàm thắng vậy không dễ làm rồi. Liễu Như Phong cảm thán. Người đàn ông im lặng, Liễu gia bọn họ vốn muốn mượn chuyện hoàng gia, đạt được công pháp và y thuật từ chỗ Mạc Phàm, để địa vị của Liễu gia ở thủ đô tăng lên một bậc. Ai biết Mạc Phàm khó đối phó như vậy, thậm chí Thiên Thành Diệt cũng không phải đối thủ của cậu ta. Chắc như Tùng mất rồi đúng không? Liễu Như Phong hỏi. Đúng vậy, không chỉ chú Như Tùng, Bạch Vô Hận, Bạch Gia và Hoàng Tiểu Thư cũng bị Mạc Phàm giết chết. Bên phía Bạch Gia có động tĩnh gì không? Hai tay Liễu Như Phong để ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời nói. Bạch Vô Song ở Mạc Gia, rất có khả năng Bạch Gia sẽ thỏa hiệp với Mạc Gia. Người đàn ông giải thích. Quả nhiên Bạch Gia vẫn không thay đổi, trái lại bắt nạt phụ nữ thì được, gặp khối sắt cứng sẽ lấy phụ nữ giải quyết, một đám phế vật. Liễu Như Phong khinh thường nói. Cha, chúng ta nên làm gì bây giờ? Người đàn ông lo lắng hỏi. Tên Mạc Phàm đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, gần như không ai không biết, không người không hiểu, nếu không Bạch gia sẽ không thỏa hiệp. Liễu Như Phong suy nghĩ một lát, trong mắt hơi híp lại. Không cần sốt ruột, Bạch gia sợ Mạc Phàm đánh tới Giang Nam, cha không biết Mạc Phàm có bản lĩnh đánh tới thủ đô hay không, cho dù cậu ta có can đảm này. Xông qua cửa ải Thanh Bang trước rồi nói. Thiên Thành Diệt là một trong 10 đại trưởng lão của Thanh Bang, Mạc Phàm giết Thiên Thành Diệt, nếu Thanh Bang mặc kệ, vậy thì không phải là Thanh Bang. Mạc Phàm muốn trả thù Liễu gia bọn họ, phải qua cửa Thanh Bang trước rồi nói sau. Như vậy, người đàn ông lộ ra chút lo lắng. Thiên Thành Diệt nằm trong top ở Thanh Bang, vẫn chết trên tay Mạc Phàm. Bọn họ còn trông cậy vào Thanh Bang có thể giải quyết Mạc Phàm. Không khác gì trèo cây tìm cá. Con có ý kiến gì sao? Liễu Như Phong nhíu mày, hơi bất mãn nói. Không có, chỉ là... Người đàn ông vội vàng lắc đầu. Liễu Như Phong lộ ra vài phần thất vọng, liếc mắt nhìn người đàn ông một cái. Nhược Long, một thời gian nữa con sẽ biết, Liễu gia chúng ta căn bản không cần xin lỗi người nào, cho dù là Mạc Phàm giết Thiên Thành Diệt cũng vậy. Liễu gia bọn họ tồn tại nhiều năm như thế, chứng kiến rất nhiều thịnh vượng lên xuống. Có một số người còn yêu nghiệt hơn Mạc Phàm, nhưng không có mấy nhà chân chính sừng sững ngàn năm. Liễu gia bọn họ muốn cúi đầu cũng là thực hiện với nhà sừng sững ngàn năm, chỉ là Mạc gia Đông Hải còn kém xa. Liễu gia bọn họ mơ ước thứ gì của Mạc Phàm thì sao, có bản lĩnh thì tới thủ đô ấy. Con đã biết, cha. Liễu Nhược Long gật đầu, lo lắng trên mặt không giảm đi. Liễu Như Phong vẫy tay bảo Liễu Nhược Long lui ra, tiếp tục sửa tùng nghênh khách của ông ta, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Nước ngoài, một tòa cổ bảo theo phong cách châu Âu trăm năm cạnh biển rừng. Nghe nói trước đây cổ bảo này là nơi trú ngụ của đế vương nào đó,
nhưng hiện giờ thành một trong những trụ sở bí mật của Thanh Bang. Trong phòng hội nghị trang trí xa hoa ở Cổ Bảo, một người đàn ông cao lớn uy vũ ngồi trước bàn đá có 12 vị trí hình bầu dục, hai tay để trước người, vững như Thái Sơn. Người đàn ông này gần 40 tuổi, mặc kiểu áo tôn trung sơn màu xanh, đeo kính mắt, nhìn như thư sinh hào hoa phong nhã, ngoại trừ khuôn mặt lãnh khốc khiến người ta có cảm giác không giận tự uy ra, không có chỗ đặc biệt gì. Nhưng ông ta là kiêu hùng uy chấn toàn bộ thế giới, lão đại Thanh Bang, một người đàn ông thần bí như thần long. Ông chủ, có phải có thể bắt đầu rồi không? Một thư ký Tây đeo kính gọng vàng, mặc trang phục công sở màu trắng, dáng người siêu cấp nóng bỏng, cúi người nói. Thư ký mỹ nữ này cúi người xuống, trong áo sơ mi cởi mấy cúc áo, lộ ra bộ ngực cao ngất bên trong. Bắt đầu đi. Thanh Long gật đầu, giọng điệu không nóng không lạnh. Dạ, ông chủ. Thư ký mỹ nữ này lấy điều khiển từ xa ra bật một cái. Tách, đèn thủy tinh trong phòng họp sáng lên, 10 bóng đèn chiếu sáng 10 vị trí bên ngoài Thanh Long, phòng họp hơi mở tối lập tức sáng lên. Trên bàn, chiếc ghế khắc đầy hoa văn tinh xảo, một máy chiếu loại nhỏ sáng lên, 8 bóng người lập tức xuất hiện trên ghế trống. Trong 8 người này, nam nữ già trẻ đều có. Tuổi lớn nhất là lão già hơn 80, mặc trang phục kim văn màu đỏ sậm, vẫn ăn mặc theo thời dân quốc. Lão già chống gậy, lông mày tuyết trắng nhíu lại. Hai mắt nhắm như ngủ, bộ dạng uể oải không phấn chấn. Ông ta là Đường Ngạo Khôn hình ý quyền đại sư của Thanh Bang, lúc còn trẻ tuổi từng khiêu chiến các đại môn phái, cho dù là bây giờ cũng không đứng dưới Thiên Thành Diệt. Trẻ tuổi là thanh niên 27, 28 tuổi, tóc màu bạc, đeo một cái kính rất sành điệu. Vẻ mặt người thanh niên này bất cần đời, lắc ly rượu vang trong tay, hai chân để trên bàn đá. Người không biết. Chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh ta là một thiếu gia ăn chơi trác táng nào đó. Nhưng ở Thanh Bang và cả khu vực Đông Nam Á, tuyệt đối không ai dám xem thường anh ta. Bởi vì anh ta là một trong 10 đại trưởng lão của Thanh Bang, tống trung người phụ trách Thanh Bang ở khu vực Đông Nam Á, nắm giữ trên vạn thuộc hạ và buôn bán hơn 1.000 triệu. Ngoại trừ cái tên tống trung này ra, anh ta còn có ngoại hiệu là Tiểu Diêm Vương. Người bị anh ta đến tìm, đều là người sắp chết. Còn thực lực, chưa có ai từng thấy anh ta ra tay, bởi vì những người thấy anh ta ra tay đều đã chết, vị trí của Tống Trung hiện giờ là vị trí của một trưởng lão Thanh Bang chết trong tay Tống Trung. Lão đại, tụ long hội vừa mới kết thúc, lại triệu tập chúng em làm gì thế, em đang chơi trò chơi trên giường với hai chị em xinh như hoa mà. Tống Trung hơi bất mãn nói. Tống Trung, chơi trò chơi trên giường của cậu chỉ sợ không phải trò chơi hay ho gì. Đối diện Tống Trung. Một mỹ phụ hỗn huyết trang điểm đậm cười quyến rũ nói. Mỹ phụ này mặc lễ phục dạ hội trễ ngực, lễ phục này dán sát vào người cô ta, không khác gì không mặc, nên lồi thì lồi nên lộ thì lộ, chọc mù mắt người ta. Cửu tỷ, trò chơi của em già trẻ đều chơi, nam nữ đều thích, chị muốn thử một chút không? Tống Trung hơi híp mắt, nhìn chằm chằm mỹ phụ đầy mê đắm nói. Được đó, đợi lão đại nói xong chuyện chính, chúng ta nói chuyện trò chơi của cậu. Vừa khéo chị đây cũng đang ở Đông Á. Mỹ phụ không từ chối, miệng cười như hoa hồng nở rộ trong đêm, mỹ lệ mà có độc. Kết thúc nhạc đệm, ánh mắt mọi người nhìn về phía Thanh Long. Lão đại, rốt cuộc là có chuyện gì, mà anh gấp như vậy? Tống Trung lại hỏi. Thiên đại sư đã chết. Thanh Long lạnh lùng nói. Những lời này vừa vang lên, vẻ mặt mọi người ngây ngốc. Cái gì? Mắt Đường Ngạo Khôn mở to, trong phòng hội nghị lạnh lẽo hơn. Mỹ phụ kia đang sơn móng tay, cũng dừng tay lại. Tống Trung đang lắc lắc ly rượu vang, bắt chéo hai chân, động tác cũng bị kiềm hãm theo. Vẻ mặt những người khác rất khác nhau, nhưng đều lộ ra vẻ không tin được. Thanh Long triệu tập bọn họ lại như vậy, bọn họ tưởng rằng xảy ra vấn đề gì, ai biết là Thiên Thành Diệt đã chết. Chuyện lớn như vậy, quả thật đáng để Thanh Long triệu tập gấp bọn họ. Làm sao có thể? Đường Ngạo Khôn hỏi. Thực lực của Thiên Thành Diệt, ông ta hiểu rõ nhất. Tuy ông ta chưa từng giao thủ với Thiên Thành Diệt, nhưng tự nhận không bằng Thiên Thành Diệt. Chỉ sợ Vạn Thiên Tuyệt Bế Quan mới có thể là đối thủ của Thiên Thành Diệt. Không phải Thiên Đại Sư đến Đông Hải quyết chiến với Mạc Đại Sư gì đó à, chẳng lẽ thất bại rồi? Tống Trung nhíu mày hỏi. Anh ta nắm khu vực Đông Nam Á trong tay, cho nên biết chút chuyện Thiên Thành Diệt đến Hoa Hạ. Không sai.
Thanh Long hơi gật đầu. Tiểu tử này có lai lịch gì? Mỹ phụ Hỗn Huyết Diêm Dúa lòe lòe đầy hứng thú hỏi. Trái lại không có bối cảnh gì, nghe nói bái một sư phụ chưa ai từng thấy, chưa tới 20 tuổi, y thuật có thể dễ dàng chữa khỏi bệnh ung thư và bệnh truyền nhiễm, võ đạo có thể diệt hoàng gia và vu thần giáo, vì tiểu tử này giết đồ đệ tôn vũ của vạn đại sư, thiên đại sư mới đến Hoa Hạ một chuyến. Tống Trung không nhạt không mặn nói. Anh ta thân là người phụ trách thanh bang ở Đông Nam Á, nếu không phải Mạc Phàm giết thiên thành diệt, anh ta căn bản chẳng muốn chú ý con kiến này. Tống Trung vừa nói như vậy, vẻ mặt không ít người thay đổi. Chưa tới 20 tuổi, vậy mà có bản lĩnh như vậy. Phải biết rằng bất luận là y thuật hay võ đạo, đều phải tích lũy qua thời gian rất lâu. Nhất là võ đạo, y thuật còn có thể lệ thuộc vào sách vở, võ đạo chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Không tích lũy mấy chục năm, đừng mơ vượt qua tu vi phàm nhân. Cho dù tu luyện vài chục năm, cũng không nhất định đạt tới đỉnh cao. Dù sao càng đi về phía trước, thì càng khó. Không đủ ngộ tính, tài nguyên và kỳ ngộ, tuyệt đối không có khả năng. Mạc Phàm còn chưa tới 20 tuổi, đã làm được chuyện bọn họ vài chục năm thậm chí là cả đời khó có khả năng làm được. Tôi thấy, hơn phân nửa là sư phụ cậu ta ra tay. Một lão giả mặc tây trang, tinh thần phấn chấn nói rất chắc chắn. Dáng người lão giả này gầy yếu, nhưng làm cho người ta có cảm giác như một cây đao. Nhìn nhiều vài lần sẽ bị sắc bén của ông ta cắt nát. Thiếu niên tông sư, quả thật không thể tưởng tượng được. Sư phụ thần bí của Mạc Phàm còn có khả năng, chỉ cần dùng dịch dung thuật và tỏa cốt công, có thể biến thành gương mặt khác rất dễ dàng. Có phải hay không thì sao chứ, tiểu tử này dám giết tông sư thanh bang chúng ta, cậu ta nghĩ rằng thanh bang chúng ta không còn ai sao? Đường Ngạo Khôn lạnh lùng nói. Chết một thiên thành diệt mà thôi, bọn họ còn 9 người. Mỗi người đều là cao thủ cấp bậc tiên thiên, sao lại sợ một tiểu tử chưa tới 20 tuổi? Cho dù là Lâm Thiên Nam, chỉ cần Lâm Thiên Nam ra khỏi Hoa Hạ, ông ta cũng sẽ khiến cậu ta quỳ xuống. Đường Ngạo Khôn mới mở miệng, những trưởng lão khác cũng phụ họa theo. Tuyệt đối không thể tha thứ cho tiểu tử này, dám giết trưởng lão thanh bang chúng ta, ngay cả sư phụ cậu ta cũng phải tìm ra giết luôn. Một người đàn ông cao hơn 2 thước nói. Một đám người mồm 5 miệng 10, đằng đằng sát khí. Không nói tới quan hệ giữa bọn họ và thiên thành diệt tốt thế nào, thậm chí có 1-2 người còn mâu thuẫn, nhưng bọn họ càng để ý đến uy nghiêm của thanh bang hơn. Tiểu tử này giết thiên đại sư, quả thật không thể tha thứ dễ dàng. Thanh Long thản nhiên nói, trong mắt chớp lóe hàn quang. Thanh Long vừa mới nói xong, trong phòng hội nghị lập tức yên tĩnh trở lại. Tiểu tử này mới diệt vu thần giáo. Ngăn cản huyết tế của vu thần giáo, tính là lập công cho Hoa Hạ, báo thù ở Hoa Hạ, chỉ sợ không dễ như vậy đâu. Mỹ phụ quyến rũ suy nghĩ một lát nói. Những người khác cũng đều nhíu mày, Mạc Phàm có thể giết chết thiên thành diệt, quả thật thực lực không thể khinh thường. Trong bọn họ phải 2 người trở lên, có lẽ mới nắm chắc đối phó Mạc Phàm. Không có đơn giản như vậy, nhưng nếu dùng vị trí trưởng lão thanh bang chúng ta tới đổi thì sao? Thanh Long khẽ nâng mí mắt, nhìn mọi người nói. Thiên thành diệt vừa chết, vị trí 10 đại trưởng lão của thanh bang còn trống một cái. Thay vì để trống, không bằng dùng vị trí này đổi đầu Mạc Phàm tốt hơn. Thanh Long vừa nói vậy, vẻ mặt vài người khẽ đổi. Bọn họ thân là trưởng lão thanh bang, hiểu rõ chân quý của vị trí trưởng lão nhất. Chỉ cần đi lên vị trí này, đó là dưới 1 người trên 1.000 người. Không những được hưởng tiền tài bất tận. Mỹ nữ và quyền lợi, còn có vô số chỗ tốt người bình thường không tưởng tượng được. Gần như có thể nói, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chỉ có không thể tưởng được, không có gì vị trí này không làm được. Nếu không võ đạo đại sư như Vạn Thiên Tuyệt, Thiên Thành Diệt, Đường Ngạo Khôn, gần như đã đứng trên đỉnh cao kim tự tháp, sao có thể trở thành trưởng lão một bang phái. Hàng năm, có không biết bao nhiêu đệ tử thanh bang vì vị trí trưởng lão thanh bang mà vứt bỏ tính mạng. Nhưng cuộc đua giành vị trí này chưa từng dừng lại. Bởi vì 10 đại trưởng lão, mỗi người đều mang tuyệt kỹ, vị trí 10 đại trưởng lão chưa từng dao động qua nhiều năm. Dao động lần trước là khoảng 5 năm trước, Tống Trung giết một vị trưởng lão cũ. Hiện giờ chỉ cần giết Mạc Phàm, có thể tiếp nhận vị trí của Thiên Thành Diệt, trở thành một trong 10 trưởng lão. Nếu tin tức này truyền ra, không chỉ cả trên dưới thanh bang bùng nổ, chợ đêm trên cả địa cầu cũng nhấc lên sóng to gió lớn.
Nếu là như vậy, có khả năng tiểu soái ca này phải chết rồi, Mỹ Phụ hơi tiếc hận nói. Mạc Phàm chưa tới 20 tuổi đã giết Thiên Thành Diệt, cô ta vốn định thử xem, Mạc Phàm có gì khác biệt với những người đàn ông khác khi ở trên giường. Ai biết Thanh Long lấy vị trí trưởng lão ra làm thù lao giết Mạc Phàm. Vị trí trưởng lão này, đừng nói là những người khác, ngay cả cô ta cũng động tâm rồi. Những người khác đều gật đầu, Mạc Phàm lợi hại đến mấy, người lợi hại trên địa cầu này không chỉ có hai người Vạn Thiên Tuyệt, Lâm Thiên Nam, đợi bị đuổi giết đến chết đi. Cây cao vượt rừng gặp gió quật, muốn trách thì phải trách cậu ta trêu chọc sai người rồi. Đường Ngạo Khôn lạnh nhạt nói. Thanh bang bọn họ có thể đắc tội tùy tiện sao? Không nói đến chín bọn họ cùng ra tay, cho dù bọn họ không động một phân một hào, cũng có vô số người liều chết đuổi giết Mạc Phàm, đây chính là thực lực của thanh bang bọn họ. Mọi người cảm thấy thế nào, nếu không có ý kiến, tôi lập tức tuyên bố Thanh Long lệnh. Thanh Long nhìn chằm chằm những người này nói. Thanh Long lệnh là mật lệnh cao nhất của thanh bang, chỉ có bang chủ và 10 đại trưởng lão nhất trí thông qua mới có thể tuyên bố. Em cảm thấy như vậy chưa đủ lắm, nếu thêm một điều nữa, giết người nhà của Mạc Phàm, rồi cho vị trí đường chủ, chấp sự gì gì đó càng tốt, như vậy, để xem sau này còn ai dám động vào trưởng lão thanh bang chúng ta. Trong mắt Tống Trung hiện lên tàn nhẫn, cười nói. Tôi cảm thấy như vậy cũng được, thanh bang chúng ta rời khỏi Hoa Hạ lâu lắm rồi, có khả năng Hoa Hạ đã không biết lợi hại của thanh bang chúng ta, diệt cả nhà Mạc Phàm, cũng coi như cho Hoa Hạ một cảnh cáo. Lão giả mặc tây trang lúc trước nói chuyện, cũng lạnh lùng nói theo. Giết trưởng lão thanh bang chúng ta, nên diệt cả nhà cậu ta. Thanh Long lạnh nhạt nói, lông mày không nhíu lại. Nói như vậy, tôi không có ý kiến nữa. Tống Trung cười âm hiểm nói. Không lâu sau, những người khác đều thông qua. Đã nhiều năm rồi thanh bang chưa từng xuất hiện tuyên bố Thanh Long lệnh, gợn sóng sau khi Mạc Phàm giết chết Thiên Thành Diệt nâng cao thêm một bước. Lần này không chỉ Hoa Hạ và Thanh Bang ở nước ngoài, toàn bộ thế giới đều là tên Mạc Phàm, khắp nơi đều là bàn luận về Mạc Phàm. Thanh Long lệnh mới tuyên bố không lâu, trên bờ biển Hoàng Kim Hawaii. Các anh em, chúng ta phải rời khỏi nơi này, có nhiệm vụ rồi. Một người đàn ông Âu Mỹ cao gầy để rear map nói. Lão đại thân ái, lần này đi đâu đây? Nếu lại đi đến nơi nào mà trời tối không tìm được phụ nữ, em không đi đâu. Một chàng trai anh tuấn mũi như mũi chim ưng, mắt xanh ôm hai mỹ nữ mặc bikini dáng người nóng bỏng, lười biếng nói. Nơi chúng ta đi lần này có người đẹp khắp nơi, những người đẹp này rất thích người nước ngoài như chúng ta, chỉ cần một câu của cậu, bọn họ sẽ thẹn thùng mà cậu bố trí. Người đàn ông có rear mép cười thần bí nói. Anh ta mới mở miệng, mắt mọi người lập tức sáng lên. Bọn họ thân là lính đánh thuê, quanh năm sống trong mưa bom bão đạn. Khi không có nhiệm vụ thích nhất là phát tiết trên người phụ nữ, nhất là người phụ nữ khêu gợi xinh đẹp. Trước kia bọn họ chơi phần lớn phụ nữ lẳng lơ, tràn đầy nhiệt tình, hiện giờ có một loại khẩu vị mới, tim cả đám đập thình thịch. Lão đại, mau nói cho em biết, thiên đường này ở đâu thế? Chàng trai anh Tuấn vội vàng hỏi, lập tức khiến mỹ nữ mặc bikini bên cạnh bất mãn. Hoa Hạ, lão đại, không phải anh bị người phụ nữ nào đó mê hoặc đấy chứ? Không phải nơi đó là cấm địa của lính đánh thuê chúng ta sao? Một tráng hán khác cảm thấy khó hiểu nói. Phụ nữ Hoa Hạ càng thích được người ngoại quốc cao lớn uy mãnh chơi, có một số phụ nữ vì ở bên người đàn ông ngoại quốc, còn đá bạn trai mình quen 7-8 năm, chuyện này không phải bí mật gì. Dù sao phụ nữ cũng là người, ai không thích kích thích hơn. Nhưng Hoa Hạ có lệnh cấm rất nghiêm khắc và kiểm tra hải quan rất nghiêm ngặt. Lính đánh thuê muốn tiến vào Hoa Hạ. Sẽ không dễ dàng. Hơn nữa không có súng, bọn họ rất khó chấp hành những nhiệm vụ cao cấp khác, bình thường lính đánh thuê và sát thủ đều từ chối nhiệm vụ ở Hoa Hạ. Nếu cậu giết một người thanh niên ở Hoa Hạ, cậu sẽ trở thành trưởng lão thanh bang, cậu còn cảm thấy nơi đó là cấm địa không? Người đàn ông để rear map cười híp mắt nói. Những lời này vừa vang lên, mọi người sửng sốt, trong mắt bọn họ lập tức xuất hiện tham lam, giống như thợ săn nhìn chúng con mồi. Thù lao trưởng lão thanh bang này, sao bọn họ có thể không biết? Hoa Hạ là cấm địa của lính đánh thuê, nhưng không phải cấm địa của Lucifer chúng ta. Người da đen kia nhếch miệng cười nói, để lộ hàm răng trắng tinh, những người khác cũng cười theo. Lính đánh thuê Lucifer bọn họ là lính đánh thuê cấp S,
lính đánh thuê cấp này không hơn 100 đội trên toàn thế giới. Trong số bọn họ thực lực kém nhất cũng là người cấp Bạch Ngân, tương đương với cao thủ cấp bậc nội kình ở Hoa Hạ, đội trưởng thì là cao thủ cấp Hoàng Kim, thực lực như vậy, đủ xông vào Hoa Hạ rồi. Cho dù Hoa Hạ là cấm địa, vì vị trí trưởng lão Thanh Bang, dù thế nào cũng phải xông vào một lần. Lính đánh thuê Lucifer chuẩn bị tiến vào Hoa Hạ, đồng thời Kên, Tử Thần, Thẩm Phán Chi Kiếm, Độc Long và hơn 10 lính đánh thuê cấp S cùng nhận được Thanh Long lệnh, xuất phát đến Hoa Hạ. Thù lao là vị trí trưởng lão Thanh Bang, chỉ cần giết Mạc Phàm bọn họ không cần cả ngày bị thương chữa trị, cuộc sống không khác gì đế vương, có ai có thể ngăn được hấp dẫn như vậy. Còn Mạc Phàm, có khi nào thợ săn sợ con mồi? Ngoại trừ lính đánh thuê ra, trong tự miếu cổ xưa ở Đông Nam Á, một người đàn ông nhận được tin tức này, cởi tăng bào, thay một bộ hắc y. Đều đi theo tôi hưng suy đều phụ thuộc vào hành động này. Đám người cử động, xuất hiện sau lưng người này, một đám người biến mất trong đêm tối. Châu Âu, ở tiệc rượu xa hoa trong một cổ bảo, một mỹ nữ châu Á vô cùng gợi cảm lắc vòng eo như con rắn nước, đang khiêu vũ với một người đàn ông đeo đầy huân chương. Trên tay cô ta lóe lên hồng quang, muốn kết thúc tính mạng của người đàn ông này. Trên vòng tai hồng bảo thạch truyền ra một giọng nói, mỹ nữ này lập tức dừng lại. Thân ái, anh vô cùng may mắn đó. Mỹ nữ này nói nhỏ một câu vào tai người đàn ông, xoay người rời đi, mục tiêu là Hoa Hạ. Để lại người đàn ông còn đang mơ màng. Trong lúc này, rất nhiều thế lực xuất phát đến Hoa Hạ, những thế lực này có lính đánh thuê cường đại, sát thủ nổi tiếng, tông phái lánh đời, gia tộc đi xuống, phong ba nổi lên bốn phía, hội tụ về phía Mạc Phàm. Lúc này, Mạc Phàm mang cả nhà đến Tây Hồ du lịch. Vì chuyện thiên thành diệt, người nhà hắn ở trong biệt thự 5 ngày, còn chưa ra cửa. Sau khi giết thiên thành diệt, hắn liền mang cả nhà đến Tây Hồ giải sầu. Tuy đã gần đến nguyên đán, núi Tây Hồ vẫn xanh như ngọc bích hấp dẫn nhiều du khách. Xe bọn họ đi nửa tiếng, mới đi chưa được 1000 mét, không đi nhanh được. Không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục vòng quanh Tây Hồ, vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh xung quanh. Anh, trong Tây Hồ thật sự có bạch xà sao? Tiểu Vũ nắm tay Mạc Phàm, ngây ngô hỏi. Tiểu Vũ mới mở miệng, lập tức làm không ít người bật cười. Tiểu Vũ sợ rắn à? Tiểu Ngọc hỏi. Tuổi hai bọn họ ngang nhau, hiện giờ hai người cơ bản là đi đâu cũng có nhau. Mình còn lâu mới sợ, nếu có bạch xà, mình bảo anh mình đánh pháp hải kia, hòa thượng này rất xấu xa. Tiểu Vũ nắm đôi bàn tay trắng như phấn nói, giống như không thích pháp hải. Em tìm xem, tìm được pháp hải anh đánh ông ta giúp em. Mạc Phàm cười khẽ, sờ đầu Tiểu Vũ nói. Bạch xà và pháp hải có hay không hắn không biết, nhưng trên tháp lôi phong có pháp lực dao động, chắc chắn có tu sĩ bên trong. Dạ. Tiểu Vũ đáp chạy đi với Tiểu Ngọc. Cả nhà bọn họ vừa đi vừa chơi, khi mặt trời sắp xuống núi mới đến lâu ngoại lâu bên cạnh Tây Hồ. Tiểu Phàm, tối nay chúng ta ăn ở đây đi, lão mẹ Mạc Phàm nói. Mạc Phàm nhìn lướt qua lâu ngoại lâu, kiến trúc cổ đại màu đỏ thắm, bảng hiệu màu vàng, trang trí vô cùng cổ kính, rất tinh xảo. Sơn ngoại thanh sơn, lâu ngoại lâu trong thơ cổ, là chỉ nhà hàng này. Ăn một bữa cơm ở đây phải mất hơn 1000 tệ, nghe nói yến hội quý nhất đặt trên thuyền rồng lâu ngoại lâu, một bàn phải 10 vạn, không phải người bình thường có thể tiêu phí. Kiếp trước khi hắn học đại học nói sau này kiếm tiền, nhất định phải mang người nhà đến Tây Hồ du lịch, ăn bàn tiệc rượu 10 vạn ở lâu ngoại lâu. Nhưng vì nợ nần trong nhà quấn thân, cuối cùng một nhà bọn họ không tới lâu ngoại lâu. Mẹ, con đã đặt hết rồi. Mạc Phàm cười gật đầu. Trước khi tới hắn đã bảo người đặt yến hội trên thuyền rồng tối nay, 10 vạn một bàn không là gì với hắn, coi như hoàn thành tâm nguyện kiếp trước. Hắn ra hiệu với A Hào. A Hào vội vàng tiến vào, mấy chục bọn họ cũng đi theo vào trong. Bọn họ mới tiến vào tửu lâu, bên ngoài ghế lô tầng 2 tửu lâu, một mỹ nữ duyên dáng yêu kiều và một người đàn ông mặc tây trang anh tuấn tiêu sái đang định tiến vào ghế lô. Một khắc trước mỹ nữ này vẫn còn tươi cười như hoa, nhìn thấy đám Mạc Phàm, lông mày lập tức nhíu lại, trong đôi mắt hiện lên tức giận. Người đàn ông hỗn huyết thấy mỹ nữ bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nhìn theo tầm mắt mỹ nữ. Ánh mắt anh ta nhanh chóng nhìn về phía Mạc Phàm, nhướng mày. Lục tiểu thư, cô quen tiểu tử kia sao? Không tính là quen, có chút qua lại thôi, mặc kệ cậu ta, chúng ta vào thôi,
Tôn công tử. Lục Kỳ lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, vẻ mặt khôi phục như thường, cười nói. Lần trước ở Đông Hải, cô ta chỉ mượn thuyền Mạc Phàm đi lên đỉnh Hồ Tâm, cuối cùng Mạc Phàm cho cô ta một tấm ván gỗ để cô ta bơi về. Nếu không phải bình thường cô ta thích vận động, chắc chắn bị chết đuối trong hồ Vũ Trung. Cho dù cô ta bơi tới bờ, sau khi quay về Tây Hồ cũng bệnh nặng một thời gian. Mạc Phàm nhục nhã cô ta như vậy, vậy mà còn dám tới lâu ngoại lâu của Lục gia cô ta. Một tên tiểu tử mà dám gây khó dễ cho Lục tiểu thư, lần này tới không mang lễ vật gì, tôi sẽ đi giáo huấn tiểu tử này một chút, coi như là lễ vật tặng Lục tiểu thư. Tôn Thiên Long nở nụ cười nói. Tôn gia bọn họ là một trong những gia tộc từ xưa ở Hoa Hạ, lần này đến tìm Lục gia Tây Hồ, là vì đạt được vị trí riêng ở bảo địa Tây Hồ này. Nếu anh ta nắm được trái tim Lục Kỳ, chuyện Tôn gia bọn họ và Tây Hồ gần như có thể nói là chắc chắn. Anh ta đang sầu không có cơ hội biểu hiện trước mặt Lục Kỳ, nếu tiểu tử xui xẻo đến đây, sao có thể bỏ qua, anh ta sẽ mượn tiểu tử này tiến thêm một bước với Lục Kỳ. Lục Kỳ nhướng mày, trong lòng vui vẻ, nhưng lập tức giả bộ xoắn xuýt. Như vậy không hay lắm đâu, nếu người này đến lâu ngoại lâu chúng tôi thì là khách, đuổi cậu ta đi thì không có lợi với thanh danh của lâu ngoại lâu chúng tôi. Lục Kỳ giả mù sa mưa nói. Cô ta mở miệng nói vậy, nhưng trong lòng chỉ mong sao Tôn Thiên Long nhanh xuống giáo huấn Mạc Phàm, rửa sạch sỉ nhục lúc trước. Lục tiểu thư yên tâm, tôi sẽ khiến cậu ta nói xin lỗi cô, sau đó cam tâm tình nguyện cút khỏi nơi này. Tôn Thiên Long tự tin nói. Đừng nói đối phó một tiểu tử 17, 18 tuổi, cho dù là những người giàu kinh nghiệm quanh năm phiêu bạt giang hồ, anh ta cũng có trên trăm biện pháp, khiến bọn họ mất mặt mà cút đi. Người này rất có danh tiếng ở Đông Hải, chỉ sợ khó đối phó, tôi âm thầm chịu đựng là được rồi, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, Tôn thiếu đừng trêu chọc phiền phức nữa. Lục Kỳ khó xử nói. Lúc trước Lục Kỳ không nói kỹ, bây giờ cô ta nói như vậy, hai mắt Tôn Thiên Long sáng lên. Xem ra tiểu tử Đông Hải này bắt nạt Lục Kỳ không nhẹ, nếu anh ta giáo huấn tiểu tử kia giúp Lục Kỳ, chắc chắn địa vị của anh ta ở trong lòng Lục Kỳ tăng lên không ít. Lục tiểu thư, cô đừng quên nơi này là Tây Hồ, không phải Đông Hải, Lục tiểu thư cũng đừng quên, địa vị của Tôn gia tôi ở Hoa Hạ có người Tôn gia tôi không thể đắc tội sao, chuyện này cứ để cho tôi. Tôn Thiên Long thề son sắt nói. Nghe Tôn Thiên Long nói vậy, lúc này lông mày Lục Kỳ mới giãn ra. Tôn gia là gia tộc nổi tiếng về huyền học ở Hoa Hạ, không ít quan lại quyền quý vì nhận được lời bình luận của Tôn gia, không tiếc chi số tiền lớn, nhưng đa số đều bị Tôn gia từ chối. Người Tôn gia đi ra, cơ bản mỗi người đều trở thành thượng khách. Nếu chỉ hiểu biết một chút huyền học thì không nói gì, Tôn gia ở phương diện tu vi võ đạo, pháp đạo, cũng không kém thế gia khác. Nghe nói Tôn gia có hai vị pháp sư cấp bậc chân nhân, võ đạo tiên thiên tông sư có một vị. Thực lực như vậy đặt ở đâu, đều là bá chủ một phương, mạnh hơn Lục gia cô ta nhiều. Nếu không phải Tôn gia muốn thành lập môn hộ ở Tây Hồ, Lục gia cô ta đừng nghĩ đến chuyện thân thiết với Tôn gia như vậy. Nếu Tôn Thiên Long có tâm, để anh ta nhục nhã Mạc Phàm không phải không thể được, đúng lúc hả giận thay cô ta. Mạc Phàm lợi hại, cũng chỉ là nhà giàu mới nổi dẫm phân chó, có thể so với Tôn gia ngàn năm sao. Hơn nữa nơi này là thành phố Tây Hồ, địa bàn của Lục gia cô ta, không phải nơi Mạc Phàm có thể dương oai. Vậy làm phiền Tôn thiếu cẩn thận một chút, nếu không được, thì đừng miễn cưỡng. Lục Kỳ cố tình nói thế. Những lời này không khác gì rót một nồi dầu nóng vào trong lửa. Giống như một đôi vợ chồng đang ở trên giường, bỗng nhiên vợ nói một câu. Nếu anh không được, đừng miễn cưỡng, để em đổi với lão Vương hàng xóm. Người chồng này không được cũng phải được. Chắc chắn khiến Lục tiểu thư hài lòng, Lục tiểu thư ở đây đợi tin tức tốt của tôi đi. Tôn Thiên Long vô cùng tự tin nói. Anh ta liếc mắt nhìn Mạc Phàm ở dưới lầu, trong mắt hiện lên chút hàn ý, đi dọc theo cầu thang xuống dưới. Cả nhà Mạc Phàm mới tiến vào, một mỹ nữ mặc đồ công sở quản lý đại sảnh nho nhã lễ độ đi tới. Các vị, có hẹn trước hay không? Mạc tiên sinh chúng tôi đã hẹn trước thuyền rồng tối nay. A Hào tiến lên trước nói. Quản lý đại sảnh khẽ nâng mi mắt, ánh mắt nhìn cả nhà Mạc Phàm cung kính hơn nhiều. Thuyền rồng mỗi bàn 10 vạn, có tổng cộng 2 bàn, người tiêu phí không phải người bình thường.
Hơn nữa hẹn trước thuyền rồng đã sớm đẩy ra nửa năm sau, tạm thời đừng mơ hẹn trước được. Theo cô biết, người hẹn thuyền rồng tối nay biết Mạc tiên sinh muốn hẹn thuyền rồng trước, tự động nhường lịch. Đầy đủ để thấy thân phận của Mạc tiên sinh này, chắc chắn vô cùng cao quý. Hóa ra là Mạc tiên sinh, bên phía thuyền rồng đang dọn dẹp, sẽ xong nhanh thôi, có thể mời mọi người sang bên cạnh nghỉ ngơi không, đợi bên kia thu dọn xong, tôi lập tức mang mọi người qua đó. Quản lý đại sảnh nghiêng người, vô cùng cung kính nói. Đợi một lúc thì đợi một lúc, không sao. Cha Mạc Phàm cười nói. Cảm ơn Mạc tiên sinh hiểu cho. Quản lý đại sảnh liếc mắt nhìn cha Mạc Phàm đầy cảm kích, mời cả nhà Mạc Phàm đến nơi gần cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh Tây Hồ, vội vàng bảo nhân viên phục vụ mang trái cây, điểm tâm, trà tốt nhất lên. Mạc Phàm không để ở trong lòng, hiếm khi bồi cả nhà một chuyến, chỉ cần người nhà vui vẻ là được. Hắn dựa vào cửa sổ, uống trà và nói chuyện với người nhà, thưởng thức phong cảnh Tây Hồ. Lúc này Tôn Thiên Long đi từ trên tầng xuống. Khóe miệng anh ta nhếch lên, lộ ra tươi cười tuấn mỹ, ánh mắt đảo qua Tửu Lâu, đi đến bên cạnh Mỹ Phụ đang lo lắng. Vị nữ sĩ này, xin hỏi bà họ Giang, tự là Nguyệt đúng không? Cậu là ai? Chúng ta không quen biết mà, có phải cậu tìm lầm người rồi không? Mỹ Phụ này nhíu mày. Ánh mắt nhìn Tôn Thiên Long lộ ra vài phần chán ghét. Bà ta chưa từng gặp Tôn Thiên Long, vậy mà Tôn Thiên Long nói được tên bà ta có cảm giác như cậu ta là một tay ăn chơi muốn tán bà ta. Tuy bà ta đã 40 tuổi, nhưng bình thường chú trọng bảo dưỡng, tư sắc không khác gì cô gái 18 tuổi, trái lại còn thục nữ đẫy đà và thành thục hơn. Bà ta ra ngoài ăn cơm, tản bộ một mình, có không ít người trẻ tuổi tới gần. Có một số người còn hỏi thẳng bà ta một đêm bao nhiêu tiền, những người này khiến bà ta vô cùng chán ghét. Tuy người thanh niên này không giống người khác, nhưng chiêu thức như vậy bà ta thấy nhiều rồi, không khác biệt gì. Tôn Thiên Long không sốt ruột, tiếp tục nói. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là, bà có con trai 18 tuổi, sang năm tham gia thi vào trường cao đẳng, năm con trai bà 10 tuổi từng mắc bệnh nặng, thiếu chút nữa mất đi tính mạng, bà tìm cao tăng linh ẩn tự chỉ điểm. Mới giữ được tính mạng con trai bà, nhưng con trai bà không thể hồi hộp, hễ hồi hộp rất dễ phát bệnh, cho nên bây giờ bà đang lo lắng vấn đề này đúng không? Nếu Tôn gia bọn họ là huyền học danh gia, thân là đại thiếu Tôn gia, nếu không có chút bản lĩnh đó, Tôn gia bọn họ không xứng với danh xưng rồi. Anh ta vừa nói như vậy Giang Nguyệt lập tức trợn mắt há miệng, trong mắt đều là không thể tin được, người đàn ông này biết tên bà ta thì không có gì, chỉ cần theo đuôi bà ta vài ngày. Hỏi thăm một chút là biết. Nhưng người đàn ông này còn biết chuyện con trai bà ta 8 năm trước và suy nghĩ trong lòng bà ta, gần đây bà ta luôn phát sầu vì chuyện con trai mình. Nhớ đâu con trai của bà ta phát bệnh trong trường thi, rất có khả năng sẽ mất đi tính mạng. Con trai bà ta thích một bé gái, hai người chuẩn bị thi cùng một trường, bà ta không có biện pháp ngăn cản con trai mình tham gia thi vào trường cao đẳng. Vị đại sư này, cậu có biện pháp cứu con tôi không? Mong đại sư giúp đỡ. Giang Nguyệt nắm lấy quần áo Tôn Thiên Long, đầy chờ mong nói. Tên Thiên Long nói mấy câu, lập tức hấp dẫn không ít người trong lâu ngoại lâu chú ý, trong đó bao gồm Tiểu Vũ. Anh, chú này thật lợi hại, Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Tôn Thiên Long nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tôn Thiên Long một cái, nhíu mày, trúc cơ trung kỳ. Lông mày hắn giãn ra, không để ý đến Tôn Thiên Long, hai ngón tay điểm cái trán trắng nõn của Tiểu Vũ. Nếu em muốn học mà nói, anh cũng có thể dạy em, còn lợi hại hơn anh ta nhiều. Thiên cơ môn là môn phái am hiểu thuật bói toán nhất ở tu chân giới, thiên cơ tử môn chủ thiên cơ môn vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ nên gặp tao ngộ, hắn từng ra tay cứu thiên cơ tử vài lần. Trong công pháp cấp cao hắn có được, tất nhiên không thể thiếu thuật bói toán của thiên cơ môn. Nếu Tiểu Vũ muốn học, không phải không thể dạy cô, dù sao tị hung ngộ cát là một quá trình rất quan trọng trong tu luyện. Thuật bói toán của thiên cơ môn đứng đầu tu chân giới, tất nhiên huyền học trên địa cầu không thể so sánh được. Nếu em học, có thể tính ra được đáp án môn toán không? Tiểu Vũ nói rất nghiêm túc. Chuyện này, Mạc Phàm lập tức dở khóc dở cười. Đường đường là thiên cơ đại thuật bói toán hung cát, phúc họa, tương lai, vậy mà Tiểu Vũ muốn dùng để tính để toán, đúng là phí của trời. Nhưng chỉ nghĩ một lát, hắn thoải mái hơn. Từ nhỏ Tiểu Vũ đã không giỏi tính toán, vừa gặp phải đề toán liền nhức đầu, bình thường mua đồ đều chẳng tự mình tính giá.
Em đoán xem. Mạc Phàm cười hỏi ngược lại. Ngay cả đề toán cũng không tính được, em không muốn học đâu. Tiểu Vũ bĩu môi, không hài lòng lắm nói. Cha mẹ Mạc Phàm đều lắc đầu cười, Mạc Phàm cũng cảm thấy bất đắc dĩ, véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vũ. Sâu lười. Tiểu Vũ lè lưỡi, kèm theo mặt quỷ, tiếp tục nhìn Tôn Thiên Long bói cho người ta. Cách đó không xa, Tôn Thiên Long thấy kế của anh ta đã hấp dẫn người nhà Mạc Phàm, khóe miệng hơi nhếch lên. Thực ra muốn cứu con trai bà cũng không khó. Anh ta tiếp tục thừa nước đục thả câu với Giang Nguyệt nói. Giang Nguyệt vừa nghe có biện pháp, cảm thấy vui vẻ. Đại sư mau ngồi đi, làm sao mới cứu được con tôi, đại sư nhanh nói cho tôi biết, chỉ cần cứu được con trai tôi, cậu bảo tôi làm gì cũng được. Khi nói chuyện, trên khuôn mặt tinh xảo của Giang Nguyệt hiện lên dạng mây đỏ. Bà ta đã 40 tuổi, tất nhiên biết trên trời không tự nhiên rơi xuống bánh mì thịt. Đại sư này chủ động giúp bà ta giải quyết phiền phức chắc chắn là có mục đích. Lúc trước bà ta từng gặp một đại sư, tha 100 vòng cuối cùng là muốn lên giường với bà ta. Bà ta vốn do dự, sau đó nghe nói đại sư này là một tên lừa gạt, lúc này bà ta mới không để đại sư kia thực hiện được. Nếu Tôn Thiên Long có thể cứu con trai bà ta, lên giường với Tôn Thiên Long cũng không sao, ai bảo bà ta là mẹ, chỉ cần cứu được con trai bà ta, bảo bà ta làm gì cũng được hết. Tôn Thiên Long ngồi xuống vị trí đối diện Giang Nguyệt, cẩn thận liếc mắt đánh giá mỹ phụ này. Mỹ phụ này khoảng 40 tuổi, làn da như thiếu nữ 18 tuổi, khẽ nhướn mày làm người ta cảm thấy vô cùng quyến rũ, cảm giác như rất lẳng lơ. Có khả năng vì uống chút rượu, sắc mặt mỹ phụ ửng đỏ, như mật đào chín mọng trên cây, làm người ta ước gì có thể đi lên cắn vài cái. Ngoại trừ gương mặt tinh xảo, mê người ra. Áo và quần bò của mỹ phụ làm dáng người bà ta càng mê người hơn, nên lồi thì lồi nên cong thì cong, không có chút nào vì sinh đứa bé mà biến hình, trái lại như phụ nữ thành thục đẫy đà xinh đẹp. Cả người như ly rượu vang khiến tim người ta đập thình thịch, không nhịn được muốn nhấm nháp. Mỹ phụ cực phẩm như vậy, nếu không phải trên lầu có Lục Kỳ nhìn chằm chằm, chắc chắn anh ta sẽ cho mỹ phụ này số phòng, buổi tối nếm thử hương vị của mỹ phụ này. Nhưng mục tiêu hôm nay của anh ta không phải mỹ phụ này, mà là nhà Mạc Phàm. Cảm ơn thì không cần, có thể gặp nhau ở đây là duyên phận. Tôn Thiên Long giả nhân giả nghĩa nói, anh ta lấy một lá bùa vàng hình tam giác trong túi ra đưa cho mỹ phụ. Bảo con trai bà đeo lá bùa hộ mệnh này lên người, đảm bảo khi cậu ta thi vào trường cao đẳng sẽ không gặp chuyện không may. Giang Nguyệt nhận lấy lá bùa hộ mệnh, đôi mắt chớp chớp, vẻ mặt mờ mịt. Hiện giờ đi chùa đốt nhang cầu Phật cũng phải mất mấy chục vạn thậm chí là trăm vạn. Tìm đại sư đoán mệnh tiêu tai họa, không mất tiền thì đừng vọng tưởng. Người thanh niên này đưa cho bà ta một lá bùa hộ mệnh, vậy mà không lấy tiền cũng không cần bà ta bồi ngủ. Hơn nữa vấn đề của con trai bà ta tìm rất nhiều đại sư đều không có biện pháp, lá bùa này có tác dụng không? Đại sư, lá bùa hộ mệnh này có thể cứu con tôi sao? Giang Nguyệt không tin tưởng lắm hỏi. Tôn Thiên Long không tức giận, giống như đã sớm dự liệu được, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên. Anh ta dựng thẳng hai ngón tay, miệng niệm thần chú, lá bùa màu vàng trong tay mỹ phụ lóe sáng kim quang, một đạo thanh khí bay về phía người mỹ phụ. Kim quang này sáng lên, trong tửu lâu cũng mát mẻ hơn, như tắm gió xuân, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Đây là bùa bảo mệnh từng được khai quang. Một bác gái thường xuyên đến chùa xem bói, nhìn chằm chằm bùa trong tay Giang Nguyệt nói. Bùa bảo mệnh chia ra là khai quang và chưa khai quang, chỉ có khai quang mới bảo mệnh được. Nhưng bùa khai quang rất khó có được, cần đại sư thêm pháp lực thời gian dài mới được, đại sư sẽ không dễ dàng tặng người khác. Lúc trước bà ta từng cầu một bùa bảo mệnh, bảo vệ bà ta tránh thoát một tai nạn xe cộ, những người trên xe không chết thì bị tàn phế, chỉ có bà ta hoàn hảo không tổn hao gì. Thanh khí này vừa rơi xuống người Giang Nguyệt, mắt bà ta mở to. Toàn thân bà ta sảng khoái không nói nên lời, còn thoải mái hơn vừa làm xong spa, ngay cả sảng khoái khi lên đỉnh cũng không thể so sánh với lúc này. Bà ta thường xuyên mang con trai mình đi tìm đại sư bói toán, ít nhiều cũng có chút hiểu biết, có bùa bảo mệnh này, hơn phân nửa có thể cứu được con trai bà ta. Cảm ơn đại sư. Giang Nguyệt cảm kích nói. Đây là mệnh của con trai bà còn chưa đứt. Tôn Thiên Long cười khinh thường nói, trong mắt lóe lên nham hiểm. Nếu không phải vì thay Lục Kỳ giáo huấn Mạc Phàm,
sao anh ta có thể lấy bùa bảo mệnh ra? Bùa bảo mệnh của Tôn gia bọn họ, có không biết bao nhiêu người dùng trăm vạn cầu còn không được. Nhưng không thể để mỹ phụ này được hời, anh ta đã thêm ấn ký trên người mỹ phụ này, muốn tìm mỹ phụ này không khó, dù sao cũng phải tìm trở về từ người mỹ phụ này. Anh ta mới đứng dậy, mấy bác gái xung quanh vội vàng vây đến. Vị đại sư này, gần đây mọi việc của tôi không thuận, cậu tính toán giúp tôi được không? Đại sư, gần đây nên mua cổ phiếu gì, cậu xem giúp tôi được không? Chỉ trong phút chốc, mười mấy người đã bao vây lấy Tôn Thiên Long. Đại sư coi bói miễn phí, tặng không bùa bảo mệnh khai quang, chuyện tốt như vậy đâu dễ tìm, chắc chắn không thể bỏ qua. Tôn Thiên Long cười khẽ, cũng không từ chối. Anh ta liếc nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía đám Mạc Phàm. Tôi là người Tôn gia, mới tới Tây Hồ, cũng coi như kết thiện duyên với mọi người, có ai muốn bói hung cát, có thể tìm tôi, hôm nay tôi giúp mọi người phá tai tị nạn. Trên lầu 2, Lục Kỳ hơi nheo mắt, cũng nhìn chằm chằm đám Mạc Phàm, vẻ mặt như ngồi đợi cá mắc câu. Chú có thể tính giúp cháu được không? Hai mắt Tiểu Vũ như bảo thạch nhìn chằm chằm Tôn Thiên Long, nhút nhát hỏi. Mạc Phàm nhíu mày, không ngăn cản Tiểu Vũ. Tiểu Vũ mới mở miệng, Lục Kỳ và Tôn Thiên Long đều nhướn mày, cười đắc ý, bận rộn một lúc lâu, cuối cùng con cá cũng mắc câu. Đương nhiên là được, tiểu cô nương, cháu muốn coi cái gì? Tôn Thiên Long cười nhiệt tình nói. Cháu muốn tính tương lại, chú có thể tính được không? Tiểu Vũ hồn nhiên hỏi. Đương nhiên là được. Tôn Thiên Long hơi nhếch miệng, tự tin nói. Bói toán tương lai đối với một số giang hồ bịp bợm, cả đời đừng nghĩ đến chuyện am hiểu hết, chỉ có thể dựa vào tùy mặt gửi lời, nói bóng nói gió một số đề tài lừa gạt người bình thường. Nhưng ở trong mắt Tôn gia bọn họ, chỉ là chuyện rất dễ, không cần ngày sinh tháng đẻ, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấu thiên cơ. Những bác gái xung quanh thấy Tôn Thiên Long xem bói cho Tiểu Vũ, nhao nhao yên tĩnh lại. Tôn Thiên Long nhìn Tiểu Vũ, bấm ngón tay. Chỉ trong phút chốc, anh ta như đã nắm rõ mọi chuyện. Tiểu cô nương, cô thật sự muốn nghe tương lai của mình à? Tôn Thiên Long nghiêm túc xác nhận lại. Ừm, Mạc Vũ gật đầu. Cô tên Mạc Vũ, bây giờ 12 tuổi, năm 18 tuổi cô sẽ gặp Bạch Mã Hoàng tử của mình ở Giang Nam, năm 22 tuổi hai người kết hôn sinh hạ đôi song bào thai. Tôn Thiên Long nói. Tôn Thiên Long nói xong, cha mẹ Mạc Phàm nghe thấy rất hạnh phúc, không nói gì thêm. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tôn Thiên Long một cái, Tôn Thiên Long nói những chuyện này không sai. Kiếp trước, quả thật Tiểu Vũ gả cho tên cầm thú kia ở tuổi 22. Bạch Mã Hoàng tử, anh ấy tên là gì, trông như thế nào? Mạc Vũ chớp chớp mắt, hỏi. Chuyện này sao, thiên cơ bất khả lộ, nếu bây giờ tôi nói cho cô, có khả năng Bạch Mã Hoàng tử này là người khác. Tôn Thiên Long thần bí nói. Tiểu Vũ bĩu môi, lộ ra chút không vừa ý. Chú, sau đó thì sao? Sau đó cô phải nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng đi đến một nơi gọi là Hồ Vong Tình. Vì sao, chẳng lẽ nơi đó có quỷ à? Tiểu Vũ cảm thấy khó hiểu hỏi. Vì anh cô đắc tội một người không thể đắc tội, khiến cô và Bạch Mã Hoàng tử ly hôn, cô chưa tới 30 tuổi đã nhảy vào trong Hồ Vong Tình, cho nên nhớ lấy, nhất định không được đến chỗ này. Tôn Thiên Long lại nhắc nhở, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Anh ta đã tính trước cho tiểu nha đầu này, nếu mọi việc thuận lợi, liền thêm mắm thêm muối với cô. Ai biết mệnh nha đầu này không tốt như thế, căn bản không sống quá 30 tuổi, hoàn toàn không cần anh ta gây khó dễ từ trong, đúng là trời giúp anh ta. Những lời này vừa vang lên, giống như một trái bom nổ tung trong lâu ngoại lâu. Các bác gái xung quanh nhíu mày, tuy bọn họ không biết Tiểu Vũ, nhưng bộ dạng Tiểu Vũ vô cùng đáng yêu, lại rất lễ phép. Ai biết mệnh cô gái đáng yêu lại không tốt như thế. Đúng là đáng tiếc, ái gia. Người nhà Mạc Phàm bao gồm A Hào, đám Tần Kiệt vốn đang ăn điểm tâm nói chuyện phiếm, nghe thấy vậy sắc mặt mọi người đều thay đổi. Nhất là cha mẹ Mạc Phàm, sắc mặt vô cùng khó coi, trên mặt tràn đầy lo lắng. Nếu là trước đây, chắc chắn bọn họ không tin thầy bói toán. Chú ba Mạc Phàm còn muốn đi qua, xách Tôn Thiên Long này lên ném ra ngoài. Cả nhà bọn họ chỉ có mình Tiểu Vũ là con gái, đều thương gần chết, vậy mà tên này dám nguyền rủa tiểu công chúa của bọn họ, không muốn sống nữa à? Nhưng trong mấy tháng này, bọn họ thấy Mạc Phàm dùng nhiều pháp thuật như vậy, không tin cũng không được,
sự thật còn đó. Nếu pháp thuật tồn tại, hơn phân nửa huyền học cũng là thật. Đại sư này trẻ thì trẻ, nhưng vừa rồi xem rất chuẩn cho mỹ phụ kia, không giống đang gạt người. Mặt khác, Mạc Phàm đắc tội nhiều người như thế, những lời anh ta nói không phải không có khả năng. Anh, chú này nói thật sao? Tiểu Vũ cũng không sợ hãi lắm, nghiêng đầu hỏi Mạc Phàm. Mạc Phàm nheo mắt lại, hàn quang lóe lên trong con ngươi hắn. Sư phụ, có cần con giáo huấn người nói hưu nói vượn này không? Chu Hiệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Thiên Long, nhỏ giọng hỏi. Mạc Phàm đứng dậy, đi đến bên cạnh Tiểu Vũ, cúi người véo mũi Tiểu Vũ nói. Mặc kệ thiệt giả, có anh ở đây, ai cũng không thể làm hại được em. Mạc Phàm cười dịu dàng, trong mắt hiện lên kiên định. Người này nói không sai, quả thật đời trước Tiểu Vũ có kết cục như vậy. Một đời này, chỉ cần hắn nhìn thấy tiểu tử Giang Nam kia, hắn sẽ diệt cả nhà tiểu tử đó. Đời trước hắn đắc tội Lâm Thiên Nam sao, đợi hắn đến Giang Nam, là ngày Lâm gia bị diệt. Vậy anh phải bảo vệ em đó. Tiểu Vũ thè lưỡi, cũng nghịch ngợm véo mũi Mạc Phàm, giống như không để việc này trong lòng. Mạc Phàm cười to, rời mắt nhìn Tôn Thiên Long, cả lâu ngoại lâu phát lạnh theo. Nếu anh nói vì tôi đắc tội phải người không nên đắc tội, khiến em gái mình sống không tới 30 tuổi, chắc anh biết cách phá giải tai họa này. Tôn Thiên Long hơi nhướng mày, cười khẽ. Anh ta tưởng rằng người gây khó dễ cho Lục Kỳ lợi hại thế nào, cũng chỉ như vậy thôi, dễ dàng bị anh ta câu được. Đương nhiên là biết, không biết cậu chịu dựa theo tôi nói mà làm không? Anh nói xem. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tôn Thiên Long lại bấm đốt tay, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm lần nữa. Nếu tôi tính không sai, 3 tháng gần đây cậu đắc tội không ít người, cởi chuông phải nhờ người buộc chuông, oan gia nên giải không nên kết, chỉ cần cậu đồng ý cúi đầu, có lẽ còn có đường sống, nếu không trong vòng 3 ngày, tất có tai ương đổ máu. Anh nói linh tinh gì đó, lại nói bậy có tin tôi cắt lưỡi anh hay không? Chu Hiệt nắm chặt tay, lạnh lùng nói. Khi Tôn Thiên Long nói Tiểu Vũ, cô đã nhịn không giáo huấn Tôn Thiên Long rồi. Lúc này Tôn Thiên Long lại nguyền rủa Mạc Phàm. Tôn Thiên Long liếc mắt nhìn Chu Hiệt một cái, không có sợ hãi, cười nhạt một tiếng, trong mắt chớp lóe dị sắc, nhanh chóng khôi phục như thường. Vị cô nương này, cha mẹ cô đã mất, tôi khuyên cô sau này đừng xúc động, nếu không có khả năng em trai còn sót lại của cô cũng bị tai nạn, cho nên cô tự giải quyết cho tốt đi. Vẻ mặt Chu Hiệt ngẩn ra, khó có thể tin. Người này chỉ nhìn cô một cái, liền nói cha mẹ cô đã mất. Chỉ còn lại một người em trai. Sao anh biết những chuyện này? Chu Hiệt ngơ ngẩn hỏi. Ha ha, thiên cơ không thể tiết lộ. Tôn Thiên Long cười, đắc ý trên mặt càng dày đặc hơn. Chỉ nói ra thân thế mà thôi, quá đơn giản với anh ta, đây là nền móng của Tôn gia bọn họ. Xung quanh có không ít người thấy biểu cảm của Chu Hiệt, liền biết Tôn Thiên Long nói đúng, ánh mắt bọn họ nhìn Tôn Thiên Long kính sợ hơn nhiều. Liếc mắt một cái liền biết số mệnh của con người, đại sư này quá lợi hại rồi. Cả nhà Mạc Phàm, sắc mặt càng khó coi hơn. Bản lĩnh của đại sư này giỏi, có khả năng những lời anh ta nói rất chính xác. Mạc Phàm nhíu mày, trên mặt lộ ra chút dị sắc, trong mắt chớp lóe lam quang. Thần giám, 3 chữ thiên cơ nhãn xuất hiện trong mắt hắn. Lông mày hắn giãn ra, chẳng trách người này đoán chuẩn như thế, hóa ra là tu thành thiên cơ nhãn. Hắn thu lam quang đi, trên mặt hắn không có quá nhiều kinh ngạc. Thiên cơ nhãn là một loại mắt thuật thần thông của huyền môn, là mắt thuật cấp thấp nhất, chỉ có thể nhìn tối đa 20 năm. Ở tu chân giới, thiên cơ nhãn của thiên cơ môn mở, mắt có thể nhìn trên dưới 5.000 năm, thiên cơ nhãn này căn bản không thể so sánh được. Vậy anh nói nghe một chút, tôi cúi đầu thế nào, mới nắm được đường sống này? Mạc Phàm nhìn chằm chằm Tôn Thiên Long hỏi. Chuyện này rất đơn giản, chỉ cần cậu quỳ lạy từ nơi này đến linh ẩn tự xuất ra, cả nhà cậu đổi họ Mạc, chỗ tôi có một ngọc phù có thể tặng cho cậu, bảo vệ cả nhà cậu bình an. Tôn Thiên Long lấy một ngọc phù từ trong túi áo ra, cười mỉa nói. Nếu đắc tội Lục tiểu thư, đâu thể tha thứ dễ dàng. Nhục nhã tiểu tử này trước rồi nói sau, còn ngọc phù, tất nhiên không thể bảo vệ Mạc gia bình an. Con trai của Mỹ phụ lúc trước. Cho dù không cho bà ta bùa bảo mệnh cũng không chết được, cùng lắm là nằm ở bệnh viện vài ngày, anh ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Còn tiểu nha đầu này, sống không quá 30 tuổi là định số.
Muốn thay đổi phải mất ít nhất 30 năm tuổi thọ của anh ta không ngu như thế. Tôn Thiên Long nói xong, trên lầu 2, khóe miệng Lục Kỳ nhếch lên, tươi cười đắc ý hiện trên mặt. Lần trước Mạc Phàm đưa cho cô ta một tấm ván gỗ, để cô ta bơi 5 cây. Lần này cô ta để Mạc Phàm quỳ lại từ nơi này đến Linh Ẩn Tự, coi như là báo được thù. Từ nơi này đến Linh Ẩn Tự gần 3 cây, nếu quỳ lại cả đường đi, thì gần như tàn phế rồi. Cạo đầu làm tăng, cả nhà thay tên sửa họ, chỉ nghĩ thôi, cô ta đã cảm thấy sảng khoái rồi. Đợi Mạc Phàm thành hòa thượng Linh Ẩn Tự, cô ta muốn thu thập Mạc Phàm thế nào chẳng được. Tôn Đại Sư, đây là pháp khí sao? Bác gái lúc trước nhận ra bùa bảo mệnh nhìn chằm chằm ngọc phù này, vô cùng kinh ngạc hỏi. Pháp khí chân quý hơn bùa bảo mệnh lúc trước, bùa bảo mệnh dùng được một lần, pháp khí có thể sử dụng nhiều lần. Bà ta từng tham gia một hội đấu giá, một kiện pháp khí bán ra hơn 5.000 vạn. Vậy mà đại sư này lấy ra một kiện pháp khí, giúp nhà này tiêu tai tị nạn. Không sai, đây là một kiện pháp khí tôi ôn dưỡng nhiều năm. Tôn Thiên Long cười khẽ, giả mù sa mưa nói. Chuyện này, vừa nghe là pháp khí, cả lâu ngoại lâu lập tức sôi trào hừng hực. Tiêu phí ở đây, có không ít người không phải người thường, tất nhiên biết pháp khí. Tiểu tử, nếu cậu muốn cứu em gái cậu, vẫn nên dựa theo lời Tôn Đại Sư nói mà làm đi, ngay cả pháp khí Đại Sư cũng chuẩn bị tặng cậu rồi, thứ này cho dù có hơn 1.000 vạn cũng không mua được, cậu qua thôn này không còn cửa hàng như vậy nữa đâu. Một bác gái vô cùng hâm mộ nói với Mạc Phàm. Vừa nói, bác gái này vừa nhìn về phía Tôn Thiên Long, ánh mắt tôn kính hơn vài phần. Bảo hắn quỳ lạy từ đây đến Linh Ẩn Tự xuất ra, cả Mạc gia thay tên sửa họ, ai cho anh ta lá gan lớn như vậy? Ý niệm của hắn khẽ động, cảm ứng như thủy triều mãnh liệt mà ra. Chỉ trong chớp mắt, cả lâu ngoại lâu được cảm ứng của hắn bao trùm. Một khí tức quen thuộc xuất hiện trước mắt hắn. Đúng là đại tiểu thư Lục gia cướp du thuyền của hắn ở đình Hồ Tâm, sau đó bị hắn trừng phạt, Lục Kỳ. Hắn vốn hoài nghi Tôn đại sư này có ý đồ gì đó, hóa ra là gặp người quen ở đây. Nếu tôi không làm theo lời anh nói thì sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Tôn Thiên Long nhíu mày, anh ta cũng không tức giận. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta coi bói cho người ta, cũng không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Dựa vào một câu nói của anh ta, sao có thể khiến người ta xuất gia làm tăng, cả nhà sửa họ? Nếu có người tin, nếu người này không phải cùng đường bí lối, thì là đứa ngốc. Anh ta không sốt ruột, nói hai chữ. Thiên cơ. Dị sắc lóe lên trong mắt anh ta. Anh ta nhìn lướt qua cha mẹ Mạc Phàm, hai mắt lập tức sáng lên, cười mỉa xuất hiện trên mặt anh ta. Không làm theo lời tôi nói cũng không sao, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một câu, nếu cậu cứ cố chấp, trong 10 năm. Cha mẹ của cậu sẽ lần lượt vì cậu mà mất đi. Tôn Thiên Long nghiêm túc nói. Anh ta chỉ nhìn lướt qua, lại tìm được hai người chết, tiểu tử này đúng là sao chổi. Câu này vừa nói ra, bầu không khí vốn nặng nề, lập tức áp lực hơn nhiều. Cái gì? Cả nhà Mạc Phàm ngoại trừ Mạc Phàm ra, sắc mặt những người khác đều rất khó coi. Lúc trước Tôn Đại Sư này đoán Tiểu Vũ không sống tới 30 tuổi, đã gieo xuống hạt giống bất an trong lòng bọn họ. Hiện giờ ngay cả cha mẹ Mạc Phàm cũng không sống được 10 năm, chuyện này không khác gì họa vô đơn chí. Tiểu tử, cậu có tin cậu không sống qua tối nay hay không? A Hào đến bên cạnh Tôn Thiên Long, tức giận nói. Không đợi anh ta ra tay, mấy bác gái vội vàng chắn trước người Tôn Thiên Long. Tiểu tử, cậu muốn làm gì, nơi này là nơi công cộng, Tôn Đại Sư tốt bụng coi bói cho các cậu không tin thì thôi, không nghĩ là thật được rồi. Sao còn ra tay đánh người, dù gì Tôn Đại Sư cũng tốt bụng tê mẹ chẳng các cậu pháp khí tiêu tai tị nạn giá trị 1.000 vạn, tốt bụng lại bị các người coi là lòng lang dạ thú. Một bác gái trong đó không sợ hãi quát lớn. Những người này chắn trước người Tôn Thiên Long và Lục Kỳ ở trên lầu nhìn nhau cười hiểu trong lòng mà không nói. Cảm ơn các gì? Tôn Thiên Long nói với mấy bác gái, khi nói chuyện còn không quên liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy đắc ý. Có các bác gái nhiệt tình này, anh ta giống như an toàn hơn nhiều. Dạo này vẫn còn rất nhiều người tốt. Không cần cảm ơn, đại sư còn trẻ tuổi tâm địa lại vô cùng tốt bụng như cậu bây giờ quá ít, có chúng tôi tuyệt đối không để đám người kia làm gì cậu. Một bác gái trong đó cười nói, trong đáy mắt hiện lên chút tham lam.
Bọn họ che chở đại sư này như vậy, đại sư nói phần lớn là duyên phận, chắc chắn cậu ta không để bọn họ về tay không. Đợi lát nữa đại sư cao hứng cũng đưa cho bọn họ bùa bảo mệnh và pháp khí gì đó, sau này bọn họ không cần lo lắng gặp phải chuyện xui xẻo, chuyện như vậy không tìm được ở nơi khác đâu. Lùi ra đi, A Hào. Mạc Phàm khoát tay với A Hào. A Hào chừng Tôn Thiên Long một cái, không cam lòng lùi sang một bên. Một bác gái trong đó thấy Mạc Phàm quát A Hào lùi ra, lo lắng lập tức ít đi, nói lời thấm thía. Tiểu tử, tôi thấy cậu cũng không giống đứa trẻ hư, vì cha mẹ và em gái cậu nghe lời Tôn Đại Sư tốt hơn, thà tin rằng là có, không thể tin là không, nhớ đâu chuyện Tôn Đại Sư nói thật sự xảy ra, cậu hối hận cũng muộn rồi, dù sao cơ hội chỉ có một lần, cậu cũng chỉ có một cha mẹ và em gái, bọn họ là người thân nhất của cậu. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, làm như không nghe thấy lời bác gái nhiệt tình nói. Đời này hắn vì thay đổi tất cả mà đến, cần người khác nói cho hắn cái gì quan trọng hơn sao? Anh chắc chắn việc anh nói sẽ xảy ra sao? Mạc Phàm nhìn chằm chằm Tôn Thiên Long, hỏi. Tôn Thiên Long thấy Mạc Phàm có chút động tâm, cười khẽ. Cậu không tin cũng không sao, trong vòng 3 ngày chắc chắn cậu sẽ gặp phải phiền phức, đến lúc đó không quậy chết người, nhưng không tránh khỏi thấy máu. Nếu trong vòng 3 ngày cậu bình yên vô sự, cậu có thể coi những lời tôi nói là gió thoảng bên tai, nhưng đến lúc đó cậu thật sự gặp tai ương thấy máu, cậu lo lắng chuyện tôi nói cũng không muộn, nếu tôi muốn giúp cậu sẽ không mặc kệ, chỉ cần cậu dựa theo lời tôi nói mà làm, miếng ngọc phù này có thể tặng cậu tiêu tai tị nạn. Tôn Thiên Long hào phóng nói. Mạc Phàm lắc đầu cười, ánh mắt phát lạnh. Anh đã thích tiêu tai tị nạn thay người ta như vậy, vậy anh có tính cho mình. Hôm nay là ngày chết của anh không? Nói lời cuối cùng, bỗng nhiên Mạc Phàm cao giọng, như bảo kiếm đột nhiên rút ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén. Trong chớp mắt, không khí như bị tháo nước, áp lực không hiểu bao phủ trên không lâu ngoại lâu. Giọng điệu rét lạnh và cảm giác hít thở không thông, lập tức khiến người muốn cười mà không cười nổi, người muốn nói chuyện lập tức câm miệng. Trong lâu ngoại lâu, yên tĩnh hiếm có. Tôn Thiên Long nhíu mày. Liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy khác thường, trên mặt không có bất luận sợ hãi gì. Mỗi ngày anh ta đều xem quẻ cho mình, hôm nay đào hoa của anh ta rất thịnh vượng, căn bản không có bất luận tai ương đổ máu gì. Lấy đâu ra ngày chết? Xem ra cậu vẫn không tin lời tôi nói. Tôn Thiên Long lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc hận nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười như không cười. Người này cho rằng hắn là đứa bé 3 tuổi, dễ lừa gạt như vậy sao? Anh ta cho rằng có thiên cơ nhãn, hiểu chút huyền học, là có thể báo thù thay Lục Kỳ. Tin tưởng anh, tôi cảm thấy anh nên câm miệng vĩnh viễn tốt hơn. Lời này vừa vang lên, ánh mắt các bác gái nhìn Mạc Phàm có nhiều khinh thường hơn. Đứa bé hiện giờ không có một chút hiếu thuận gì, vì an nguy của cha mẹ, một chút chuyện như vậy cũng không chịu làm, nếu là tôi, bảo tôi quỳ đến Thiếu Lâm tự Nam Sơn cũng được. Một bác gái trong đó liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái nói. Tiểu tử, thuốc đắng dã tật, không nghe lời đại sư nói, chịu thiệt ở ngay trước mắt. Một bác gái khác nói tiếp, nói như hát. Tiểu tử, cho dù cậu không nghe đại sư, sao có thể uy hiếp đại sư được, sẽ gặp báo ứng đó. Mấy bác gái mồm 5 miệng 10, chê trách Mạc Phàm. Tôn Thiên Long cười khẽ, cất ngọc phù đi, vẫn là bộ dạng vô cùng nhã nhặn. Cậu không tin tôi cũng không miễn cưỡng, coi như tôi chưa nói gì, chúc cậu may mắn. Tôi cáo từ trước. Không phải anh ta chưa từng bị người ta uy hiếp bao giờ, bình thường gặp phải chuyện như vậy, anh ta chỉ đợi tai ương đổ máu ứng nghiệm là được. Dù sao khi nào Mạc Phàm làm theo lời anh ta nói, đối với anh ta không khác gì nhau, anh ta chỉ chút giận thay Lục Kỳ thôi. Đi, đều ở lại đi, Lục đại tiểu thư, cô nhìn lâu như vậy, còn chưa chịu xuống à? Mạc Phàm cao giọng nói, như sấm truyền khắp lâu ngoại lâu. Tôn Thiên Long nhướng mày, sắc mặt khẽ đổi. Bị phát hiện, không phải chứ? Trên lầu, Lục Kỳ khẽ nâng mí mắt, lập tức khôi phục như thường. Cô ta cười đi xuống lầu, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chằm chằm nói. Mạc tiên sinh, đã lâu không gặp. Lục Kỳ vừa xuất hiện, cả lâu ngoại lâu bùng nổ. Không ai ở thành phố Tây Hồ không biết Lục Kỳ, đại tiểu thư Lục gia Tây Hồ, hiện giờ là thiếu chủ nhân của lâu ngoại lâu, đệ nhất mỹ nữ thành phố Tây Hồ. Nhân xưng Tiểu Tây Thi, minh tinh thành phố Tây Hồ. Khi cô ta 6 tuổi được một người tìm kiếm ngôi sao nhìn chúng, bắt đầu lên TV.
Tuy hiện giờ chỉ là minh tinh hạng B, nhưng danh tiếng của cô ta ở thành phố Tây Hồ rất cao. Vậy mà tiểu tử này quen biết Lục Kỳ. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Lục Kỳ một cái, hôm nay Lục Kỳ đội mũ, còn cuốn tóc ra sau tai, trên lỗ tai thanh tú đeo khuyên tai thạch anh tím rũ xuống bả vai. Cô ta mặc áo màu nâu tay dài, phía dưới là chiếc váy dài cộng thêm thắt lưng. Bộ quần áo tuy đơn giản, nhưng khiến chỗ lồi nên lồi, chỗ cong càng thêm cong, nhất là eo thon nhỏ, có vẻ rất mảnh, khiến cho người ta có cảm giác chưa đầy một nắm tay. Đoan trang trời sinh và trang điểm tỉ mỉ, khiến Lục Kỳ như mỹ nữ tuyệt đẹp trong tranh, cho dù là ai cũng sẽ động tâm. Nhưng ở trong mắt Mạc Phàm, Lục Kỳ chỉ như mỹ nữ bạch cốt tự tìm đường chết. Lục đại tiểu thư, cô tìm một thầy bói toán cho tôi, có thể báo thù được sao? Lục Kỳ nhếch đôi môi đỏ mọng, bộ dạng giả nhân giả nghĩa. Mạc tiên sinh, lần này cậu hiểu lầm tôi rồi, cậu đến lâu ngoại lâu của tôi thì là khách, sao tôi có thể vô lễ với khách của mình được? Ý của cô là, cô không quen biết thầy bói toán này. Mạc Phàm cười lạnh lùng, hỏi ngược lại. Tất nhiên tôi và Tôn Thiếu quen biết rồi, nhưng Tôn Thiếu không phải thầy bói toán bình thường, Tôn Thiếu là người của Tôn gia thần toán tử, chuyện Tôn gia tính ra, chưa từng sai bao giờ. Lục Kỳ không chút hoang mang nói. Tôn gia thần toán tử, là thiên cơ nhãn của Tôn gia sao? Một lão giả ngạc nhiên hỏi. Ông ta quen mấy đại sư, từng nghe một đại sư nói, huyền học đứng đầu hoa hạ là Tôn gia thần toán tử. Tôn gia không cần rút thăm, sờ xương, hỏi bát tự, chỉ cần liếc mắt một cái là biết họa phúc của người ta, rất linh nghiệm. Người thanh niên này là người Tôn gia sao, chẳng trách vừa liếc mắt một cái là biết số mệnh con người. Được lão giả này nói ra bối cảnh, Tôn Thiên Long nhìn thẳng Mạc Phàm, vẻ đắc ý càng dày đặc hơn. Lục Kỳ khẽ nhếch miệng, nói với lão giả kia. Ánh mắt của ông nội này thật tốt, Tôn Thiếu đúng là đại thiếu Tôn gia thiên cơ nhãn. Lục đại tiểu thư quá khen. Lão giả kia được Lục Kỳ vỗ mông ngựa, cười có chút hưởng thụ, rời mắt nhìn Mạc Phàm. Tiểu tử, nếu Tôn Thiếu tính ra người nhà cậu gặp bất hạnh, chắc chắn không giả đâu, cậu nhanh xin lỗi Tôn Thiếu đi. Cầu xin Tôn Thiếu giúp đỡ, có lẽ còn cứu được. Tiểu tử, vì người nhà cậu, nghe Tôn Đại Sư nói đi, nếu không hối hận cũng không kịp. Một bác gái khác nói theo. Chỉ trong phút chốc, hầu như mọi người đều nghiêng về một bên chỉ trích. Hai người mới mở miệng, Tôn Thiên Long lấy miếng ngọc phù ra, cười đắc ý, vẫn là bộ dạng vô cùng hào phóng. Xin lỗi thì không cần, cậu chỉ cần làm theo lời tôi nói là được. Lục Kỳ ở bên cạnh không mở miệng, khóe miệng cong lên tươi cười, ngồi đợi Mạc Phàm mắc câu. Không phải cậu ta được xưng là Mạc Đại Sư Đông Hải sao, xem lúc này cậu ta làm gì bây giờ. Một số người xung quanh tuy không hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng biểu cảm như xem trò hay nhìn chằm chằm cả nhà Mạc Phàm. Cả nhà Mạc Phàm vốn vui vẻ đi du lịch, lại gặp phải chuyện như vậy, sắc mặt mọi người rất khó coi. Tiểu Phàm, không cần để ý đến bọn họ. Chúng ta đi thôi. Vẻ mặt cha Mạc Phàm âm u nói. Ông từng trải qua không ít chuyện, sao lại không nhìn ra? Mặc kệ lời Tôn Đại Sư nói là thật hay giả, chắc chắn cùng một ruột với Lục Đại Tiểu Thư. Cho dù thật sự như lời Tôn Đại Sư nói, ông sống không quá 10 năm, ông cũng không đồng ý cho Mạc Phàm làm như vậy. Thân là người Mạc gia, thà rằng chết đứng, cũng không được cúi đầu. Trong lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm, đợi lựa chọn của hắn. Mạc Phàm hơi nheo mắt, sắc bén hiện lên. Người đáng chết, vẫn nên giết tốt hơn. Một pháp ấn mới sáng lên trên tay hắn, ở cửa, ba người tiến vào. Trong đó có một người đàn ông trung niên vẻ mặt phúc hậu, mặc tây trang, có vài phần tương tự Lục Kỳ, ông ta là Lục Thiên gia chủ hiện giờ của Lục gia. Lục Thiên đang đẩy một chiếc xe lăn, trên xe lăn có một lão giả huyền y đang ngồi. Bên cạnh là tiểu cô nương buộc tóc sừng dê, tiểu cô nương này khoảng 12 tuổi, đôi mắt sáng như vì sao trên trời. Tôn lão, tôi nghe nói ông tự mình đến Đông Hải xem quyết đấu giữa Mạc Đại Sư và Thiên Thành Diệt, Mạc Đại Sư kia thật sự lợi hại như vậy sao? Lục Thiên tò mò hỏi. Chuyện Mạc Đại Sư đánh bại cao thủ nước ngoài đã truyền ra, vì có ít người thấy, cho nên rất nhiều người không tin là thật. Lão giả huyền y lắc đầu cười. Lục Thiên không phải người đầu tiên hỏi ông ta vấn đề này. Mạc Đại Sư hơn cậu. Ông ta còn chưa nói xong, ánh mắt khẽ đảo qua lâu ngoại lâu, giọng nói lập tức dừng lại,
ba chữ không tự chủ được truyền từ miệng ông ta ra. Mạc Đại Sư. Cậu ta là Mạc Đại. Ngày đó sau khi Mạc Phàm giết Thiên Thành Diệt xong, liền nhẹ lướt đi, ông ta không có cơ hội nói chuyện với Mạc Phàm. Sau đó ông ta đến cửa bái phỏng, thì nghe nói Mạc Phàm đã không còn ở Đông Hải. Ông ta đợi ở Đông Hải 3 ngày, không đợi được lúc này mới tới thành phố Tây Hồ xử lý chuyện Tôn gia. Ai biết lại gặp Mạc Phàm ở lâu ngoại lâu thành phố Tây Hồ, hình như cháu nội ông ta đang đối nghịch với Mạc Phàm. Mạc Đại Sư. Lục Thiên nhíu mày, liếc mắt nhìn một vòng quanh Tửu Lâu, vẻ mặt mờ mịt. Tôn lão, không phải Mạc Đại Sư ở Đông Hải sao? Lão giả họ Tôn không để ý đến Lục Thiên, vẻ mặt nghiêm trọng. Tiểu Tinh, nhanh đẩy ông đi bái kiến Mạc Đại Sư. Cô gái buộc tóc sừng dê từng thấy Mạc Phàm, tự biết nặng nhẹ, vội đáp lời, nhanh chóng đẩy lão giả đi về phía Mạc Phàm. Vẻ mặt Lục Thiên lập tức sửng sốt, sắc mặt thay đổi theo. Mạc Đại Sư quang lâm đến lâu ngoại lâu bọn họ sao? Không đợi ông ta phản ứng kịp, cô gái buộc tóc sừng dê đã đẩy lão giả họ Tôn đến bên cạnh Mạc Phàm. Lão hủ Tôn Huyền Cơ Thiên Cơ Nhãn Tôn gia, bái kiến Mạc Đại Sư. Thiên Tinh bái kiến Mạc Đại Sư. Một già một trẻ nho nhã lễ độ, khiến mọi người xung quanh đều líu lưỡi. Cái gì? Sao lại thế này? Mạc Đại Sư gì chứ? Tiểu tử này họ Mạc. Cũng không thấy có bản lĩnh gì, vậy mà được gọi là đại sư. Nhưng ở đây, kinh ngạc nhất là Lục Kỳ và Tôn Thiên Long. Lão giả này là ông nội anh ta, Tiên Thiên Tông sư võ đạo của Tôn gia bọn họ. Nhà đầu buộc tóc sừng dê bên cạnh, là đứa bé ông nội anh ta nhặt về, tên là Diệp Thiên Tinh, vẫn luôn hầu hạ bên cạnh ông nội anh ta. Vậy mà hai người này tôn kính với tiểu tử kia như thế. Nhất là ông nội anh ta. Người có thực lực nằm trong Thiên Tiên Tông sư võ đạo. Cho dù là gặp tướng quân Hoa Hạ, cũng phải lấy danh xưng đại sư với ông nội anh ta, sao ông nội lại đối với tiểu tử này? Ông nội, ông cần gì phải lạy tiểu tử này, cậu ta họ Mạc, nhưng không phải là đại sư gì đâu. Tôn Thiên Long chau mày, vô cùng khó hiểu nói. Tươi cười trên mặt Lục Kỳ cũng cứng đờ, trong lòng có dự cảm không tốt. Cô ta biết thân phận của Tôn Huyền Cơ. Ngay cả Tôn Huyền Cơ cũng lấy lễ đối đãi với Mạc Phàm. Chuyện này, nghe Tôn Thiên Long nói, sắc mặt Tôn Huyền Cơ rất khó coi. Thiên Long, im miệng, không được vô lễ với Mạc Đại Sư, nhanh quỳ xuống xin lỗi Mạc Đại Sư ngay. Đại Sư, Tôn Thiên Long liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, trong con ngươi lóe lên vài phần khinh thường. Anh ta chỉ sử dụng chút mánh khóe, liền khiến cả nhà Mạc Phàm lo âu thấp thỏm. Khiến Mạc Phàm trở thành người bị mọi người chỉ trích. Nếu không phải ông nội anh ta đến, nói không chừng đã có thể nhìn thấy bộ dạng Mạc Phàm quỳ lạy đến Linh Ẩn Tự, người như vậy là đại sư sao? Anh ta đường đường là người Tôn gia, bảo anh ta quỳ lạy Mạc Phàm trước mặt nhiều người như vậy, sao anh ta có thể nguyện ý? Người Tôn gia bọn họ, ở Hoa Hạ còn có người khiến bọn họ phải quỳ sao? Ông nội, có phải ông lầm rồi không? Tôn Thiên Long mới mở miệng. Sắc mặt Tôn Huyền Cơ âm trầm có thể vặn ra nước. Mạc Phàm là người bọn họ đắc tội được sao, Thiên Thành Diệt hung hãn như vậy, dưới tay Mạc Phàm căn bản không có bất luận lực đánh trả nào, ngay cả chạy trốn cũng không trốn thoát. Mạc Phàm muốn giết bọn họ, không khác gì giết chết một con kiến, tôi hiểu dám vô lễ với Mạc Phàm như vậy. Làm càn! Tôn Huyền Cơ nổi giận quát, bàn tay vung lên. Một tiếng răng rắc vang lên, tiếng xương cốt gãy truyền từ đầu gối Tôn Thiên Long ra. Hai chân Tôn Thiên Long chạm xuống mặt đất. A, tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết vang lên. Khuôn mặt anh Tuấn của Tôn Thiên Long đỏ bừng, hơi giật giật. Bầu không khí xung quanh cứng ngắc. Khuôn mặt tinh xảo của Lục Kỳ tái mét trong chớp mắt. Ánh mắt những người khác nhìn Mạc Phàm không còn khinh bỉ, khinh thường và coi nhẹ như trước, mà là kính sợ và tò mò. Tiểu tử này là ai, vậy mà ông nội Tôn Đại Sư tự mình ra tay, đánh gãy chân Tôn Đại Sư. Mạc Đại Sư, tính cách cháu nội tôi không tốt lắm, mong Mạc Đại Sư không chấp nhặt với thằng bé. Tôn Huyền Cơ ngắt lời Tôn Thiên Long, không thèm quan tâm đến anh ta, cung kính nói với Mạc Phàm. Tông sư Như Long, vô lễ với tông sư, chẳng khác nào mạo phạm vảy ngược của rồng, nếu bây giờ ông ta không đánh gãy chân Tôn Thiên Long, đợi Mạc Phàm ra tay hẳn là phải chết. Cháu nội ông đâu chỉ đắc tội tôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tôn Huyền Cơ lập tức cảm thấy hồi hộp. Sắc mặt vô cùng khó coi. Tiểu Long,
cháu đã làm cái gì, nói cho ông biết. Tôn Huyền Cơ lạnh lùng nói. Ông ta đã đánh gãy chân cháu nội ông ta, Mạc Phàm vẫn không có ý định tha thứ như trước, xem ra cháu ông ta mạo phạm Mạc Phàm không nhẹ. Em gái cậu ta bảo cháu xem bói cho, cháu tính giúp cô ta, cháu sai sao? Tôn Thiên Long cố nén đau đớn, nghiến răng nói. Trong đáy mắt anh ta là lửa giận, gần như sắp phun ra nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Anh ta thân là đại thiếu Tôn gia, hơn 20 tuổi đã mở thiên cơ nhãn, có thể nói thiên phú sau người cao nhất là ông nội anh ta. Anh ta được nhận định là gia chủ đời sau của Tôn gia, trên dưới Tôn gia đều coi anh ta như hòn ngọc quý. Có ai ngờ vì người ngoài, lại bị ông nội ruột đánh gãy chân, còn trước mặt nhiều người như thế. Anh tính xong mệnh chưa? Mạc Phàm tiếp tục hỏi. Tôi, Tôn Thiên Long nhíu mày, nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của ông nội, lập tức không dám nói lời nào. Anh ta có thể lừa những người khác ở đây, nhưng không lừa được ông nội anh ta và Diệp Thiên Tinh bên cạnh. Tôi nói thay anh đi, nếu tôi không quỳ lạy từ nơi này đến Linh Ẩn Tự xuất gia, và cả Mạc gia tôi phải sửa họ, em gái tôi sẽ vì tôi sống không tới 30 tuổi, cha mẹ tôi cũng không sống quá 10 năm, như vậy đúng chưa? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Cái gì? Mặt Tôn Huyền Cơ xám như cho tàn, mồ hôi chảy liên tục từ trán xuống. Bảo Mạc Phàm quỳ lạy từ đây đến Linh Ẩn Tự xuất gia, là khiến nhà Mạc Phàm tuyệt hậu, bảo Mạc gia sửa họ, đây tuyệt đối là vũ nhục lớn nhất của một gia tộc. Đúng rồi, còn kiện pháp khí nữa, chỉ cần tôi dựa theo lời anh nói mà làm, đeo kiện pháp khí này lên người, cả nhà có thể bình yên vô sự, đúng không? Mạc Phàm giơ tay lên, không biết miếng ngọc phù của Tôn Thiên Long xuất hiện trong tay hắn lúc nào. Tôn Huyền Cơ liếc mắt nhìn ngọc phù một cái, dù ông ta là Tiên Thiên Tông Sư, cũng có kích động muốn thổ huyết, mồ hôi rơi như mưa. Pháp khí này tên là Thanh Tâm Phù, không phải bùa dùng bảo mệnh gì. Thanh Tâm Kinh bên trong làm người đeo bình tâm tĩnh khí, vô dục vô cầu, đưa cho người tâm chứng có vẻ nghiêm trọng, có thể khiến người này bình yên đi vào giấc ngủ. Người bình thường đeo, không khác gì tẩy não, tai hại vô ích. Tôn Thiên Long đưa cái này cho Mạc Phàm, không phải bảo vệ tính mạng Mạc Phàm, mà là muốn chết, muốn Tôn gia bọn họ chết. Tiểu Long, cháu biết Mạc Đại Sư này là ai không? Tôn Huyền Cơ hỏi. Cậu ta là ai thì sao chứ, chẳng lẽ Tôn gia chúng ta còn sợ cậu ta sao? Tôn Thiên Long tức giận nói. Tôn gia bọn họ có hai người chân nhân, một người võ đạo tông sư, tu sĩ trúc cơ kỳ có mấy chục người, thực lực như vậy coi như là đứng đầu hoa hạ, cần sợ một đứa bé chưa tới 20 tuổi sao? Hai, bên cạnh Tôn Huyền Cơ, Diệp Thiên Tinh thở dài. Tôn Huyền Cơ lại lắc đầu, trong mắt đều là thất vọng. Cậu ấy là Mạc Đại Sư danh chấn Đông Hải, Thiên Thành Diệt dùng một quyền phế ông năm đó, ba ngày trước bại trên tay cậu ấy, cháu nói xem Tôn gia chúng ta có sợ cậu ấy không? Những lời này vang lên, cả lâu ngoại lâu lặng ngắt như tờ. Cậu ta là Mạc Đại Sư danh chấn Đông Hải. Mấy chữ đơn giản, nhưng như Thái Sơn đặt trên lâu ngoại lâu. Một đám người vây xem không còn ai dám xen mồm vào. Lục Kỳ không tự chủ được lùi về sau hai bước, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch. Gần đây cô ta luôn ở đoàn làm phim, quay phim điện ảnh mới với một đại lão Hong Kong, không có thời gian để ý chuyện Mạc Phàm. Có ai ngờ lúc này mới qua bao lâu, vậy mà Mạc Phàm đánh bại một cao thủ khác của Thanh Bang, ngay cả Tiên Thiên Tông Sư của Tôn gia cũng không phải đối thủ. Lần trước Mạc Phàm bỏ qua cho cô ta một lần ở Đông Hải, lần này. Thân thể Tôn Thiên Long càng run lợi hại hơn. Như bị sét đánh. Sao anh ta có thể không biết Mạc Đại Sư Đông Hải, chuyện Mạc Đại Sư quyết đấu với Thiên Thành Diệt sớm đã lan truyền khắp Hoa Hạ, anh ta vốn định đi theo ông nội để mở mang kiến thức. Tôn gia vì suy nghĩ cho an toàn của anh ta, phái anh ta đến Tây Hồ đàm phán với Lục gia. Nhưng anh ta không ngờ đứa trẻ còn ít tuổi hơn anh ta, lại là Mạc Đại Sư trong truyền thuyết. Cậu ta là Mạc Đại Sư Đông Hải sao? Tôn Thiên Long lắp bắp hỏi. Nếu tiểu tử này thật sự là Mạc Đại Sư, vậy thì đáng sợ rồi. Gần đây Mạc Phàm đang đứng đầu ngọn gió, diệt hoàng gia, diệt phu thần giáo, lại đánh bại Thiên Thành Diệt, trên cơ bản người nào trêu chọc người đó chết. Nghiệt chướng, bây giờ cháu biết sai chưa? Tôn Huyền Cơ tức giận nói, biểu cảm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cháu, cậu ta là Mạc Đại Sư thì sao, cháu không tính sai mà, quả thật cha mẹ cậu ta sống không quá 10 năm. Em gái cậu ta sống không tới 30 tuổi,
cho dù phương pháp cháu đưa cho cậu ta không giải quyết được vấn đề, cũng có thể chắn một cái, cháu không sai. Tôn Thiên Long ngẩng đầu, không khuất phục nói. Cho dù anh ta cố ý đùa giỡn Mạc Phàm thì sao, anh ta thấy mình không sai chút nào. Ngoài ra anh ta là đại thiếu Tôn gia, có khi nào nhận lỗi với người ta? Cho dù người này là Mạc Đại Sư, cũng đừng mơ. Mạc Phàm này có thể giết anh ta sao? Mạc Phàm này dám động vào một cọng lông của anh ta nhất định sẽ cho cậu ta biết chỗ đáng sợ của Tôn gia. Cháu còn cãi à? Tôn Huyền Cơ tức giận đến mức nổi trận lôi đình, ống tay áo vung lên, một đạo kình khí bay ra. Biết rõ đối phương là Mạc Đại Sư, còn không chịu nhận sai, đây không phải tự tìm đường chết thì là gì? Tiếng tát bốp, vang lên, mặt Tôn Thiên Long quay vào trong, một dấu bàn tay màu đỏ xuất hiện trên mặt Tôn Thiên Long. Mạc Đại Sư, Liệt Tôn kiêu căng quen rồi, nhưng bản tính không xấu, mong Đại Sư cho thằng bé một cơ hội. Tôn gia chúng tôi nhất định sẽ cho Mạc Đại Sư câu trả lời hài lòng. Tôn Huyền Cơ thành khẩn nói. Ông cảm thấy có khả năng sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tôn Huyền Cơ một cái, lạnh lùng hỏi. Mạo phạm hắn phải chết, mạo phạm người nhà hắn càng phải chết. Tôn gia thì sao chứ? Chuyện này. Trong lòng Tôn Huyền Cơ trầm xuống, quả đấm nắm chặt. Tôn gia bọn họ đến thế hệ Tôn Thiên Long chỉ có một nam đinh, bình thường bị chiều hư. Nếu cứ chết ở đây như vậy, thật sự là tuyệt hậu rồi. Thế nào, ông cũng muốn thử thực lực của tôi sao? Mạc Phàm nhướng mày, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tôn Huyền Cơ, khí tức mạnh như rồng lộ ra, như núi như biển. Bùm, cả lâu ngoại lâu căng thẳng, hô hấp của mọi người khó khăn. Sắc mặt Tôn Thiên Long, Lục Kỳ lại khó coi hơn. Đồng tử Tôn Huyền Cơ co rụt lại, tràn đầy vẻ sợ hãi. Trong chớp mắt, ông ta có cảm giác như mình bị người ta đóng đinh trên thập tự giá, Mạc Phàm biến thành một pho tượng thần linh bừng tỉnh, nhìn ông ta từ trên cao xuống như nhìn một con kiến. Chỉ cần một ý niệm trong đầu Mạc Phàm, có thể nghiền nát ông ta. Chuyện này, ông ta run rẩy, trong chớp mắt mồ hôi ướt đẫm lưng. Một ánh mắt đã đáng sợ đến thế, nếu thực sự ra tay, sẽ khủng bố bao nhiêu. Cuối cùng bây giờ ông ta cũng hiểu, vì sao Thiên Thành Diệt muốn chạy trốn. Không dám, quả thật chuyện này là lỗi của Tiểu Long, Mạc Đại Sư muốn trừng phạt Tiểu Long là đúng, nhưng Lão Hủ mặt dày mong Mạc Đại Sư nể mặt, Lão Hủ nguyện ý nhận phạt thay Tiểu Long. Tôn Huyền Cơ không do dự nói. Mạc Đại Sư, nếu anh cảm thấy không đủ, thêm Tiểu Tinh vào nữa. Trong mắt Diệp Thiên Tinh buộc tóc sừng dê lóe sáng ánh sáng dị thường, cũng nói theo. Cả nhà Mạc Phàm nhíu mày, không nói gì thêm. Hai người này cầu xin tha thứ nhìn thì rất đáng thương. Nhưng nếu Mạc Phàm không đủ thực lực, ai sẽ bỏ qua cho Mạc gia bọn họ? Lâu ngoại lâu lại yên tĩnh. Anh tha cho bọn họ đi, ông nội và chị gái này nhìn không giống người xấu. Tiểu Vũ chớp chớp mắt, lắc lắc tay Mạc Phàm, ngây ngô nói. Mạc Phàm nheo mắt, nhìn thoáng qua Tiểu Vũ, lúc này ánh mắt mới dịu dàng hơn. Hắn véo má Tiểu Vũ, thở dài, Tiểu Vũ đúng là quá mềm lòng. Nhưng nếu Tiểu Vũ mở miệng, đừng nói bảo hắn không giết một người, bảo hắn hái sao cũng được. Nể mặt em gái tôi có thể không giết anh ta. Tôn Huyền Cơ và Diệp Thiên Tinh thở phào một hơi, nhìn về phía Tiểu Vũ đầy cảm kích. Cảm ơn Mạc Đại Sư và Mạc Cô Nương khoan hồng độ lượng. Nhưng không phải Tôn gia ông tính rất chuẩn sao? Giọng điệu của Mạc Phàm lạnh nhạt, tiếp tục nói. Nể mặt Tiểu Vũ, hắn không giết Tôn Thiên Long, nhưng hắn sẽ không bỏ qua. Nếu mạo phạm người nhà của hắn, nhất định phải chịu trừng phạt. Sắc mặt Tôn Huyền Cơ trầm xuống, nói. Mạc Đại Sư quá khen, đó đều là giang hồ tung tin vịt, mệnh số quỷ dị khó lường, không tồn tại chính xác tuyệt đối. Thiên cơ nhãn của Tôn gia ông luôn đúng phải không? Chuyện này là thật. Tôn Huyền Cơ nói thẳng. Tôi sẽ không dùng bất luận pháp thuật, thần thông gì, chỉ cần cháu nội ông dùng thiên cơ nhãn tính cho tôi một chút. Nói xem số mệnh của tôi thế nào, chuyện hôm nay tôi không so đo nữa. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Không phải Tôn Thiên Long nói anh ta không tính sai sao, vậy thì để anh ta tính xem. Xem Tôn gia này có thể tính được mệnh của y tiên bất tử hắn hay không. Cậu chắc chắn không dùng pháp thuật, thần thông, để tôi đoán mệnh. Tôn Thiên Long nhướng mày, kinh ngạc vui mừng nói. Khí tức vừa rồi của Mạc Phàm, quả thật khiến anh ta sản sinh sợ hãi.
Anh ta tưởng rằng Mạc Phàm dùng biện pháp khác giết anh ta, ai biết chỉ là đoán mệnh. Chỉ bảo anh ta dùng thiên cơ nhãn một lúc mà thôi, chuyện này có đáng là gì? Tiểu Long, làm càn. Tôn Huyền Cơ quát lớn, cho dù chỉ xem mệnh cho Mạc Phàm, nhưng trên mặt ông ta vẫn hiện lên lo lắng như trước. Nhưng Mạc Phàm đã nói đến nước này, nếu ông ta lại từ chối, thì đúng là không biết điều. Mong Mạc Đại Sư thủ hạ lưu tình, Tôn gia tôi chỉ có thằng bé là hậu nhân. Tôn Huyền Cơ cúi đầu khẩn cầu nói. Nếu tôi muốn giết các người, không cần dùng thủ đoạn bỉ ổi, cũng không cần bất luận lý do gì, bắt đầu đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tuy Tôn Huyền Cơ này có tu vi tiên thiên trung kỳ, nhưng từng chịu thương tổn, nên yếu hơn thiên thành diệt rất nhiều, giết ông ta căn bản không cần phí công sức. Còn Tôn Thiên Long và Diệp Thiên Tinh, lại càng chỉ là một ý niệm trong đầu hắn. Vậy cậu nhìn thật kỹ thiên cơ nhãn của Tôn gia chúng tôi đi. Tôn Thiên Long cười gằn nói, trong đáy mắt anh ta hiện lên lạnh lẽo. Thầy bói toán tính mệnh là cảnh giới thứ nhất, thay đổi là cảnh giới thứ hai, sau khi thay đổi còn có cảnh giới đoạt. Anh ta đã đến cảnh giới thứ hai, đợi anh ta tính ra mệnh Mạc Phàm, thay đổi một chút. Gì mà Mạc Đại Sư danh chấn Đông Hải, chuẩn bị hối hận đi. Thiên cơ, khóe miệng anh ta nhếch lên, cười khẽ, hai chữ vang lên, trong mắt anh ta lóe lên dị sắc. Hai mắt anh ta trống rỗng, nhìn về phía Mạc Phàm. Ánh mắt anh ta vừa nhìn Mạc Phàm, tươi cười trên mặt anh ta cứng đờ trong chớp mắt, biểu cảm cũng nghiêm trọng hơn, cả người ngây ra như phỗng. Nghịch, nghịch, miệng anh ta há to, không nói hết câu. Phịch, anh ta giống như bị sét đánh, nghiêng sang một bên, như bùn lầy té trên đất. Hai hàng huyết lệ như con run, chảy từ trong mắt anh ta xuống gò má. Trong lâu ngoại lâu yên tĩnh đến mức quỷ dị. Đây là mệnh gì? Tiểu Long. Vẻ mặt Tôn Huyền khi thay đổi, ống tay áo vung lên, chân khí như dây thừng kéo Tôn Thiên Long lại. Hai ngón tay trắng nõn của Diệp Thiên Tinh để ở cổ Tôn Thiên Long, khuôn mặt nhỏ nhắn thay đổi theo. Ông nội, anh Thiên Long chỉ bị hôn mê, chữa trị sẽ tỉnh lại, nhưng có lẽ mắt hỏng rồi. Vẻ mặt Tôn Huyền Cơ sửng sốt, lúc này sắc mặt mới dịu đi. Cảm ơn Mạc Đại Sư thủ hạ lưu tình. Mọi người xung quanh đều hít vào một hơi khí lạnh, vẻ mặt khó mà tin. Vừa rồi Tôn Thiên Long còn rất tốt, liếc mắt một cái biết số mệnh của con người, bói toán như thần. Nhưng chỉ liếc nhìn Mạc Phàm một cái, hai mắt chảy máu, biến thành người mù. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy thầy bói toán xem mệnh cho người ta, có thể tính đến trình độ này. Rốt cuộc Mạc Đại Sư này có mệnh gì? Ngoại trừ người Mạc Gia Gia, ánh mắt những người khác liếc Mạc Phàm một cái lại nhanh chóng rời đi, hay cúi đầu. Sợ nhìn nhiều một lần, sẽ có kết cục như Tôn Thiên Long. Cảm ơn thì không cần, ông tính giúp tôi xem. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chuyện này, sắc mặt Tôn Huyền Cơ mới khá hơn lại thay đổi. Vừa rồi cháu nội ông ta chỉ nói một chữ nghịch, nhưng ông ta đã đoán được số mệnh của Mạc Phàm. Bách thế luân hồi, vạn chung vô nhất, mệnh nghịch thiên. Loại mệnh này mấy trăm năm không có một người, lần trước xuất hiện là lúc Tôn gia bọn họ chưa lánh đời. Lúc ấy Tôn gia bọn họ xuất hiện thiên tài, 16 tuổi đã mở thiên cơ nhãn, 18 tuổi đạt tới cảnh giới tiên thiên. Là thiên tài đứng đầu gần trăm năm của Tôn gia bọn họ, ngay cả hoàng đế cũng phong cho vị thiên tài của Tôn gia bọn họ là tiểu thiên sư. Tôn gia bọn họ khí thế, phong quang vô hạn một lần, có dấu hiệu là thế gia đứng đầu hoa hạ. Thậm chí thiên tài Tôn gia bọn họ thông qua thiên cơ nhãn tiên đoán, chưa đến 5 năm Tôn gia bọn họ sẽ thành thế gia mạnh nhất hoa hạ. Ai biết lúc này hoa hạ xuất hiện một đứa bé không bình thường. Nghe nói đứa nhỏ này mới sinh ra đã nói chuyện. 3 tuổi tu đạo, 8 tuổi đến cảnh giới tiên thiên. Thiên tài Tôn gia bọn họ tìm tới người này, khiếu chiến với người ta. Kết quả kỳ tài ngút trời của Tôn gia bọn họ chỉ liếc mắt nhìn đứa bé này một cái, chảy máu thất khiếu mà chết. Trước khi chết nói 5 chữ. Mệnh nghịch thiên, trích tiên. Tôn gia bọn họ vì thế lánh đời trăm năm, sợ trích tiên này trả thù. So với thiên tài Tôn gia bọn họ, Mạc Phàm chỉ hủy đôi mắt cháu nội ông ta. Quả thật là thủ hạ lưu tình rồi. Mạc Đại Sư, mệnh của cậu không cần phải coi đâu. Tôn Huyền Cơ khó xử nói. Bảo ông ta tính mệnh, đây chẳng khác nào lấy mạng ông ta. Mệnh của tôi, tất nhiên không cần ông tính, ông coi cho vị Lục đại tiểu thư này đi. Ánh mắt lạnh lùng của Mạc Phàm nhìn về phía Lục Kỳ,
Tôn Thiên Long đã nhận trừng phạt, Lục Kỳ chạy kiểu gì? Lần trước ở Đông Hải, hắn đã bỏ qua cho Lục Kỳ một lần. Lần này xem Lục Kỳ có mệnh sống sót hay không. Đôi mắt Lục Kỳ âm tình bất định, thân thể run rẩy. Tôn Thiên Long là đại thiếu Tôn gia, có Tôn Huyền Cơ ở bên cạnh cầu tình, vẫn bị Mạc Phàm hủy đôi mắt. Cô ta trêu chọc Mạc Phàm hai lần, sẽ có kết cục gì? Không chỉ có cô ta, vẻ mặt Lục Thiên ở bên cạnh cũng ngẩn ra. Chuyện Lục Kỳ với Mạc Phàm ở Đông Hải, tất nhiên ông ta biết. Chuyện tối nay, chỉ hơi suy nghĩ cũng biết được, chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến con gái ông ta. Mạc Đại Sư, tôi là cha Tiểu Kỳ, có phải trong này có hiểu lầm gì không? Mắt ông ta hơi híp lại, đi lên trước cười nịnh nọt nói. Mạc Phàm yên lặng liếc Lục Thiên một cái, lạnh lùng hỏi. Lần một là hiểu lầm, lần hai thì sao? Hiếm khi Lục Thiên luống cuống tay chân, tươi cười trên mặt ông ta cứng đờ, nhưng vẫn miễn cưỡng cười vui. Tiểu Kỳ còn nhỏ tuổi, quả thật có chút không hiểu chuyện, cũng bị tôi làm hư, mong Mạc Đại Sư giơ cao đánh khẽ, cho con bé một cơ hội. Ý của ông là còn trẻ nên có thể mạo phạm tôi liên tục, hay là nói, ông muốn chịu phạt thay con gái mình? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, hỏi. Chuyện này. Lục Thiên chau mày, lộ ra vẻ khó xử. Hiện giờ Lục Kỳ là minh tinh hạng B ở Hoa Hạ, con đường ngôi sao vô hạn. Có Lục Kỳ ở đây, chưa tới 10 năm, không phải Lục gia không thể danh chấn Hoa Hạ. Nhưng bảo ông ta nhận trừng phạt thay Lục Kỳ, làm sao có thể? Ông ta mới 40 tuổi, ông ta hoàn toàn có thể sinh thêm mấy người, thay thế Lục Kỳ. Mạc Đại Sư nói đùa rồi, cả Hoa Hạ có ai dám mạo phạm cậu, hay là như vậy đi, Mạc Đại Sư cứ ra giá, chỉ cần Mạc Đại Sư đồng ý tha cho con gái tôi, bảo tôi đưa bao nhiêu tiền cũng được. Lục Thiên tránh nặng tìm nhẹ nói. Ông có rất nhiều tiền sao? Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, hỏi ngược lại. Hiện giờ tiền bạc đối với hắn mà nói, chỉ là con số. Hắn dùng chút y thuật, công pháp, luyện chế một số pháp khí, bất luận là cái nào cũng kiếm được rất nhiều tiền. So với những con số không có ý nghĩa gì, hắn càng nguyện ý có cửu báo cửu, có tức thì chút giận, không, không, tôi không có ý này. Sắc mặt Lục Thiên thay đổi, vội vàng nói. Tôn Đại Sư, ông có thể bắt đầu rồi. Mạc Phàm không để ý đến Lục Thiên nữa, nói với Tôn Huyền Cơ. Dạ, Mạc Đại Sư. Trong mắt Tôn Huyền Cơ xuất hiện màu xám trắng quỷ dị, nhìn về phía Lục Kỳ. Nhìn con người trống rỗng của Tôn Huyền Cơ, sắc mặt Lục Thiên và Lục Kỳ rất khó coi. Nhất là Lục Kỳ, như tù nhân sắp lên pháp trường, sắc mặt cô ta trắng bệch, đứng cũng không đứng vững, trong lòng vô cùng hối hận. Sớm biết Mạc Phàm trở nên đáng sợ như vậy, cho dù nơi này là Tây Hồ, địa bàn Lục gia cô ta, chắc chắn cô ta cũng không đi trêu chọc Mạc Phàm. Cha, cứu con. Trong mắt Lục Kỳ đều là cầu xin, nhìn về phía Lục Thiên. Ở trong này, người duy nhất có thể cứu cô ta là cha cô ta. Sắc mặt Lục Thiên trầm xuống, không phải ông ta không muốn cứu Lục Kỳ. Dù sao Lục Kỳ cũng là con gái ông ta, nói không có chút tình cảm chắc chắn không có khả năng. Nhưng Mạc Phàm có thể giết cao thủ Thanh Bang, giết hai bọn họ không khác gì giết một con kiến. Kết quả thế nào? Mạc Phàm hỏi. Con đường ngôi sao của Lục tiểu thư sáng lạn, nhưng mệnh phạm vào kiếp đào hoa, khi 30 tuổi có đại kiếp nạn, nếu không thoát khỏi, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mắt Tôn Huyền Cơ trở về bình thường, nói thẳng. Con đường ngôi sao sáng lạn. Mấy chữ này lọt vào tai Mạc Phàm, khiến Mạc Phàm nghĩ đến một chuyện. Kiếp trước Giang Nam có một minh tinh tên là Lục Kỳ, vì tích lũy tài phú, dụ dỗ một phú hào từng kết hôn. Hẹn hò không lâu. Không chỉ khiến phú hào thê ly tử tán, lừa gạt hết tài sản của phú hào này, còn dẫm đạp phú hào dưới chân. Phú hào này dưới cơn giận dữ, tự sát ở công ty Lục Kỳ. Chuyện này qua không lâu, Lục Kỳ vì tai nạn xe cộ mà chết. Sau đó lộ ra ánh sáng, đây không phải là lần đầu tiên Lục Kỳ sử dụng biện pháp lừa gạt tài sản người khác. Tai nạn xe cộ cũng không phải ngoài ý muốn, là vợ phú hào tự sát gây ra. Xem ra Lục Kỳ kia là cô ta. Hôm nay cô không có số kiếp phải chết, tôi có thể không giết cô, nhưng cô chọc tôi liên tục, tôi cũng không thể tha thứ cho cô đến linh ẩn tự xuống tóc làm ni cô đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Thân thể Lục Kỳ run rẩy như bị sét đánh. Cô ta không khiến Mạc Phàm xuất ra đổi họ được, cuối cùng mình phải xuống tóc làm ni cô.
Cô ta mới quay một bộ phim điện ảnh và truyền hình, chỉ cần phim điện ảnh chiếu trên mạng, cô ta có thể tiến quân một đường là minh tinh. Bảo cô ta xuống tóc làm Nico, tương đương bảo cô ta bỏ xuống tất cả vinh quang, phú quý, không bằng giết cô ta đi. Không, tôi không muốn, tôi không muốn. Lục Kỳ bối rối nói. Không xuống tóc làm Nico, vậy cô đi. Mạc Phàm chưa dứt lời, không thấy hắn cử động một ngón tay, chỉ dùng ý niệm. Mắt Lục Kỳ mở to, đôi mắt nhanh chóng mất đi ánh sáng. Phịch, sau Tôn Thiên Long, cô ta cũng ngã trên đất. Mấy chữ từ miệng Mạc Phàm thốt ra. Nếu thiên mệnh không cho cô chết, vậy tôi sẽ cho cô chết. Trong lâu ngoại lâu, mọi người lại hít thở không thông. Lục Kỳ đã chết rồi sao? Một bác gái nhìn Lục Kỳ ngã xuống đất, miệng há to, vội vàng che miệng lại. Một người đàn ông đang bưng ly rượu để trên môi, nhưng như quên phải uống rượu, mãi mà không có cử động. Sắc mặt mọi người xung quanh kỳ lạ. Mạc Phàm không làm gì, cũng không động một ngón tay, vậy mà Lục Kỳ chết đi. Chuyện này cũng quá đáng sợ rồi. Một câu giết người. Dùng đao súng giết người, bọn họ từng thấy không ít ở trên TV, không có gì kỳ lạ. Dùng lời nói giết người, tuyệt đối là lần đầu tiên, tuy bọn họ tận mắt nhìn thấy, nói ra cũng không có ai tin. Mạc đại sư này là người sao? Sau khi yên tĩnh một lát, không ít người không dám liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, vội vàng rời đi. Lục Kỳ là đại minh tinh thành phố Tây Hồ, đại tiểu thư Lục gia, cô ta xảy ra chuyện, chắc chắn có không ít phiền phức. Mạc Phàm là đại sư có thể dùng lời nói giết người, càng đáng sợ hơn, hai người này không thể đắc tội, vẫn nên nhanh rời đi thì tốt hơn. Tôn Huyền Cơ và Diệp Thiên Tinh từng thấy đại chiến giữa Mạc Phàm và Thiên Thành Diệt, lúc này vẫn vô cùng khiếp sợ. Vừa rồi bọn họ căn bản không cảm nhận được linh khí dao động trên người Mạc Phàm, vậy mà Lục Kỳ chết rồi. Người khác không biết, nhưng sao hai bọn họ có thể không biết được, giết người bằng thần niệm. Thần niệm khó rèn luyện hơn linh khí, thân thể rất nhiều, bởi vì thần niệm vô hình vô tướng, không thể nào nắm lấy, có một số người đến cuối đời, vẫn không thể chạm đến cánh cửa thần niệm. Vậy mà Mạc Phàm mài thần niệm đến tình hình có thể giết người, chỉ riêng điểm này, Mạc Phàm là người bọn họ không thể so được. Hai mắt Lục Thiên ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Lục Kỳ ở trên đất, sắc mặt âm trầm có thể vặn ra nước, cả người như hóa đá, cũng không nhúc nhích. Rất lâu sau, Lục Thiên cố nặn ra tươi cười vui vẻ, làm tư thế mời. Mạc đại sư, đã chuẩn bị xong thuyền rồng rồi, mời mọi người lên thuyền rồng ăn cơm, tôi còn một số việc phải xử lý, đợi xử lý xong, tôi nhất định sẽ gặp mặt bồi tội. Bồi tội thì không cần, muốn báo thù thì cứ việc tới. Sắc mặt Mạc Phàm như thường nói. Mạo phạm hắn là Lục Kỳ, không liên quan gì đến Lục gia. Lục Thiên có thể báo thù, nhưng không cần giải thích. Sắc mặt Lục Thiên lập tức xanh mét, ông ta ngay cả sinh tử của Lục Kỳ còn không quản, vốn định bám víu vào Mạc Phàm, không ngờ vẫn bị Mạc Phàm từ chối. Ông ta không dám cưỡng cầu nữa, ý của đại sư không thể làm trái, nếu không ông ta sẽ có kết cục như con gái ông ta. Không dám, không dám, con gái tôi là trừng phạt đúng tội. Lục Thiên nghiến răng nói, trong mắt chớp lóe âm độc. Mạc đại sư, lão hủ có thể lên thuyền uống chén nước được không? Tôn Huyền Cơ cung kính nói. Bọn họ đợi ở Đông Hải 3 ngày, không đợi được Mạc Phàm. Nếu gặp được ở đây, tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội. Ông nội, ông và chị gái này đi cùng đi. Mạc Phàm còn chưa mở miệng, Tiểu Vũ giống như rất có hảo cảm với hai người, nhiệt tình nói. Tôn Huyền Cơ liếc mắt nhìn Mạc Vũ đầy cảm kích, vừa rồi nếu không nhờ Mạc Vũ, không biết cháu nội ông ta sẽ có kết cục gì. Nhưng ông ta vẫn nhìn về phía Mạc Phàm trưng cầu ý kiến. Đi cùng đi. Mạc Phàm nắm tay Tiểu Vũ, xoay người rời đi. Cả nhà Mạc Phàm rời khỏi lâu ngoại lâu, trong lâu ngoại lâu tụ tập không ít vệ sĩ, hạ nhân, không ai dám đứng ra ngăn cản. Mệnh không giữ được, một câu giết người, người này căn bản không thể trêu chọc, ai dám ngăn cản. Cả nhà Mạc Phàm rời khỏi lâu ngoại lâu không lâu, trong phòng bệnh viện tư nhân xa hoa ở thành phố Tây Hồ. Một bác sĩ trung niên mặc áo dài trắng kiểm tra cho Lục Kỳ xong, tháo khẩu trang xuống, lắc đầu với Lục Thiên đầy tiếc nuối. Lục Tổng, não Lục Tiểu Thư đã chết, chỉ sợ cả đời này không tỉnh lại, não chết là sao? Lục Thiên nắm lấy áo dài trắng của bác sĩ, tức giận nói. Lục Tổng nén bi thương, não chết là bộ phận thần kinh của não chết,
đại não ở trong trạng thái ngủ say, nhưng trái tim vẫn còn đập, như người sống thực vật. Bác sĩ này vội vàng giải thích. Ý của ông là không cứu được sao? Lục Thiên giận dữ hét, như nổi điên. Ông ta mặc kệ não chết hay tim chết, ông ta đã không còn khả năng bám vào Mạc Phàm. Bây giờ ông ta muốn biết con gái ông ta đầu tư hơn 1.000 vạn, còn có thể sống lại không? Trừ phi đến tìm Mạc Phàm thần y thành phố Đông Hải, nếu không chỉ có thể đợi kỳ tích. Bác sĩ kia nơm nớp lo sợ nói. Mạc Phàm không chỉ giải trừ bệnh truyền nhiễm Super Sir, ngay cả ung thư cũng có thể chữa trị được, nếu có người khiến người sống thực vật tỉnh lại, có khả năng chỉ có Mạc Phàm Đông Hải. Mạc Phàm. Nghe thấy tên này, trong mắt Lục Thiên chớp lóe sắc bén. Mạc Phàm và Mạc Đại Sư là một người, con gái ông ta bị Mạc Phàm biến thành như vậy, sao Mạc Phàm có thể cứu con gái ông ta? Lúc này một người đàn ông trung niên mặc kiểu áo tôn trung sơn, vẻ mặt như bị bệnh lâu năm đi tới. Ông chủ, tôi vừa nhận được chút tin tức, có lẽ có thể cứu được tiểu thư. Tin tức gì? Lục Thiên nhướn mày hỏi. Hôm nay thành phố Tây Hồ có một số lính đánh thuê và một đám hắc y nhân đến, hình như là tới vì Mạc Đại Sư. Người đàn ông này nói. Vậy thì thế nào, không phải cậu không thấy bản lĩnh của Mạc Phàm? Lục Thiên hơi híp mắt, bất mãn nói. Ông ta tưởng rằng là tin tức tốt gì, ai biết chỉ là chuyện này. Mạc Phàm mở miệng cũng có thể giết người, chắc chắn tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Nếu không Mạc Phàm giết con gái ông ta có thể mặc kệ chắc, không phải là vì Mạc Phàm quá đáng sợ. Đám người này cũng không đơn giản. Đám lính đánh thuê là lính đánh thuê cấp S, tên là Lucifer, danh xưng ma vương phía Tây, đám hắc y nhân là sát thủ, cũng là cấp S, một đám người như vậy, không thể giết được Mạc Đại Sư sao? Lính đánh thuê và sát thủ không phải dựa theo hậu thiên, nội kinh, tiên thiên, mà dựa theo độ khó nhiệm vụ để tính, độ khó nhiệm vụ chia là C, B, A, S, SS, theo thứ tự càng ngày càng khó. Bất luận là nhiệm vụ cấp S nào cũng không đơn giản hơn ám sát một tiên thiên tông sư, phải hoàn thành 3 nhiệm vụ cấp S mới được xem như cấp S, cho nên trên địa cầu không có nhiều lính đánh thuê và sát thủ cấp S. Huống hồ những người này đều sống trong tối, Mạc Phàm mạnh thì thế nào, gặp những sát thủ như vậy, cũng đều phải chết. Một đám lính đánh thuê cấp S và một đám sát thủ cấp S sao? Lục Thiên nhướn mày, lặp lại. Nếu chúng ta nói tin tức này cho Mạc Đại Sư, rất có khả năng cậu ta sẽ bỏ qua cho tiểu thư, nói không chừng chúng ta còn bám được vào Mạc Phàm. Người đàn ông như bị bệnh giải thích. Lục Thiên nhíu mày suy nghĩ một lát, bỗng nhiên cười nham hiểm. Bọn họ nói tin tức này cho Mạc Phàm cảm kích thì khỏi phải nói, nhưng bọn họ có thể trở thành đối tượng của những sát thủ kia, mất nhiều hơn được. Mạc Phàm dám đối xử với Lục gia bọn họ như thế, làm Lục gia bọn họ mất sạch thể diện ở thành phố Tây Hồ. Phản kích tốt nhất là khiến Mạc Phàm chết ở thành phố Tây Hồ. Có lẽ người biết thì không sao, người không biết còn tưởng Mạc Phàm đắc tội Lục gia bọn họ chết ở Tây Hồ, sau này còn ai dám bất kính với Lục gia Tây Hồ bọn họ. Không cần, tôi cảm thấy vẫn nên để Mạc Phàm chết ở Tây Hồ tốt hơn. Vậy đại tiểu thư làm sao bây giờ? Sắc mặt người đàn ông như bị bệnh thay đổi. Lục Thiên nói như vậy, rõ ràng là mặc kệ Lục Kỳ. Con bé sao? Lục Thiên liếc mắt nhìn Lục Kỳ một cái, hừ lạnh một tiếng. Gây ra họa lớn như vậy, ở trong này hối lỗi đi, sau này thân phận của nó sẽ do Tiểu Tuyết thế thân. Chuyện này, người đàn ông như bị bệnh lộ vẻ khó xử. Lục Tuyết là em gái song sinh của Lục Kỳ, bộ dạng hai người giống nhau như đúc, Lục Tuyết luôn được Lục gia che giấu, tuyên bố với bên ngoài chỉ có một đứa con gái là Lục Kỳ, chính là vì ứng phó chuyện như vậy. Ông ta vốn không nghĩ sẽ có ngày này. Không ngờ vẫn đi đến bước này. Nhà giàu có thật vô tình. Hai, người đàn ông như bị bệnh nhìn Lục Kỳ nằm trên giường, thở dài bất đắc dĩ, cũng rời đi. Tây Hồ, cả nhà Mạc Phàm lần lượt đi lên thuyền rồng. Thuyền rồng có 3 tầng, là thuyền rồng phỏng theo thuyền du lịch của Hoàng đế thời cổ. Trên thuyền răng đèn kết hoa, trang trí tráng lệ, không khác gì thuyền du lịch của Hoàng đế. Thuyền rồng vừa mới lái đi, liền hấp dẫn không ít người vây xem chụp ảnh. Trong khoang thuyền có 2 bàn tiệc rượu đặt những món đặc biệt của Tây Hồ, mỗi món đều do đầu bếp giỏi của Tây Hồ nấu, không chỉ hương vị rất ngon, đều có thể nói là tác phẩm nghệ thuật. Ngoại trừ mỹ thực ra, trên thuyền còn sắp xếp biểu diễn Việt kịch. Việt kịch, một loại ca kịch phổ biến ở vùng Chiết Giang, Trung Quốc.
Tất cả bọn họ đi lên thuyền rồng cưỡi gió đêm rời khỏi bờ hồ, chậm rãi đi về phía trung tâm Tây Hồ, thu hết cảnh đẹp Tây Hồ vào mắt. Thuyền rồng mới dừng lại giữa hồ, Tiểu Vũ liền chạy tới, nghịch ngợm ngồi lên đùi Mạc Phàm. Mạc Phàm cười bất đắc dĩ, véo khuôn mặt Tiểu Vũ đầy cưng chiều. Vẻ mặt Tiểu Vũ nghiêm túc, rót chén trà cho Tôn Huyền Cơ ngồi bên cạnh Mạc Phàm. Ông nội Tôn, cháu rót cho ông chén trà, cháu có thể hỏi ông một chuyện không? Tôn Huyền Cơ giống như sớm đoán được sẽ như vậy, cười nói. Một ly trà, cô có thể hỏi ba vấn đề. Không nói đến Mạc Phàm ngồi bên cạnh, ông ta không thể từ chối. Ông ta có thể ngồi trên thuyền rồng, cháu nội ông ta chỉ bị mù đôi mắt đều dựa vào Mạc Vũ, ông ta càng không thể từ chối Mạc Vũ. Nhưng cháu chỉ có hai vấn đề. Tiểu Vũ nghi ngờ nói. Mạc Phàm cười, lắc đầu, cũng không nói thẳng ra. Mạc cô nương, cô hỏi đi, nếu lão phu biết lão phu sẽ nói. Tôn Huyền Cơ cười nói. Chú kia nói cha mẹ cháu không sống quá 10 năm, chuyện này là thật sao? Tiểu Vũ hỏi rất nghiêm túc, khi nói chuyện, trong con ngươi sáng ngời của cô hiện lên lo lắng. Tiểu Vũ mới mở miệng, đám cha Mạc Phàm, bác cả cũng bị hấp dẫn theo. Tuy bọn họ không để những lời Tôn Thiên Long nói trong lòng, nhưng không lo lắng là giả. Dựa theo số mệnh, lúc này cha cô đã tóc hoa râm, tinh khí thần đều bị tổn hại, mẹ cô ưu tư quấn tâm, chuyện phiền lòng quấn thần, tinh thần mệt mỏi, nhưng cô nhìn cha mẹ mình xem, không khác gì người 20 tuổi, bọn họ sống mấy trăm tuổi đều không thành vấn đề. Tôn Huyền Cơ nói, Tôn Thiên Long có thể nhìn thấu mệnh người nhà Mạc Phàm, sao ông ta có thể không nhìn thấu? Chỉ là nhìn càng rõ hơn Tôn Thiên Long. Vậy cháu thì sao, cháu sẽ sống không tới 30 tuổi, chết ở hồ vong tình sao? Tiểu Vũ hỏi tiếp, cô sao? Tôn Huyền Cơ vuốt râu. Cô lợi hại hơn, số mệnh ban đầu của cô chỉ là người bình thường, nhưng hiện giờ đã đến tôi thể tầng 6, chưa đến một năm là tới trúc cơ, đợi cô 30 tuổi, Tiên Thiên Tông sư cũng không là vấn đề, biệt thự Giang Nam ở hồ vong tình, cho dù là biển vong tình cũng không chắn được. Cô có gì phải lo lắng? Vì sao lại có số mệnh ban đầu và số mệnh hiện giờ? Tiểu Vũ nhíu mày, có chút mơ hồ, không tự chủ được lại hỏi. Tôn Huyền Cơ cười thần bí, trong mắt ông ta lộ ra nghiêm túc, tay tạo mấy pháp ấn. Ngón tay ông ta nhanh chóng vẽ trên không trung, con sông phân nhiều nhánh lập tức xuất hiện ở giữa không trung, sinh động như hình chiếu 3D. Ông ta giơ tay nắm lấy đèn lồng trên thuyền, đám lửa lập tức xuất hiện trong tay ông ta. Hóa thành một con thuyền ngọn lửa đặt trên trục chính của con sông. Mệnh cũng như chiếc thuyền nhỏ này, sẽ gặp rất nhiều ngã rẽ, chỗ rộng nhất trên sông là mệnh ban đầu, nhưng còn có rất nhiều ngã rẽ nhỏ trên sông là mệnh tương lai, thuyền nhỏ bình thường đều được kênh đào đẩy theo mệnh ban đầu, mặc kệ phía trước là gió hay mưa, hay là vòng xoáy. Ý niệm của Tôn Huyền Cơ khẽ động, thuyền nhỏ đi dọc theo con sông rộng, trong chớp mắt đã rơi vào trong vòng xoáy. Nhưng đột nhiên có cơn gió xuất hiện. Đẩy thuyền nhỏ đi một con đường khác, số mệnh sẽ xảy ra thay đổi, có mệnh hiện giờ. Tay Tôn Huyền Cơ vung lên, đột nhiên có gió xuất hiện, thuyền nhỏ rời khỏi vòng xoáy, đi đến một con sông gió yên sóng lặng khác, chậm rãi tiến về trước. Ngoại trừ gió ra, nếu thuyền nhỏ này đủ cường đại, muốn đi đến đâu thì đi đến đó, ai cũng không ngăn cản được. Ông ta lại vung ống tay áo, ngọn lửa lại bành trướng, còn rộng hơn đường sông, bay nhanh mà đi trên con sông. Vô cùng tự do. Tôn lão gia tử, ý của ông là nói, mệnh nhị ca nhị tẩu tôi và Tiểu Vũ đã được thay đổi sao? Chú ba Mạc Phàm nghe xong, vẫn mơ hồ như trước hỏi. Chú Mạc, chú đã không tin số mệnh, chú còn lo lắng thay đổi được mệnh hay không làm gì, nếu thiên tinh đoán không sai, chú từng đánh không dưới 10 thầy coi bói rồi. Bên cạnh Tôn Huyền Cơ, Diệp Thiên Tinh vẫn không nói gì xen miệng vào, cười nghịch ngợm nói. Chú ba Mạc Phàm sờ gáy, cười xấu hổ. Quản mệnh làm gì, không bằng uống thêm vài ly nữa. Tôn Huyền Cơ giải thích như vậy, cả nhà Mạc Phàm không còn băn khoăn gì nữa. Ba anh em cha Mạc Phàm và đám A Hào nhanh chóng uống rượu tiếp. Đám mẹ Mạc Phàm thưởng thức Việt kịch và cảnh đẹp Tây Hồ, nhấm nháp mỹ thực Tây Hồ, vui vẻ hòa thuận. Mạc Phàm uống mấy chén với cha, liền bưng chén trà đi đến đầu thuyền. Hai mắt nhìn mặt hồ và ngọn đèn ở phía xa xuất thần. Chỉ trong phút chốc, Tôn Huyền Cơ ngồi xe lăn cũng đến đó. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Mạc Phàm uống một ngụm nước, thản nhiên hỏi.
Chuyện Tôn Huyền Cơ đợi ở Đông Hải 3 ngày, tất nhiên là hắn biết. Hiện giờ cùng theo lên thuyền rồng, chắc chắn không phải là bái phỏng đơn giản như thế. Tôn Huyền Cơ nhướng mày, cười chua xót. Ông ta theo lên thuyền rồng, tất nhiên không phải vì giải thích số mệnh, tiêu tan lửa giận của Mạc Phàm, mà có mục đích khác. Ông ta cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng. Mạc đại sư hiểu bao nhiêu về vạn diệt lao lung của Thiên Thành Diệt. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười nói. Nhiều hơn ông nghĩ nhiều. Pháp thuật này là pháp thuật của Vạn Diệt Tông, từng chấn chết không ít người, hắn đặc biệt nghiên cứu rồi. Cho dù là người của Vạn Diệt Tông, cũng không biết nhiều như hắn. Ông muốn bí pháp giải vạn diệt lao lung của tôi sao? Mạc Phàm hỏi tiếp. Không dám. Sắc mặt Tôn Huyền Cơ thay đổi, vội vàng nói. Mơ ước bí pháp của người khác, là tối kỵ trong giới võ đạo và pháp đạo. Nhất là mơ ước bí pháp của người như Mạc Phàm, không khác gì muốn chết, tất nhiên ông ta không dám mạo phạm cấm kỵ này với Mạc Phàm. Tôn gia chúng tôi và mấy gia tộc khác tìm được một mật địa, rất có khả năng là phủ đệ của tiên nhân, nhưng cửa vào bị vạn diệt lao lung phong ấn, nếu Mạc đại sư có thể giúp chúng tôi mà nói, những thứ trong mật địa sẽ có một phần của Mạc tiên sinh, không biết ý của Mạc đại sư thế nào. Tôn Huyền Cơ giải thích. Ông ta nói phủ đệ tiên nhân là long mộ 6 gia tộc bọn họ tìm được lúc trước. Tuy bọn họ tìm được long mộ này, nhưng vì có vạn diệt lao lung ở đó, bọn họ ngoại trừ đạt được bí pháp vạn diệt lao lung, không tìm được những thứ khác, gần như là tay không mà về. Khi Mạc Phàm hủy vạn diệt lao lung của Thiên Thành Diệt, ông ta có tâm tư này. Phủ đệ tiên nhân sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt. Phủ đệ tiên nhân bọn họ nói, hơn phân nửa là phủ đệ của tu sĩ cấp bậc kim đan. Nhưng cho dù là báu vật của tu sĩ kim đan, cũng đủ khiến thế gia thần bí điên cuồng. Đúng lúc hắn đang thiếu nguyên liệu luyện chế thân ngoại hóa thân, không biết nơi này có đủ nguyên liệu không? Như vậy cũng được, chỉ là... Mạc Phàm muốn đồng ý. Hắn vừa mới nói một nửa, bỗng nhiên nheo mắt lại, sắc bén tỏa ra, gió đêm xung quanh lạnh hơn. Một phi tiêu hình bươm bướm bay về phía hắn, lóe lên lam quang dưới ánh đèn, giống như bươm bướm thật đang nhảy múa. Chỉ là trước đó, tôi phải giải quyết một chút chuyện khác trước. Hắn vươn một tay ra, phi tiêu hình bướm đập cánh rơi vào lòng bàn tay hắn, giống như đóa hoa nơi bươm bướm ẩn náu. Tôn Huyền Cơ nhìn thấy con bướm này, sắc mặt thay đổi. Đây là tín vật của sứ giả Lam Điệp Hắc Thị. Trước đây ông ta cũng từng nhận được thứ này, cho nên liếc mắt một cái là nhận ra. Hắc Thị. Mạc Phàm nhíu mày, lại liếc mắt nhìn phi tiêu hình bướm một cái. Phi tiêu này tương tự với bổ câu đưa tin, là pháp khí dùng để đưa tin một lần. Nhưng Hắc Thị này, kiếp trước hắn chưa từng nghe nói đến. Hắc Thị là một thế lực thần bí của Hoa Hạ, tồn tại bao lâu thì không ai biết, người Tôn gia biết đến sự tồn tại của Hắc Thị. Hắc Thị đã tồn tại, ở Hắc Thị có thể đạt được các loại tình báo, mua một số thứ hiếm có hay một số thứ không mua được trên thị trường, cũng có thể tuyên bố các loại nhiệm vụ. Tuy Hắc Thị không phải môn phái, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, tuy là ngư long hỗn tạp, nhưng đa số thế gia đều không dám trêu chọc vào. Tôn Huyền Cơ giải thích, Tôn gia bọn họ là gia tộc ngàn năm, từng hợp tác với Hắc Thị, tất nhiên không xa lạ với Hắc Thị này, cũng tương đối hiểu biết thực lực của Hắc Thị. Lúc trước có đệ tử thế gia mua hàng giả ở Hắc Thị, ỷ vào bối cảnh của anh ta hùng hậu, mang người phụ nữ Hắc Thị bán hàng giả cho anh ta đi. Đêm đó ngủ với vị cô nương kia, ngủ xong còn ném cho một đám thuộc hạ hưởng thụ. Kết quả sáng ngày thứ ba, tất cả nam nhân của thế gia này biến thành thái giám, trong đó bao gồm cả chó mèo nữa. Hả? Lông mày Mạc Phàm giãn ra. Hắc Thị này hơi tương tự với Càn Khôn Các ở tu chân giới. Bị sứ giả Hắc Thị tìm tới, không phải là chuyện tốt gì, gần đây Mạc Đại Sư phải cẩn thận một chút. Tôn Huyền Cơ lo lắng nói. Dựa theo thông lệ trước kia, người mà Hắc Thị tìm đến rất ít có chuyện tốt xảy ra, trong 10 người thì có 9 người xảy ra chuyện. Ông ta là ví dụ, năm đó ông ta bị sứ giả Lam Điệp tìm tới, tham gia hành động vây bắt Thiên Thành Diệt, kết quả biến thành bộ dạng như hiện giờ. Ngón tay Mạc Phàm ấn xuống phía giữa bươm bướm, trên bươm bướm sáng lên, một giọng nói thanh thúy êm tai truyền đến. Cẩn thận! Giọng nói này vừa vang lên, một phi châm như lông châu xuất hiện trước mặt Mạc Phàm. Toàn thân phi châm màu u lam, hiển nhiên là tôi luyện kịch độc, rất khó phát hiện trong màn đêm, lập tức xông về phía mi tâm Mạc Phàm, tốc độ rất nhanh.
Đồng tử Mạc Phàm co rụt lại, hai ngón tay vươn ra, phi châm cách mi tâm hắn một khoảng bị kẹp chặt lấy. Quả thật không phải chuyện tốt gì. Hắn hít sâu một hơi nói. Phi châm này có thể đến trước người hắn mới bị phát hiện, rất khó lường. Hắn khẽ cử động ngón tay, phi châm đứt thành vài đoạn rơi xuống sàn thuyền. Hắn cất con bướm kia, trong mắt hơi híp lại, hàn quang bắn ra bốn phía, tạo ra gợn sóng trên mặt hồ. Hắn giơ một tay lên như chém xuống phía dưới. Bùm, một tiếng vang thật lớn, giống như ngư lôi nổ tung. Ở nơi cách du thuyền 100 mét, nước trong hồ bắn lên hơn 10 thước cao, gợn sóng đẩy ra xung quanh. Cùng lúc đó, một bóng đen chớp lóe trong nước, liền biến mất không thấy. Có. Sắc mặt Tôn Huyền Cơ thay đổi, ngạc nhiên nói. Hai bọn họ là tiên thiên tông sư, vậy mà người này ẩn nấp trong vòng 100 mét mà không phát hiện ra. Nếu như không phải Hắc Thị nhắc nhở, có khả năng bọn họ còn không biết vì sao mình chết. Không đợi Tôn Huyền Cơ nói xong, Tiểu Vũ nghe thấy âm thanh chạy ra, anh, trong hồ nước có thứ gì sao? Không có gì, chắc là con cá, anh định chộp lấy nhưng nó trốn thoát mất rồi. Mạc Phàm nhìn lướt qua mặt hồ chậm rãi bình yên, thu lại sắc bén trong mắt, Tiểu Vũ cười nói. Tôn Huyền Cơ liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cũng cười theo, hai chữ sát thủ đến bên miệng lại nuốt xuống. À, Tiểu Vũ đáp lời, giống như không có hứng thú, lại chạy trở về. Mạc Đại Sư, chuyện phủ đệ của tiên nhân tôi nói lúc trước thì sao? Tôn Huyền Cơ nhỏ giọng hỏi. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn lướt qua mặt hồ, đứng yên một lát. Nếu là phủ đệ của tu sĩ Kim Đan, tất nhiên phải nhìn một cái, cho dù không có nguyên liệu luyện chế thân ngoại hóa thần, cũng có những thu hoạch khác. Nhưng việc cấp bách là phải giải quyết hết đám người ẩn nấp trong bóng tối. Tôi có thể giúp các ông mở vạn diệt lao lung, nhưng phải đợi tôi xử lý một chuyện xong đã. Hiện giờ không cần gấp phủ đệ của tiên nhân, lần sau tiến vào ít nhất phải đợi một năm. Tôn Huyền Cơ nói, nơi bọn họ tìm được rất không ổn định, khắp nơi đều có cơ quan trận pháp, hiện giờ đi vào thì thập tử vô sinh, chỉ có thể đợi ổn định lại mới tiến vào. Ổn định cần thời gian một năm, bọn họ hoàn toàn đợi được. Đến lúc đó báo tin cho tôi là được. Mạc Phàm gật đầu. Mạc Đại Sư chuẩn bị đối phó những sát thủ này thế nào? Tôn Huyền Cơ hỏi. Những sát thủ này có thể ẩn nấp trong vòng 100 mét quanh bọn họ, chắc chắn thực lực không kém. Giết một đám người muốn chết, căn bản không cần chuẩn bị. Mạc Phàm nhìn chằm chằm mặt hồ, lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, hàn khí từ người hắn lan tràn ra, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống. Tuy Tôn Huyền Cơ là tiên thiên tông sư, nhưng bỗng nhiên cảm thấy hàn khí đầy trên đầu. Mạc Đại Sư cần giúp chuyện gì, cứ việc phân phó. Tôn Huyền Cơ nuốt nước bọt, nói. Mạc Phàm đáp, hai người quay về khoang thuyền. Thuyền rồng đi trên Tây Hồ 3-4 tiếng, đến nửa đêm mới cập bờ. Mạc Phàm bố trí người nhà ở biệt thự lưng chừng núi xong, hắn lấy mấy pháp bàn ra bố trí quanh biệt thự. Khởi! Tay hắn tạo một pháp ấn, thầm quát một tiếng. Cả căn biệt thự như có một tầng màn dưới trời đêm, biến mất trong hư không. Bố trí những thứ này xong, xác nhận xung quanh không có khí tức khả nghi, hắn đứng trên một tảng đá ở vách núi, còn người rét lạnh nhìn nội thành Tây Hồ đèn đuốc sáng trưng. Mặc kệ là ai, tối nay ở lại hết đi. Bóng dáng hắn nhoáng lên một cái, biến mất trên vách núi. Nửa tiếng sau, hẳn là ở trong này. Mạc Phàm dừng trước một quán rượu. Dựa theo ấn ký lưu lại trên bươm bướm, hẳn là sứ giả của Hắc Thị ở gần đây. Nếu Lam Điệp có thể nhắc nhở hắn cẩn thận, tất nhiên biết sát thủ là ai. Tìm được Lam Điệp này, khoảng cách tìm được đám sát thủ này còn xa sao. Hắn mới dừng bước, một chiếc xe Ferrari màu rượu đỏ dừng trước người hắn. Cửa xe mở ra, một đôi chân dài trắng nõn như ngọc, đi giày cao gót 8 cm bước từ trong xe ra. Một mỹ nữ bước từ trên xe xuống, lập tức đi về phía Mạc Phàm. Dáng người mỹ nữ này cao gầy, khoảng chừng 1m75, tóc xoăn màu hạt dẻ, gương mặt trái xoan yêu diễm không có một chút tì vết, vô cùng mê người. Nhất là đôi mắt tràn đầy xuân thủy và đôi môi cười như không cười, một cái nhăn mày một nụ cười đều như mang theo ma lực, làm người ta miệng đắng lưỡi khô. Mỹ nữ này mặc một bộ lễ phục chế ngực màu lam, bả vai trắng nõn và xương quai xanh hoàn mỹ đều lộ ra ngoài. Tận cùng xương quai xanh, lộ ra hơn phân nửa bộ ngực cao ngất,
như sắp nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Dáng người nhô trước lồi sau như hình chữ S di động, chấn nhiếp tâm hồn người ta. Mỹ nữ này vừa xuất hiện, cả đường phố giống như yên lặng, mặc kệ là nam nữ đều nhìn chằm chằm cô. Mỹ nữ này làm như không nhìn thấy người khác, lắc lắc vòng eo như rắn nước, đi đến bên cạnh Mạc Phàm, môi son khẽ nở nụ cười quyến rũ, mỉm cười nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Tiểu soái ca, có thể đi hóng gió với tôi không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 23.